Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 10. Mọi người nhìn Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, bất giác nhường ra một con đường, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng kính sợ. Lấy chiến tông cảnh trung kỳ diệt sát hai đại chiến tông cảnh đỉnh phong, tìm khắp Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng chỉ có Hoàng Thành Thập Tú có thể làm được, chẳng lẽ kẻ này đã có thể so với Hoàng Thành Thập Tú? Hoàng Thành Thập Tú có ai là chiến tông cảnh trung kỳ sao? Hắn tuy mạnh, nhưng vẫn có chút khoảng cách với Hoàng Thành Thập Tú. Có điều cũng không thể khinh thường thực lực người này, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thi triển lực lượng chiến hồn. Đúng vậy, thế này còn không phải thực lực chân chính của hắn. Mặc dù giết Chu Hùng cùng Chu Văn Bân, nhưng ta cảm thấy chỉ là khả năng nhất thời, các ngươi cũng đừng quên, đại chất tử của Chu Hùng là ai? Hoàng Thành Thập Tú xếp hạng thứ 6, Chu Văn Bác. Chu Văn Bác có vẻ như đã ra khỏi thành lịch luyện, một khi trở về biết Chu Hùng và Chu Văn Bân bị giết, nhất định không có khả năng bỏ qua cho hắn. Đám người bàn luận, trong lòng chấn động vô cùng, một tiểu tử đại yến vương triều, vậy mà thực lực khủng bố như thế. Hơn nữa, người hắn giết không phải ai khác, mà là trưởng lão luyện dược sư công hội, chẳng lẽ hắn không sợ luyện dược sư công hội tìm hắn để gây sự sao? Thế nhưng, cũng có một số người cười trên nỗi đau của người khác, giết chết Chu Hùng và Chu Văn Bân có thể không tính là gì, nhưng Chu Văn Bác mới là cửa ải khó khăn thực sự. Tiêu Phàm đi lại nhẹ nhàng, giống như chuôi thần kiếm đã ra khỏi vỏ, sắc bén tuyệt thế, trong mắt lệ khí dần dần tán đi, toàn thân tản ra một cỗ khí tức nhẹ nhàng, tăng thêm mấy phần thần tính. Da thịt quang trạch lưu động, kinh khí 10 phần, nhất là khuôn mặt lạnh lùng kia, nhìn qua cứng cáp, có chỗ nào giống một thiếu niên 16-17 tuổi. Chúng ta đi. Đi tới bên cạnh Bàn Tử và Niệm Niệm, trên mặt Tiêu Phàm đột nhiên hiện lên nét cười, nụ cười này khiến cho người ta ấm áp như gió xuân, tất cả mọi người ở đây kinh ngạc một phen. Tiêu Phàm giờ phút này so với ban nãy như hai người khác nhau. Tiểu huynh đệ. Đang lúc Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, Tần Mặc đột nhiên mở miệng kêu lên. Nếu như là người khác, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không thèm phản ứng. Hắn thấy hình ảnh đám luyện dược sư công hội tự cao thanh cao này kém đến cực điểm, nhưng người nói chuyện là Tần Mặc. Một người không quen mình, lại đề cử mình tham gia luyện dược sư khảo hạch, điểm này khiến Tiêu Phàm muốn cho người này mặt mũi và sự tôn trọng. Tần hội trưởng. Tiêu Phàm sớm đã nghe được ra thân phận Tần Mặc từ đám người đang bàn luận, chỉ là không dám xác định có chuyện gì không. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi có nguyện ý gia nhập luyện dược sư công hội hay không? Tần Mặc cười tủm tỉm nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức lộ vẻ chấn động, Tiêu Phàm vừa mới giết trưởng lão luyện dược sư công hội, lúc này lại còn mời hắn gia nhập luyện dược sư công hội. Rất nhiều người ngẫm lại liền thoải mái, thế giới này chính là như thế. Đừng nói Chu Hùng đã chết, coi như hắn còn sống cũng không thể so sánh với ngũ phẩm luyện dược sư 16-17 tuổi. Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, hỏi Chu Hùng chết trong tay ta, các ngươi không trách tội ta. Nếu như ngươi trực tiếp tới luyện dược sư công hội ra tay với Chu Hùng, luyện dược sư công hội ta tất nhiên liều chết không thôi. Trong mắt Tần Mặc lộ ra sát khí, lời này hắn nói không giả. Nhưng đột nhiên lời nói xoay chuyển, có điều... Ngươi lại đến tham gia khảo hạch luyện dược sư, phụ tử Chu Hùng cố ý làm khó ngươi, cái này ai ai cũng biết, nếu như không phải Chu Văn Bân lấy thế đẻ người, ức hiếp ngươi, Chu Văn Bân sẽ không chết, Chu Hùng tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ, cho nên, Chu Hùng chỉ vì thù riêng mà chết, luyện dược sư công hội ta vẫn nhận rõ điểm ấy. Nghe được lời Tần Mặc, người ở đây không thể nào phản bác. Tần Mặc ý tứ rất rõ ràng, ai ngang nhiên ức hiếp người luyện dược sư công hội ta. Luyện dược sư công hội tất nhiên sẽ giữ trong lòng, thậm chí liều chết không thôi. Nhưng, lại vì thù riêng mà chết, luyện dược sư công hội cũng sẽ không nhúng tay, dù sao luyện dược sư công hội không phải chỗ ngang ngược không nói đạo lý. Tiêu Phàm lẽ nào còn không biết Tần Mặc đang nói giúp mình, trong lòng có chút cảm kích, nhưng càng nhiều là khâm phục. Tần Mặc một hai câu liền khiến tất cả mọi người ngậm miệng, làm bọn hắn không lời nào để nói. Đa tạ hậu ái của tiền bối. Tại hạ tự do đã quen, không nghĩ gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là cự tuyệt, hắn biết rõ, không có miếng bánh nào tự dưng từ trên trời rớt xuống. Tần Mặc có chút nóng nảy, lúc này, Lãnh U ở một bên đột nhiên nói ra, Tần Lão, tiểu huynh đệ không muốn gia nhập,
chúng ta cũng đừng ép buộc. Phải rồi, ta hình như nhớ nếu có hai trưởng lão đề cử thì có thể trở thành khách khanh của luyện dược sư công hội. Nghe vậy, ánh mắt Tần Mặc sáng lên, liền nói, lãnh trưởng lão nói không sai, ta làm sao lại quên việc này. Tiểu huynh đệ, ta và lãnh trưởng lão đề cử ngươi trở thành khách khanh luyện dược sư công hội, ngươi thấy thế nào? Đám người kinh ngạc nhìn Tần Mặc cùng Lãnh U, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, đều là hâm mộ, đố kỵ. Khách khanh 16-17 tuổi, ở Hoàng Thành luyện dược sư công hội này trong lịch sử còn chưa bao giờ có. Trước kia cũng chưa từng thấy qua ngũ phẩm luyện dược sư 16-17 tuổi, việc này có là gì, với thiên phú của hắn có lẽ trước 20 tuổi đã có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư. Cũng đúng, cho dù Vương Thành, luyện dược sư cấp bậc dược vương đều hết sức thưa thớt, một khi hắn có thể tiến vào lục phẩm luyện dược sư, có khả năng rất lớn sẽ trở thành khách khanh trưởng lão. Nghe được tiếng bàn luận của đám người, trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút do dự. Khách khanh, đương nhiên sẽ không bị luyện dược sư công hội hạn chế tự do cá nhân, nhưng lợi ích không nhiều hơn việc gia nhập luyện dược sư công hội. Lão Tam, nếu Tần trưởng lão cùng lãnh trưởng lão đều nói như vậy, người còn nỡ lòng cự tuyệt sao? Bàn tử sợ Tiêu Phàm cự tuyệt, vội vàng nháy mắt với Tiêu Phàm. Được. Tiêu Phàm hít sâu một ngụm khí, gật đầu nói. Ha ha. Tiểu huynh đệ, ngươi và ta về sau cũng coi là đồng liêu. Trên mặt Tần Mặc rốt cục lộ ra nụ cười, nhìn Lãnh U nói, lãnh trưởng lão, làm phiền ngươi thay tiểu huynh đệ làm lệnh bài khách khanh cho tốt. Được. Thần sắc Lãnh U băng lãnh, tựa như một băng sơn vạn năm, lập tức đảo qua những người khác ở đây nói, đều giải tán đi, Tuyết Lung Giác, Bạch Vũ, Ngạn Huyền, Kiếm Tam, các ngươi đi theo ta nhận lấy ban thưởng lần này. Những người khác sau 3 ngày đến luyện dược sư công hội nhận lấy giấy chứng nhận tư cách dược sư. Rõ. Đám người gật đầu, sau đó rời đi theo Lãnh U. Ánh mắt Tuyết Lung Giác thỉnh thoảng đảo qua bọn Tiêu Phàm, trong lòng có chút thất vọng. Tiểu huynh đệ, mời đi theo ta. Tần Mặc làm động tác mời, Tần Mộng Điệp một bên chu chu mỏ, bộ dáng vô cùng không phục. Tần lão, người vẫn gọi ta là Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm cảm giác xưng hô tiểu huynh đệ thế này có chút khó chịu. Được. Tần Mặc cười cười, đằng sau mang theo 4 người Tiêu Phàm tới luyện dược sư công hội, không bao lâu liền đi tới một phòng, bên cạnh Tần Mặc còn có Tần Mộng Điệp đi theo. Tần lão, có gì muốn hỏi, xin cứ nói. Tiêu Phàm cười cười, nhấp hớp trà nói, hắn lẽ nào không biết Tần Mặc đang có ý đồ gì. Tần Mặc vội ho một tiếng, lập tức trịnh trọng nhìn Tiêu Phàm nói. Nếu ngươi đã hỏi, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Hôm nay khảo hạch chuẩn bị dược tài, theo lý thuyết tối đa chỉ có thể luyện chế dược dịch tứ phẩm đỉnh giai, không biết ngươi làm sao đem nó tăng lên tới ngũ phẩm. Tần lão vừa dứt lời, Tần Mộng Điệp liền nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nàng vẫn nhất mực giấu một vấn đề ở trong lòng, nếu như Tiêu Phàm chỉ luyện ra dược dịch tứ phẩm đỉnh giai, nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng rõ ràng dược tài chỉ có thể luyện chế dược dịch tứ phẩm đỉnh giai, lại bị Tiêu Phàm nâng lên ngũ phẩm, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm cười cười, nhìn Tần Mặc nói, Tần lão, người không phải đã sớm đoán được sao? Thật sự có loại thủ pháp luyện dược này. Toàn thân Tần Mặc run lên, thanh âm trong nháy mắt đề cao gấp bội. Đã có nghe đồn, vậy dĩ nhiên là thực. Tiêu Phàm cười cười. Trong lòng thầm mắng, cái lão hồ ly này quả nhiên đã để ý đến thủ pháp luyện dược của mình. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có chối, người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, muốn thủ pháp luyện dược này của ta, không có cửa. Ra ra, các ngươi lại có bí mật gì, rốt cuộc là thủ pháp luyện dược gì thế? Tần Mộng Điệp rốt cuộc nhìn không được, mở miệng hỏi. Tần Mặc hít thật sâu nhìn Tiêu Phàm, thấy hắn chỉ cười nhạt, sau đó nhìn Tần Mộng Điệp nói, Mộng Điệp. Người có từng nghe nói qua bạo linh thuật? Bạo linh thuật, vẻ mặt Tần Mộng Điệp vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên là không biết. Người có biết Tiêu Phàm trước đó vì sao bị bạo đỉnh? Tần Mặc lại hỏi, nhưng lần này không đợi Tần Mộng Điệp mở miệng, hắn liền giải thích, Tiêu Phàm trước đó luyện dược đỉnh không ngừng rung động, lúc ấy ta cũng coi đây là dấu hiệu muốn bạo đỉnh. Nhưng mà chúng ta ai cũng không phát hiện ra linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào bên trong luyện dược đỉnh. Trên mặt Tần Mặc lóe qua một tia xấu hổ, tiếp tục nói, đây chính là cơ sở của bạo linh thuật, dẫn đạo linh khí thiên địa để luyện dược, nhưng mà quan trọng nhất lại là bước cuối cùng,
hồn lực cùng linh khí thiên địa điên cuồng tràn vào bên trong luyện dược đỉnh, được hồn lực cùng linh khí thiên địa luyện hóa, những dược tài nguyên bản chỉ có thể luyện chế tứ phẩm dược dịch, trong nháy mắt liền tăng lên một cấp độ. Đây không phải là một loại thủ pháp luyện dược sao? Ta học cũng có thể làm được mà. Tần Mộng Điệp bĩu môi, ánh mắt lộ ra một tia khó chịu, oán hận nhìn Tiêu Phàm. Cũng khó trách nàng không cam tâm, nếu như không phải Tiêu Phàm, nàng tuyệt đối đã đạt được hạng nhất luyện dược sư. Ngươi cho rằng có thể dễ dàng làm được như vậy sao? Trong mắt Tần Mặc lóe lên một tia tức giận, Tần Mộng Điệp vội vàng ngậm miệng không nói, nàng biết rõ Gia Gia đang tức giận. Bạo linh thuật, trừ thủ pháp bên ngoài, còn có hai điểm mấu chốt, điểm thứ nhất là hồn lực mạnh mẽ, thời gian dài dẫn đạo linh khí thiên địa sẽ tiêu hao cực lớn đối với hồn lực, hơn nữa còn phải có đầy đủ hồn lực để làm đến bước cuối cùng, cho dù là ta, đoán chừng cũng khó có thể làm được. Tần Mặc lắc đầu, loại thủ pháp luyện dược này hắn từng nghe nói qua, rất khó có thể tu luyện được. Vậy điểm mấu chốt thứ hai là cái gì? Tần Mộng Điệp vội vàng hỏi. Điểm thứ hai chính là khống chế đối hồn lực nhất định phải đạt tới cảnh giới nhập phi. Trong quá trình dẫn đạo thiên địa linh khí chút vào bên trong luyện dược đỉnh, thiên địa linh khí không thể thừa, cũng không thể thiếu, bằng không tùy thời đều có thể nổ đỉnh, rất nguy hiểm. Tần Mặc nói thêm, trong mắt Tần Mộng Điệp lóe lên vẻ bất đắc dĩ, hai điểm này xác thực nàng không thể làm được. Tần lão gia, mặc dù ta không phải luyện dược sư, bất quá ta cảm thấy còn có điểm thứ ba ngươi không nói. Bàn tử đột nhiên mở miệng nói. Tần Mặc ngoài ý muốn nhìn bàn tử, nếu như không phải vì giữ thể diện, lão gia tử đoán chừng liền muốn nổi giận rồi. Chính là phải chuẩn bị một cái luyện dược đỉnh thật tốt. Bàn tử cười cười. Tần Mặc nhất thời không nói gì, bàn tử xác thực nói rất đúng, không có một cái luyện dược đỉnh tốt sẽ thường xuyên bị nổ đỉnh, luyện chế ra dược dịch còn không đáng tiền bằng luyện dược đỉnh đâu. Tiêu Phàm không khỏi trắng mắt liếc bàn tử. Cái cần đề cập lại không đề cập tới, vạn nhất Tần Mặc muốn bản thân bồi thường luyện dược đỉnh làm sao bây giờ? Gia Gia, nếu như ngươi có thể nắm giữ bạo linh thuật, há chẳng phải có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư? Ánh mắt Tần Mộng Điệp đột nhiên sáng lên. Tần Mặc nghe vậy, ánh mắt liền nhìn về phía Tiêu Phàm, thế nhưng Tiêu Phàm một mình uống trà, bộ dạng không hề liên quan đến chuyện này, Tần Mặc âm thầm nháy mắt Tần Mộng Điệp. Tiêu Phàm này... Ngươi có thể dạy ta bạo linh thuật hay không? Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Tần Mộng Điệp nhìn Tiêu Phàm nói, đôi mắt đẹp chớp động, bộ dáng đáng thương. Nếu như là người khác có lẽ sẽ không chút do dự liền đáp ứng, thế nhưng Tiêu Phàm lại bình tĩnh lắc đầu. Không phải đây chỉ là một loại thủ pháp luyện dược sao? Nói cho ta biết ngươi sẽ không sợ lỗ, ta có thể dùng đầy đủ đồ vật để đổi. Sắc mặt Tần Mộng Điệp thay đổi bất thường, mím chiếc miệng nhỏ nhắn, bộ dáng oán trách. Mộng Điệp, sao có thể nói như thế? Tần Mặc ra vẻ tức giận quát, thủ pháp luyện dược này vốn là bí mật của luyện dược sư, có thể dùng đồ vật là đổi được sao? Tần Mộng Điệp cúi đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Bản thân giúp người khích tướng Tiêu Phàm, người lại còn để cho ta khó xử. Bất quá, Tần Mộng Điệp cũng biết rõ. Thủ pháp luyện dược tương đương với sinh mệnh của luyện dược sư. Tiêu Phàm không hề tức giận xoay người rời đi đã coi như rộng lượng lắm rồi. Ta nói Tần lão này, hai ông cháu các ngươi cũng đừng hát đôi nữa. Tiêu Phàm hoàn toàn không nhìn nổi nữa, bạo linh thuật, dạy cho ngươi cũng không phải không thể, bất quá, ta có hai điều kiện. Tiểu huynh đệ mời nói, chỉ cần ta có thể làm được thì ta nhất định sẽ đáp ứng. Ánh mắt Tần Mặc sáng lên. Không chút do dự đáp ứng nói. Chính như Tần Mộng Điệp nói, nếu như mình có thể khống chế bạo linh thuật, nói không chừng có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư. Thất phẩm luyện dược sư, Tần Mặc chỉ có thể mộng tưởng trong lòng, vốn cho là cả một đời chỉ dừng bước tại lục phẩm luyện dược sư, bây giờ có cơ hội được tấn thăng lên thất phẩm luyện dược sư, hắn như thế nào lại không kích động. Phải biết rằng cho dù tại đế quốc, thủ pháp luyện dược cũng thập phần hiếm thấy. Điều kiện thứ nhất, không là người chính thống Tần gia không thể truyền. Tiêu Phàm nhấp một hớp trà, thản nhiên nói. Ta đáp ứng ngươi. Tần Mặc không hề do dự, điều kiện này căn bản không tính là điều kiện, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ có thể cho hắn tự mình tu luyện. Hiện tại Tiêu Phàm vừa nói như thế, cháu gái của mình không phải cũng có thể tu luyện sao? Quả nhiên, Tần Mộng Điệp cũng cười lên,
nếu như nắm giữ bạo linh thuật, bản thân cũng có thể trở thành ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Điều kiện thứ hai, ta cần một cái luyện dược đỉnh lục phẩm, còn cần một chút dược tài. Tiêu Phàm lấy ra một tờ giấy, đúng là những dược tài hắn đã sớm chuẩn bị để sẵn sàng đến luyện dược sư công hội mua sắm, hắn dùng để luyện chế ngũ phẩm thối hồn dịch và luyện thể dịch. Tần Mặc tiếp nhận tờ giấy liếc qua một cái, hít sâu một hơi nói, những cái dược tài này đều có thể, bất quá lục phẩm luyện dược đỉnh lại cực kỳ thưa thớt, cho dù lục phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể đúc ra. Tiêu Phàm thở dài, hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt thất lạc của Tần Mặc. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đi chú tạo sư công hội, dựa vào một chút quan hệ để tìm thử, đoán chừng phải đợi một thời gian mới có tin tức. Tần Mặc vẫn còn có chút không cam tâm. Chỉ từ giá trị nhìn lại, bạo linh thuật không phải chỉ một cái luyện dược đỉnh và những dược tài này có thể so sánh, nhưng lục phẩm luyện dược đỉnh thật sự quá khan hiếm. Hắn thân làm lục phẩm luyện dược sư, trên người đúng là có một cái, nhưng đây chính là bản lĩnh để hắn xây dựng cơ ngơi, không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Ra ra, 3 ngày nữa Lăng Vân Thương Hội không phải sẽ có đấu giá hội sao? Ta nghe nói có đấu giá 3 kiện vật phẩm thần bí, vạn nhất có luyện dược đỉnh. Chúng ta có thể đi thử thời vận. Đột nhiên, Tần Mộng Điệp chen lời nói. Tiêu Phàm mang theo lệnh bài khách khanh luyện dược sư công hội cùng dược tài luyện chế ngũ phẩm thối hồn dịch và luyện thể dịch rời đi. Về phần bạo linh thuật, Tiêu Phàm cũng giao cho Tần Mặc. Ở trong mắt người khác, bạo linh thuật là thủ pháp tu luyện tuyệt thế hiếm thấy, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm, cũng không có gì khác biệt. Đem bạo linh thuật giao cho Tần Mặc, thứ nhất, vừa có thể khiến Tần Mặc có hảo cảm, thứ hai, về sau làm việc tại luyện dược sư công hội, mọi việc nhất định sẽ đơn giản hơn nhiều. Tuyết lớn vẫn như cũ rơi xuống, tuyết ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều phảng phất vĩnh viễn không bao giờ hết. Nơi này, cả ngày thời tiết đều âm u, rất ít khi thấy được ánh nắng mặt trời. 4 người Tiêu Phàm rời khỏi luyện dược sư công hội, chuẩn bị trở về khách sạn. Lăng Vân Thương Hội đấu giá còn 3 ngày nữa. 3 ngày này, hắn chuẩn bị đem ngũ phẩm thối hồn dịch và luyện thể dịch luyện chế ra. Mặc dù không có luyện dược đỉnh, nhưng Tiêu Phàm vẫn nắm chắc 7 phần thành công. Siêu, đột nhiên, một đạo kiếm khí âm lãnh từ bên trong ngõ sâu xông ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, Tiêu Phàm cùng bàn tử chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Muốn chết, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, lập tức lách mình kéo bàn tử ra sau lưng, trong tay xuất ra một đạo kiếm khí làm xuất hiện vô số huyết hoa. Đường kiếm đối phương rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm lại càng nhanh hơn. Một kiếm này ẩn chứa nhị trọng kiếm thế, cơ hồ trong nháy mắt Tiêu Phàm bộc phát một kích mạnh nhất. Kiếm khí va chạm cuốn lên vô số bông tuyết, Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, bàn tử, tiểu kim bảo vệ Niệm Niệm, trong nháy mắt lùi ra cách đó không xa. Tiêu Phàm ngạo nghễ đứng, con người băng lãnh liếc nhìn 4 phía, mắt sáng như đuốc, sát cơ mãnh liệt làm rung động tâm trí người khác. Nhưng 4 phía lại không gặp bất kỳ bóng dáng nào. Người vừa mới xuất kiếm đã rời đi. Người của Tuyết Lâu, sắc mặt bàn tử trầm xuống, chỉ có người của Tuyết Lâu, một kích không trúng mới có thể rời đi. Tiêu Phàm không nói, nhắm 2 mắt điều động lực lượng U Linh Chiến Hồn, trong chớp mắt, linh giác của hắn cường đại gấp 10 lần. Sau một khắc, Tiêu Phàm mở mắt, con người hiện lên sát ý, khóe miệng cười lạnh. Tu La kiếm rung động, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Phốc, ngay sau đó một vòi máu từ trong hư vô chảy ra. Kiếm trong tay Tiêu Phàm xuyên thủng lồng ngực một người áo trắng, máu tươi chảy róc rách. Ngươi làm sao có thể phát hiện được ta? Sắc mặt người áo trắng khó coi nhìn Tiêu Phàm. Không phải bởi vì tử vong mà cảm thấy sợ hãi, mà là bị Tiêu Phàm nhìn thấu, hắn cực kỳ không cam lòng. Thân làm sát thủ, bọn hắn sớm đã không hề để ý chuyện sinh tử. Tử vong chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngươi không cần phải biết. Tiêu Phàm băng lãnh nói ra một câu. Tu La kiếm nhấc lên, vô số kiếm khí xuyên qua thân thể hắn, sát thủ áo trắng đột nhiên hóa thành huyết vụ mênh mông tiêu tán trong không gian. Nếu như không phải Phúc Bá nhắc nhở hắn chú trọng tăng lực bộc phát thì một kiếm hắn cũng căn bản không thể cản được sát thủ áo trắng kia, không chỉ hắn chết, bàn tử cùng Niệm Niệm cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Nếu như không nắm giữ U Linh Chiến Hồn, hắn có khả năng sẽ không phát hiện được sát thủ áo trắng. Thu hồi Tu La kiếm, ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, thân thể đứng sừng sững ở trong tuyết, hàn quang bắn ra 4 phía. Giống. Đột nhiên,
Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng đưa cho Tiêu Phàm một cái hồn giới. Tiêu Phàm dùng hồn lực đảo qua hồn giới, phát hiện trừ một chút hồn thạch bên trong cùng dược dịch bên ngoài thì cũng không còn thứ khác. Dù sao cũng là sát thủ, bọn hắn hẳn không thể nào lưu lại manh mối để cho người ta truy tung. Lão Tam, nhất định là do Trần Hạo mời người của Tuyết Lâu tới giết ngươi. Sắc mặt Bàn Tử âm trầm vô cùng, chọc đến Tuyết Lâu, đây chính là rước phải phiền toái lớn. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, hắn hồi tưởng lại sự tình những ngày qua đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Bản thân không hề đắc tội với nhiều người, mà người muốn giết mình lại càng thêm ít. Trần Hạo tính một tên, lúc ấy chém giết Tuyết Nguyệt Liệp Thủ tính một tên, Chu Văn Bác trong miệng mọi người tính một tên. Bất quá Tiêu Phàm trước tiên bài trừ Tuyết Nguyệt Liệp Thủ, những người của Tuyết Nguyệt Liệp Thủ đó đều coi là mình là người của Tuyết Lâu thì làm sao có thể dám đi tìm người của Tuyết Lâu giết mình được. Cái thứ hai bài trừ là Chu Văn Bác, Chu Văn Bác ra bên ngoài lịch luyện không nói, cho dù trở về cũng không có khả năng nhanh như vậy mời người của Tuyết Lâu xuất thủ. Hơn nữa, hắn chính là một trong hoàng thành thập tú, căn bản sẽ không đi tìm người của Tuyết Lâu xuất thủ. Chu Văn Bác muốn giết người, hắn sẽ tự mình đến tìm người đó. Xem ra chỉ có thể là Trần Hạo, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi thu lại sát ý. Trần Hạo kia cũng không có gì đáng sợ. Đáng sợ là hắn tìm đến người của Tuyết Lâu. Quy củ của Tuyết Lâu chính là không chết không thôi. Bàn Tử lo lắng nói. Không chết không thôi, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Tên sát thủ này đã chết, Tuyết Lâu tạm thời sẽ không xuất thủ. Trần Hạo khẳng định đã cung cấp sai tình báo cho người đưa tin, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Tiếp đó, Tuyết Lâu nhất định sẽ tìm tới Trần Hạo, bắt hắn bổ sung hồn thạch, sau đó tìm một tên mạnh hơn đến đây. Bàn Tử gật đầu, đối với quy củ của Tuyết Lâu hắn lại hết sức quen thuộc. Nghe nói thế, Tiêu Phàm cười, nói cách khác, tiếp theo Tuyết Lâu muốn tìm không phải ta, mà là Trần Hạo, không sai. Bàn Tử gật đầu, cổ quái nói, ngươi còn bật cười, Trần Hạo là người Trần gia, hồn thạch vẫn có thể lấy ra được. Lo lắng cũng vô dụng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tiêu Phàm nhún vai, mặc dù vẻ mặt bên ngoài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại đang lo lắng vô cùng. Người vừa bị hắn giết chết của Tuyết Lâu chỉ là chiến tông cảnh sơ kỳ đã ẩn ẩn uy hiếp được tính mạng hắn, nếu như là chiến tông trung kỳ và hậu kỳ thì khó có thể nói trước được. Tiêu Phàm biết, thời điểm Trần Hạo nhìn thấy mình xác thực chỉ là chiến tông cảnh sơ kỳ. Mình đêm qua mới đột phá, khiến Trần Hạo cung cấp tình báo sai lầm cho Tuyết Lâu. Nhưng tiếp theo cũng không gặp may giống thế nữa rồi. Ngay khi Tiêu Phàm rời đi được một lúc, nơi lưu lại huyết phụ của sát thủ áo trắng xuất hiện một bóng người. Bóng người chợt lóe lên sau đó liền biến mất. Tại một gian mật thất trong khách sạn, người áo trắng đeo mặt nạ không trông rõ khuôn mặt cung kính đứng trước mặt một hồng ý nữ tử xinh đẹp đang ngồi, cùng nữ tử hồi báo gì đó. Nghe được người áo trắng nói, khuôn mặt hồng y nữ tử dần dần trở nên băng lãnh, sát khí khủng bố từ trên người nàng tản ra. Người xác định người kia là chiến tông cảnh trung kỳ. Ngọc thủ của hồng y nữ tử đập vào thành ghế, lạnh giọng nói. Đúng. Nam tử mặt nạ áo trắng truyền đến một thanh âm khàn khàn. Hay cho tên Trần Hạo, dám báo sai tin tức. Trong mắt hồng y nữ tử lóe lên sát ý. Người áo trắng bị dọa đến toàn thân run lên, đột nhiên trong tay xuất hiện một phần tình báo, cung kính nói, thiếu chủ, đây là tin tức ta vừa mới thu thập được của người kia. Nếu để cho Tiêu Phàm nhìn thấy nhất định hắn sẽ kinh ngạc không thôi. Mới không lâu mà trong tay đối phương đã có thông tin hoàn chỉnh về hắn. Tiêu Phàm, ngũ phẩm luyện dược sư, khách khanh luyện dược sư công hội, ra tay lạnh lùng vô tình, sở trường về trường kiếm, chiến hồn không biết, hôm nay giết trưởng lão Chu Hùng của luyện dược sư công hội. Đồng bọn Bàn Tử, một con mèo con, cùng một tiểu nữ hài. Hồng y nữ tử nhớ tin tức Tiêu Phàm. Khóe miệng hiện lên tia cười lạnh, có ý tứ. Thiếu chủ, có cần bắt tên Bàn Tử và tiểu nữ hài hay không? Người áo trắng hỏi, trong giọng nói lộ ra một cỗ sát ý nồng đậm. Tuyết Lâu ta cho tới bây giờ vẫn theo quy củ làm việc, thu phí ai, cũng chỉ giết người đó. Hồng y nữ tử lắc đầu. Vâng, thiếu chủ. Người áo trắng cung kính gật đầu. Một tên khách khanh luyện dược sư công hội. Phí 400 vạn hạ phẩm hồn thạch cho cái đầu này còn quá ít, ngươi nên biết xử lý làm sao rồi chứ. Hồng y nữ tử thản nhiên nói. Thuộc hạ đã rõ.
Người áo trắng cung kính, trong nháy mắt liền biến mất trong phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đêm đó trong đại điện hoàng cung, tam hoàng tử Tuyết Ngọc Long nhìn chằm chằm một phần tình báo trên mặt bàn, hai mắt mị mị, thỏa mãn nói, Tiêu Phàm. Nhất tự Tịnh Kiên Vương của Đại Yến Vương Triều, học sinh của Thần Phong Học Viện, khởi bẩm tam hoàng tử điện hạ, Ngạn Huyền công tử cầu kiến. Đột nhiên cửa ra vào truyền đến một thanh âm bén nhọn. A, à, nhanh chóng mời vào. Tuyết Ngọc Long nghe vậy, trên mặt hơi lộ ra thần sắc kích động, sau đó bước nhanh về hướng cửa đại điện. Cánh cửa đại điện mở ra, một thiếu niên khoảng chừng 17 tuổi đi tới, thái giám phía sau liền cung kính lui ra. Nếu như Tiêu Phàm ở đây nhất định sẽ nhận ra vị thiếu niên này, người này chính là Ngạn Huyền hôm ra khảo hạch luyện dược sư, hắn có tướng mạo thập phần bình thường. Ngạn huynh, muộn như vậy còn có chuyện gì sao? Tuyết Ngọc Long vội vàng nghênh đón, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Mọi người đều biết tam hoàng tử rất cao ngạo, chưa bao giờ hắn để ai vào mắt. Giờ phút này lại nhiệt tình đối một tên thiếu niên như vậy, cho dù là hoàng tử công chúa cũng không có đãi ngộ này. Tham kiến tam hoàng tử. Ngạn Huyền hơi hơi thi lễ. Ta nói bao nhiêu lần rồi, Ngạn huynh không cần đa lễ. Tuyết Ngọc Long làm bộ không cao hứng. Ngạn Huyền mỉm cười, nói tối nay ta đến là muốn cùng tam hoàng tử chia sẻ một chuyện hết sức lý thú. À, nào, Ngạn huynh, ngồi bên này. Tuyết Ngọc Long lôi kéo tay Ngạn Huyền, liền hướng đến chính giữa đại điện, lúc này, một vài hạ nhân đã chuẩn bị chu đáo thịt rượu. Ngạn Huyền nhìn thấy một đám hạ nhân rời đi, lúc này mới nói, hôm nay ta đi luyện dược sư công hội tham gia luyện dược sư khảo hạch. Ngạn Huyền đem sự tình hôm nay nói một lần, Tuyết Ngọc Long nghe thập phần nhập thần, cũng không phải là vì là lấy lòng Ngạn Huyền, mà là do hắn xác thực cảm thấy hứng thú. Ta xem Ngạn huynh ba câu có hai câu không rời người kia, không biết người kia tên gọi là gì. Khi Ngạn Huyền nói xong, Tuyết Ngọc Long hiếu kỳ hỏi, trong lòng đã có lòng yêu tài. Tiêu Phàm. Ngạn Huyền nói ra. Tiêu Phàm, Tuyết Ngọc Long lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt liền nghĩ đến phần tình báo kia, ngưng tiếng hỏi, tên Tiêu Phàm kia là người Đại Yến Vương Triều. Tam hoàng tử biết hắn, Ngạn Huyền hơi ngoài ý muốn. Không biết, chỉ là vừa mới nhìn thấy một phần tình báo, cùng người của ta có chút va chạm nhỏ. Tuyết Ngọc Long không giấu giếm, đem tình báo kia cho Ngạn Huyền nhìn một lần. Ngạn Huyền trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, buông tình báo xuống, trịnh trọng nói, Tam hoàng tử, không biết trong lòng ngươi có ý nghĩ gì. Hôm nay ta cũng thấy được thủ đoạn của ngươi này. Chỉ có thể trở thành bạn, không thể trở thành địch nhân, nếu như vạn nhất trở thành địch nhân, nhất định phải lập tức diệt trừ. Tuyết Ngọc Long híp hai mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hiển nhiên là đang cân nhắc được mất. Hồi lâu mới nói, nửa tháng sau chính là cuộc tranh tài chiến vương học viện của các đại học viện, sau 7 ngày, ta chuẩn bị cử hành một tiệc trà xã giao tiếp đãi nhân tài. Mời hắn đến cũng có thể thuận tiện phái người dò la ý tứ của hắn. Như thế là tốt, bất quá, ta sợ thời gian 7 ngày sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Ngạn Huyền nói ra, ta nghĩ hắn là người của Đại Yến Vương Triều, cũng sẽ có giải quyết tốt được. Tuyết Ngọc Long thập phần tự tin, nếu như không phải do Ngạn Huyền đề cử, hắn cũng chỉ coi Tiêu Phàm là một thiên tài bình thường mà thôi. Muốn hắn đối đãi với Tiêu Phàm giống đối đãi với Ngạn Huyền là chuyện không thể nào. Ngay lúc đó, nhân thân vương phủ, Tuyết Lung Giác dầu dĩ không vui ngồi trong phòng, hôm nay gặp lại Tiêu Phàm và bàn tử khiến cho nàng cảm thấy rất phức tạp. Tại thời khắc Tiêu Phàm gặp nguy nan, nàng vậy mà lại không đứng ra, trong lòng vô cùng áy náy. Dù sao lần trước cũng là Tiêu Phàm và bàn tử cứu mạng của nàng. Ai khi dễ bảo bối quận chúa của ta? Đúng lúc này, một đạo âm thanh sang sảng vang lên. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, một nam tử trung niên mặc hắc bào đi tới, khuôn mặt sung mãn, trung đình rộng, con người sâu thẳm như biển cả, trên người vô hình tản ra sự uy nghiêm của một vương giả. Nam tử này dĩ nhiên chính là Tuyết Lung Giác phụ vương, nhân thân vương, Tuyết Nam Thiên. Không có gì. Tuyết Lung Giác vểnh cái miệng nhỏ nhắn, không quay đầu lại nói ra. Cùng vi phụ nói một chút. Có lẽ sẽ không buồn nữa. Nhân thân vương Tuyết Nam Thiên an ủi. Trước mặt Tuyết Lung Giác không có khí thế cùng uy nghiêm thân vương, chỉ có vị phụ thân từ ái. Tuyết Lung Giác do dự một chút,
vẫn là đem sự tình khảo hạch luyện dược sư nói ra, cúi đầu nói, phụ vương, ta có phải làm sai rồi hay không? Có lẽ vậy, bọn hắn dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, ngươi cũng nên vì bọn hắn nói một câu, chỉ là, cho dù ngươi có mở miệng thì những người trong luyện dược sư công hội kia cũng không nhất định sẽ cho ngươi mặt mũi. Lần sau nếu như bọn hắn lại gặp vấn đề nan giải gì, ngươi có thể báo đáp bọn hắn. Tuyết Nam Thiên lắc đầu. Được. Tuyết Lung Giác gật đầu, trầm ngâm một lúc lại nói, phụ vương, người nói xem có thể giới thiệu Tiêu Phàm và tên bàn tử kia cho bát hoàng huynh được hay không? Tuyết Nam Thiên cau mày, hồi lâu mới nói, nghe người nói thì Tiêu Phàm cùng bàn tử hẳn là hạng người cao ngạo, cố ý đi an bài ngược lại sẽ xảy ra vấn đề, việc này cần tìm một cơ hội. Ta rõ rồi, ngày mai ta đi tìm bát hoàng huynh. Tuyết Lung Giác gật đầu nói. Mấy người Tiêu Phàm trở về đến khách sạn, Tiêu Phàm liền đem tất cả dược tài lấy ra, nói, lão nhị, người chiếu cố tốt Niệm Niệm, tiểu kim thay ta hộ pháp. Ca ca yên tâm, Niệm Niệm rất ngoan. Niệm Niệm nhu thuận nói ra. Tiêu Phàm yêu chiều xoa đầu Niệm Niệm, sau đó lấy ra một cái nồi sắt đen gác ở trên lò lửa. Bàn tử vốn chuẩn bị rời đi, nhưng lúc nhìn thấy nồi thiết đen liền không khỏi trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, lão tam. Người bình thường không phải đều là dùng cái nồi sắt này luyện dược chứ? Có vấn đề gì sao? Tiêu Phàm nhún vai, không có luyện dược đỉnh, hắn vẫn luôn là dùng nồi thiết này luyện dược, hôm nay khảo hạch luyện dược sư chính là lần thứ nhất hắn sử dụng luyện dược đỉnh. Đương nhiên không có vấn đề. Bàn tử ha hả cười to nói, ta đang nghĩ, nếu để cho những người kia biết lão tam ngươi dùng nồi thiết liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm dược dịch sẽ có vẻ mặt gì? Đoán chừng hận không thể tìm khối đậu hũ đập đầu chết đi. Đoán chừng thật nhiều người sẽ muốn chết à. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Lão tam ngươi cố gắng, ta cũng phải nỗ lực phấn đấu mới được, qua mấy ngày ta liền hoàn thành khảo hạch tứ phẩm chú tạo sư. Bàn tử thập phần chân thành nói. Được, chờ ngươi trở thành tứ phẩm chú tạo sư rồi nói sau, hiện tại ra ngoài, ra ngoài. Tiêu Phàm bắt đầu đuổi người. Bất quá trong lòng hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này, cười khổ nói, có lẽ ta còn thực sự là luyện dược sư đầu tiên dùng nồi thiết luyện dược A. Bỏ qua suy nghĩ, cho Tiểu Kim một ánh mắt, Tiêu Phàm liền lu bu bắt đầu công việc, lấy ra một phần dược tài ném vào bên trong nồi thiết, thêm một chút nước. Vẩy tay một cái, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm, chính là vô tận chiến hồn. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Khó trách Tiêu Phàm trẻ tuổi như thế lại là ngũ phẩm luyện dược sư, nguyên lai hắn còn nắm giữ một hỏa diễm chiến hồn khác. Không có luyện dược đỉnh, mặc dù độ khó là lớn một chút, tỷ lệ thành công cũng biết thấp đi mấy phần, nhưng nơi này có 10 phần dược tài, luôn có một hai lần có thể thành công. Tiêu Phàm động niệm, hồn lực cuồn cuộn đột nhiên tràn ngập hướng về phía dưới nồi thiết. Thất bại hai lần, làm sao cũng phải thành công một lần chứ. Trong phòng. Tiêu Phàm hết sức chăm chú nhìn bên trong nồi thiết đang bốc lên dược dịch, thầm nghĩ trong lòng, trên mặt hắn răng đầy mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệch. Thời gian dài luyện dược cực kỳ tiêu hao hồn lực cùng tinh thần, cho dù hồn lực Tiêu Phàm cực kỳ hùng hậu nhưng sắc mặt đã hơi trắng bệch. Huống chi, hắn sử dụng nồi thiết bình thường, nếu như dùng luyện dược đỉnh luyện dược cũng sẽ không cần gian nan như thế. Thoáng cái lại qua một canh giờ, nhìn chất lỏng đậm đặc bên trong nồi thiết. Trên mặt Tiêu Phàm rốt cục lộ ra nụ cười, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập cả phòng. Luyện thể dịch xem như thành công, đáng tiếc chỉ là ngũ phẩm cao giai. Nửa canh giờ sau lại luyện chế ngũ phẩm thối hồn dịch. Tiêu Phàm thầm nghĩ, sau đó dùng bình ngọc thu hồi ngũ phẩm luyện thể dịch rồi ngồi xuống ở trên giường. Nếu như để cho người ta biết Tiêu Phàm không chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm trung giai dược dịch, còn có thể dùng một cái nồi thiết luyện chế ngũ phẩm cao giai dược dịch cũng không biết sẽ có ý nghĩ gì. Vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển, Tiêu Phàm lấy ra một chút hạ phẩm hồn thạch liền bắt đầu nhanh chóng hấp thu, u linh chiến hồn lơ lửng lên đỉnh đầu. Khi tất cả hồn lực bổ sung hoàn toàn, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, trên mặt lóe qua vẻ kinh dị, hồn lực của ta rốt cuộc cô đọng mấy phần, khó trách Chu Hùng cùng Trương Nhiễm mặc dù chỉ là ngũ phẩm chiến hồn lại đột phá đến chiến tông cảnh đỉnh phong, xem ra, luyện dược là con đường tắt nhanh nhất để rèn luyện hồn lực. Trước đó hắn rất ít luyện dược, không phát hiện ra sự dị thường này, chỉ biết hồn lực hao hết khi khôi phục lại sẽ có một chút tiến bộ. Kỳ thật,
luyện dược cũng giống như thế, hơn nữa tiêu hao hồn lực càng thêm mãnh liệt. Lần này, tốc độ Tiêu Phàm nhanh lên không ít, mặc dù thất bại 3 lần nhưng đều là do ngay từ đầu tính sai, lần thứ 4 rốt cục luyện chế thành công ngũ phẩm trung giai thối hồn dịch. Mở cửa sổ ra, một vòng bạch sắc xuất hiện chân trời, bất chi bất giác một đêm đã đi qua. Trước tiên đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lại tìm địa phương phục dụng hai loại dược dịch này. Tiêu Phàm lau mồ hôi trên thái dương, luyện tứ phẩm luyện thể dịch cực kỳ thống khổ, khó mà chịu đựng. Ngũ phẩm luyện thể dịch liền càng khủng bố hơn, nhưng vì mạnh lên, loại thống khổ này nhất định phải trải qua. Quả nhiên là thời điểm này tu luyện sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Tiêu Phàm ngồi ở trên giường, có tiểu kim hộ pháp, hắn cũng không cần lo lắng đến vấn đề an toàn của bản thân. Thời khắc Tiêu Phàm ngồi xuống, Trần Hạo sáng sớm từ trên bụng hai nữ nhân đứng lên, đi tới cửa tử lâu tiếp nhận nhiệm vụ của Tuyết Lâu. Đến kỳ hạn cần 3 ngày, nhưng nghe sự tình hôm qua, hạ nhân Trần gia đều miêu tả ra bộ dáng của Tiêu Phàm, Bàn Tử, Niệm Niệm cùng Tiểu Kim. Sắc mặt Trần Hạo hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt liền không muốn gây sự với người kia nữa. Kẻ dám giết chết trưởng lão luyện dược sư công hội, làm sao có thể đơn giản được. Cho dù Trần gia hắn đoán chừng cũng không dám đắc tội với người như thế, cho nên hắn lần này tới không phải vì muốn lấy đầu Tiêu Phàm, mà là muốn hủy bỏ nhiệm vụ săn giết người này. Nha, vị công tử này đến sớm như vậy, chúng ta còn chưa buôn bán đâu. Một vị tiểu nhị mở cửa phòng khách sạn, cười hì hì nhìn Trần Hạo. Ta là tới. Trần Hạo vừa mới chuẩn bị nói ra ý đồ đến, lại là nhìn thấy một hồng y nữ tử xinh đẹp đi tới, chính diện nghiền ngẫm đánh giá hắn. Ta muốn hủy bỏ nhiệm vụ giết người. Trần Hạo bước ra xa, vội vàng mở miệng nói. Hủy bỏ, hồng y nữ tử nghiền ngẫm nhìn Trần Hạo. Đúng, ta muốn hủy bỏ nhiệm vụ giết người. Tuyết Lâu có một quy củ, chỉ cần nhiệm vụ không còn tiến hành, liền có thể hủy bỏ, trả lại một nửa tiền thuê. Trần Hạo sốt ruột nói ra, sợ chậm trễ một hồi, đối phương đã đem nhiệm vụ tiến hành. Ngươi còn biết rõ quy củ của Tuyết Lâu. Hồng y nữ tử hừ lạnh một tiếng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở lên băng lãnh, ngươi báo cáo sai tin tức, hại Tuyết Lâu ta tổn thất một tên sát thủ, còn muốn lấy về đòi một nửa tiền thuê. Cái gì? Trần Hạo nghe vậy, bị dọa đến vội vàng lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch. Nhiệm vụ săn giết lần thứ nhất thất bại, chúng ta sẽ có nhiệm vụ săn giết lần thứ hai. Theo tin tức chúng ta thu thập được, người này chẳng những là chiến tông cảnh trung kỳ mà còn là khách khanh của luyện dược sư công hội, vì vậy còn cần thêm 800 vạn hạ phẩm hồn thạch. Hồng y nữ tử thản nhiên nói. Cái gì, 800 vạn? Sắc mặt Trần Hạo tái nhợt, hắn thật muốn mắng người. Tuyết Lâu căn bản là đang muốn cướp đoạt. Nhưng lời này hắn vô luận như thế nào đều không dám nói ra. Người trong Tuyết Lâu đều giết người không chớp mắt, một khi khiến bọn hắn nổi giận, người chết sẽ là mình. Không sai, người mau chóng trở về góp hồn thạch đi, nhắc nhở ngươi một câu, trong vòng 3 ngày chưa gom góp đủ, ngươi nên biết quy củ của Tuyết Lâu. Hồng y nữ tử nói xong câu đó liền quay người đi vào trong tử lâu. Chờ chút, Trần Hạo đột nhiên kêu lên. Trên mặt lóe qua một tia dữ tợn. Còn có việc sao? Hồng y nữ tử cười nhạt một tiếng. Nhiệm vụ săn giết lần thứ hai, các ngươi chuẩn bị mời người nào xuất thủ? Trần Hạo trầm giọng nói, lộ ra một tia tàn nhẫn. Cái này hiển nhiên do Tuyết Lâu cân nhắc, ngươi chỉ cần góp đủ 800 vạn hồn thạch là được. Hồng y nữ tử lắc đầu cười một tiếng. Các ngươi đây không phải là ép người sao? Nếu như lần thứ hai thất bại, chẳng lẽ còn muốn ta góp càng nhiều hồn thạch hơn? Trong Trần Hạo lòng tức giận mắng, thế nhưng hắn cũng không dám công khai nói ra, trầm giọng nói, xin chiến vương xuất thủ, muốn bao nhiêu hồn thạch? Trần Hạo thật sự sợ hãi, hắn không phải sợ hãi Tiêu Phàm tìm hắn để gây sự, dù sao Tuyết Lâu cũng không thể nào tiết lộ tin tức bản thân. Hắn là sợ Tuyết Lâu lần thứ hai thất bại, đến lúc đó lại muốn hồn thạch của mình. 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Hồng y nữ tử hiếu kỳ muốn xem Trần Hạo tại sao muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Nghe nói như thế, toàn thân Trần Hạo run lên, xúc động muốn thổ huyết, nếu như chỉ là 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, hắn vẫn cầm ra được, nhưng 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, cho dù đem hắn bán đi đều gom không đủ. Chiến tông cảnh đỉnh phong, Trần Hạo đành phải lui một bước,
mặc dù Tiêu Phàm giết chết Trương Nhiễm và Chu Hùng hai chiến tông cảnh trung kỳ, nhưng sát thủ giết người dựa vào đánh lén không phải chính diện đối mặt. 1.000 vạn. Hồng y nữ tử miệng như hương lan. Tốt, 1.000 vạn thì 1.000 vạn, nếu như lần này thất bại, ta hủy bỏ nhiệm vụ lần thứ ba. Trần Hạo khẽ cắn môi, xuất ra một tấm hồn thạch tạp 1.000 vạn, bên trong hồn thạch tạp còn thừa không có mấy. Hủy bỏ nhiệm vụ là không thể nào, đây là quy củ Tuyết Lâu. Hồng y nữ tử cười cười, trừ phi mục tiêu tử vong, bằng không Tuyết Lâu ta không chết không thôi, đương nhiên, ta cũng hy vọng lần này có thể giết chết hắn. Trong lòng Trần Hạo đã sớm đem 18 đời tổ tông của Hồng y nữ tử ân cần thăm hỏi một lần, trên tinh thần càng đem nàng làm bẩn vô số lần. Quy củ Tuyết Lâu quá ép người rồi, đây không phải là cố ý nghĩ trăm phương ngàn kế lừa hồn thạch sao? Nếu không, người trở về gom góp 3.000 vạn hồn thạch, Tuyết Lâu ta xuất động sát phương. Hồng y nữ tử cười tủm tỉm nhìn Trần Hạo, hảo tâm nhắc nhở. Không cần. Trần Hạo một khắc cũng không muốn lưu ở chỗ này, quay người liền biến mất trong trời tuyết mênh mông. Mặt trời lên cao, Tiêu Phàm lúc này mới mở hai mắt. Duỗi người một cái cảm giác thần khí đều sảng khoái. Ca ca tỉnh rồi, Niệm Niệm và Bàn Tử ngồi cách đó không xa, cười hì hì nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ôm lấy Niệm Niệm, nhìn Bàn Tử nói, lão nhị, chuyện gì làm ngươi vui mừng vậy? Ta là thay ngươi vui mừng đó. Bàn Tử cười nói, từ trong ngực lấy ra một tấm thiếp mời màu vàng, buổi sáng hôm nay Tuyết Ngọc Long phái người đưa tới thư mời, để ngươi tham gia thiên tài trà hội 6 ngày sau. Tuyết Ngọc Long, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, hắn tự nhiên biết Tuyết Ngọc Long là ai, nhưng hắn càng biết rõ, Bàn Tử cùng người sau lưng Tuyết Ngọc Long có thù. Ta không đi cũng được. Tiêu Phàm đem thư mời ném sang một bên. Đi, tại sao lại không đi? Bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cỗ tà khí, nói Tuyết Ngọc Long đoán chừng là muốn mời ngươi, chúng ta coi như không đáp ứng, cũng phải chơi hắn một vố. Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Dù sao cũng có thể mang theo mấy người. Tiêu Phàm gật đầu, mặc dù không biết Bàn Tử cùng Tam Hoàng Tử có quan hệ gì, nhưng Bàn Tử là huynh đệ của hắn, ở phương diện này hắn ủng hộ vô điều kiện. Đúng rồi, luyện thể dịch và thối hồn dịch luyện chế thế nào rồi? Bàn Tử lại hỏi, cái tên tiểu gia hỏa này hiện tại cũng tràn ngập khát vọng với thực lực. Cho ngươi, tốt nhất là tìm nơi an tĩnh nhất rồi dùng. Tiêu Phàm đưa cho Bàn Tử 4 cái bình thuốc. Thối hồn dịch và luyện thể dịch mỗi loại có 2 bình. Không phải chỉ có một chút thống khổ sao? Bàn Tử lơ đễnh nói, lão tam ngươi thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm cau mày một cái, bất quá hồi tưởng lại ngày đó bên trong sơn động, sau khi Bàn Tử nuốt luyện thể dịch liền không hừ một tiếng, ý chí của cái tên mập này thực sự không còn lời gì để nói. Cuối cùng Tiêu Phàm vẫn gật đầu, ôm Niệm Niệm đi đến nơi khác. Bàn Tử trực tiếp cầm một bình thối hồn dịch uống hết. Xếp bằng tại chỗ. Chỉ một thoáng, một cỗ khí thức hồn lực to lớn từ trên người hắn bạo phát ra, trên đỉnh đầu hắn, cửu phẩm chiến hồn đại, lực kim cương thần ngưu hiển hiện, kim quang chói mắt. Ca ca, Niệm Niệm cũng có thể tu luyện sao? Nhìn thấy đại lực kim cương thần ngưu to lớn kia, Niệm Niệm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tràn ngập một loại khát vọng. Đương nhiên có thể, chờ sau khi Niệm Niệm thức tỉnh chiến hồn liền có thể tu luyện. Tiêu Phàm yêu chiều xoa xoa đầu cô bé nói. Vẻ mặt lập tức nghiêm túc nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù không biết lão nhị trải qua cái gì, nhưng có thể tưởng tượng hắn đã từng trải qua thống khổ, cho dù là ta cũng thể không so sánh được. Tiêu Phàm cảm nhận được vẻ tàn nhẫn từ trên mặt Bàn Tử, thể nội càng ẩn giấu đi một cỗ lệ khí ngập trời, so với Bàn Tử lúc bình thường hoàn toàn là một người khác. Tiêu Phàm áp chế khí tức trong phòng không làm lộ ra ngoài. Để tránh dẫn tới sự chú ý của người khác. Một lúc lâu sau, Bàn Tử mới yên tĩnh trở lại. Hồn lực bạo phát bây giờ cũng cô đọng lại rất nhiều, sau đó, hắn không chút do dự uống hết một bình luyện thể dịch. Sau một lát, bên ngoài thân thể Bàn Tử chảy ra từng tia tạp chất hắc sắc, xen lẫn từng tia máu tươi, toàn thân lỗ chân lông mở ra, cả người thiếu chút là cuộn tròn cùng một chỗ. Tiêu Phàm nghiêm túc nhìn, loại luyện thể dịch rèn luyện kinh mạch rất thống khổ. Thân thể hắn sớm cũng quen thuộc rồi, nếu như đổi lại là một người khác đoán chừng đã sớm hét to. Nhưng Bàn Tử vẻn vẹn chỉ lộ ra vẻ thống khổ, từ từ lấy hồn lực trong cơ thể đánh thẳng vào kinh mạch. Ken két, thanh âm xương cốt ma sát vang lên,
Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thể chất bàn tử đang phát sinh biến hóa vi diệu, cho dù là thân thể, trạng thái bàn tử giờ phút này đoán chừng cũng có thể đối kháng cùng tứ phẩm hồn binh. Sau khi hoàn tất quá trình dài đằng đẵng, cỗ khí tức này mới chậm rãi biến mất, cùng lúc đó, bên trong thân thể bàn tử phát ra một trận thanh âm ầm ầm. Chiến tông hậu kỳ, Tiêu Phàm kinh ngạc, thiên phú của bàn tử thực sự quá tốt, chỉ đáng tiếc hơi lười một chút, bằng không đoán chừng hắn đã sớm đột phá đến chiến vương cảnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không lập tức lấy ra mấy trăm vạn hạ phẩm hồn thạch nhét vào xung quanh bàn tử, thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn tụ vào, cỗ khí tức này muốn áp chế cũng rất khó khăn. Khí tức cường hãn quá, sao lại có người ở chỗ này đột phá chứ? Trong khách sạn, rất nhiều người ra khỏi phòng nhìn về phương hướng gian phòng của bọn Tiêu Phàm. Bất quá không người nào dám tiến lên quấy rầy. Cỗ khí tức này bên trong chiến tông cảnh cho dù không phải mạnh nhất, cũng không phải bọn hắn có thể gây rối. Sau nửa ngày, bàn tử rốt cục mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một nụ cười, đi đến bên cạnh Tiêu Phàm nói, lão tam, cảm ơn ngươi. Là huynh đệ thì không cần cảm ơn. Tiêu Phàm cũng vì bàn tử cảm thấy vui mừng, đột phá chiến tông hậu kỳ, lấy thực lực bàn tử trong chiến tông cảnh cũng được coi như vô địch. Bàn ca ca, hồi quá, trong cơn mê ngủ Niệm Niệm đột nhiên tỉnh lại, nắm vuốt mũi ngọc, vùi sâu vào ngực Tiêu Phàm. Lão nhị, nhanh đi tắm, tiếp đến lượt ta. Tiêu Phàm cười cười. Bàn tử động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền về phòng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trực tiếp lấy ra hai bình luyện thể dịch chút vào trong miệng, một màn này khiến bàn tử không khỏi mắng biến thái. Một bình hắn còn có chút không chịu được. Vậy mà cái tên kia trực tiếp uống hết hai bình, thậm chí ngay cả thối hồn dịch đều không cần. Hắn không biết thối hồn dịch đối với Tiêu Phàm mà nói, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao, U Linh Chiến Hồn có tác dụng luyện hồn có thể thấy hiệu quả so với thối hồn dịch mạnh hơn nhiều. Hắn sở dĩ luyện chế thối hồn dịch, chính là cho bàn tử luyện chế, chỉ là Tiêu Phàm không nói mà thôi. Rất nhanh, trong phòng lần nữa bắt đầu bạo động lên, quá trình kéo dài càng thêm dài. Dòng dã đến sáng ngày thứ hai mới dừng lại. Bất quá tu vi Tiêu Phàm vẫn như cũ dừng lại ở chiến tông trung kỳ, khoảng cách chiến tông hậu kỳ còn một đoạn không nhỏ, đương nhiên, thân thể hắn hiện tại mạnh đến cực điểm. Cho dù là ngũ phẩm hồn binh, Tiêu Phàm cũng dám nghênh đón. Ai là Tiêu Phàm, ra đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm vừa mới điều chỉnh thân thể, đột nhiên bên ngoài khách sạn truyền đến tiếng gầm giận dữ, hồn lực khủng bố khiến cả tòa khách sạn rung động. Tên khốn đó muốn chết, bàn tử gầm lên giận dữ, ôm Niệm Niệm chuẩn bị xông ra khách sạn, Tiêu Phàm lách mình chặn trước hắn, sau đó bước ra. Trên đường cái trước cửa khách sạn, một kim bào nam tử ngạo nghễ đứng, khí tức vô địch tản ra, xa xa bốn phía có vô số tu sĩ nhìn kim bào nam tử, con người bỗng nhiên rung rung. Là hắn, Chu Văn Bác, hắn làm sao có sát khí lớn như vậy? Ngươi không biết biểu đệ và thúc thúc của hắn hôm trước bị Tiêu Phàm giết chết sao, hiện tại Tiêu Phàm đang ở khách sạn này. Chu Văn Bác không phải đi ra ngoài lịch luyện sao, làm sao trở về nhanh như vậy, cái tên Tiêu Phàm thật không may rồi, Chu Văn Bác vốn dĩ nổi danh bá đạo, hung ác. Thời điểm đám người đang nghị luận, một đạo thân ảnh từ cửa khách sạn chậm rãi đi ra, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Ánh mắt Tiêu Phàm sắc bén, trong nháy mắt rơi vào trên người Chu Văn Bác. Nhẹ nhàng bước ra một bước, thân thể nhẹ như yến bình ổn rơi vào trên mặt tuyết. Bốn mắt nhìn nhau, khí tức hai người đồng thời tăng lên hướng về đối phương phóng đi, đều muốn dựa thế chân áp đối phương. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, chiến bào bay phất phới, sát khí phảng phất ngưng tụ, trận chiến giữa hai đại cường giả thanh niên đang chuẩn bị bắt đầu. Ngươi chính là Tiêu Phàm, còn người Chu Văn Bác lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Lạnh lùng nói một câu, ánh mắt kia tựa như nhìn một người chết. Cảm nhận được khí tức lạnh lẽo trên người Chu Văn Bác, trong lòng đám người rung động, quả không hổ xếp thứ sáu trong hoàng thành thập tú. Cỗ ngạo khí kia ai có thể địch lại? Là ta. Tiêu Phàm không yếu thế chút nào, nam nhì giữa đất trời, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, lúc ấy cho dù đối mặt với cường giả chiến vương Hoàng Trùng Tiêu, khí thế của hắn cũng không thua kém. Huống chi chỉ đối mặt với một tu sĩ chiến tông cảnh. Vậy thì ta không có giết lầm người. Đôi mắt Chu Văn Bác lóe lên tia sáng, ánh mắt xuyên thấu tất cả xông thẳng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tay lấy ra vô phong kiếm,
từng bước một hướng về Chu Văn Bác. Mỗi bước đi, kiếm thế trên người liền tăng thêm mấy phần, không gian xung quanh trong nháy mắt bị một cỗ kiếm thế bành trướng bao vây. Chết, một thanh âm cuồng bá từ trong miệng Chu Văn Bác thốt ra, kiếm khí cuồn cuộn bạo phát, chớp mắt liền tới gần Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không trốn tránh, trực tiếp nghênh kiếm tiếp đón, không gian run lên bần bật, kiếm hai người kịch liệt đâm vào cùng một chỗ. Một tiếng vang nhỏ, hai người vừa chạm vào liền lập tức tách ra, cơ thể Tiêu Phàm rút lui 5 bước mà Chu Văn Bác phía đối diện vẻn vẹn chỉ lùi lại 1 bước. Cả khu trong nháy mắt tĩnh mịch lại, lần thứ nhất giao phong, Tiêu Phàm rơi vào thế hạ phong. Tiêu Phàm cũng chỉ là chiến tông trung kỳ mà Chu Văn Bác lại là chiến tông đỉnh phong, khoảng cách cường giả chiến vương tuy chỉ cách 1 bước, sự chênh lệch cảnh giới không phải tùy tiện là có thể bù đắp. Đám người lại không thấy được, cánh tay Chu Văn Bác đang rung động rất nhỏ, vừa rồi một kiếm kia liền khiến hắn nhận biết được thực lực Tiêu Phàm. Nếu như không có cảnh giới áp chế, có lẽ hắn thật đúng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Một tên phế vật cũng dám đến hoàng thành quát tháo, xem thân phận ngươi hiện là khách khanh luyện dược sư công hội, ta sẽ không giết ngươi, chỉ phế đi tu vi ngươi, chặt đứt tứ chi. Chu Văn Bác giữ tợn cười một tiếng, cực kỳ cuồng bá ác độc. Phế đi tu vi, chặt đứt tứ chi so với cái chết còn không phải thống khổ hơn. Tiêu Phàm không nói, rút kiếm liền biến mất tại chỗ, tựa như lười không muốn phí lời cùng Chu Văn Bác. Một màn này khiến đám người kinh ngạc. Dũng khí tên Tiêu Phàm này thật lớn. Biết rõ phải chết vậy mà cũng dám tiến lên, đây không phải muốn đi tìm cái chết sao? Đây không phải là điểm mà mọi người không bằng Tiêu Phàm sao? Một thanh âm bỗng vang lên. À, đây là ý gì? Đám người nhìn lại phía thanh âm, trong nháy mắt nhận ra người kia, chính là Trần Hạo. Trần Hạo nhìn thấy Chu Văn Bác xuất thủ, trong lòng chút kích động mơ hồ. Chỉ cần Tiêu Phàm chết ở trong tay Chu Văn Bác, nhiệm vụ của Tuyết Lâu liền có thể hủy bỏ, hơn nữa, hắn cũng không cần đắc tội luyện dược sư công hội. Biết rõ không địch lại, lại sợ bị phế đi tu vi, chặt đứt tứ chi, sống không bằng chết, còn không bằng chịu chết trong thoải mái. Trần Hạo cười nhạt một tiếng. Đám người không khỏi gật đầu, Trần Hạo nói không sai, Tiêu Phàm sao có thể là đối thủ của Chu Văn Bác. Sống không bằng chết thống khoái một chút. Nhưng mà sau một khắc, đám người lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, Tiêu Phàm không như bọn hắn mong muốn, ngược lại còn cùng Chu Văn Bác giao đấu kịch liệt, không phân thắng thua. Oanh, một tiếng nổ vang, hai đạo thân ảnh bay ngược ra, trượt xa 10 mấy mét mới dừng lại. Khóe miệng Tiêu Phàm tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch. Chu Văn Bác này quả thực không phải chiến tông cảnh đỉnh phong bình thường có thể so sánh, xét về kỹ năng chiến đấu hay thủ đoạn công kích đều là thiên tài. Như thế đã không chịu nổi sao? Ngay cả 6 phần lực lượng của ta đã tiếp không nổi. Chu Văn Bác nhe răng cười, sau đó khí thế lần nữa tăng lên. Vừa rồi chỉ là 6 phần lực lượng của hắn. Đám người kinh hãi, quả không hổ là hoàng thành thập tú, nếu như thi triển ra 10 phần lực lượng, Tiêu Phàm chẳng phải sớm đã phơi thây tại đây. Bàn tử lo lắng nhìn Tiêu Phàm, nắm chặt nắm đấm, lúc nào cũng sẵn sàng xuất thủ. Phải vậy không? Tiêu Phàm đột nhiên thu hồi kiếm thế, lau đi máu tươi nơi khóe miệng, mặt ngạo nghễ nhìn Chu Văn Bác. Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài gì sao? Không đúng, kiếm của hắn đều đã thu hồi, đây là nhận thua sao? Đám người kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu. Không phản kháng sao, cũng tốt, ta sẽ giúp được ngươi chết thống khoái. Chu Văn Bác thấy thế, khinh thường cười nói. Sau một khắc, một cỗ kiếm khí cuồng bạo từ trên người hắn quét sạch ra. Như là cuộn sóng quét ngang tất cả, xông thẳng về Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng không nhúc nhích, mặc cho kiếm khí kia tới gần. Lúc thấy kiếm khí kia sắp tới gần Tiêu Phàm, khóe miệng Chu Văn Bác lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Oanh, đúng lúc này, một cỗ chiến ý trên người Tiêu Phàm cuồn cuộn bùng lên, điên cuồng phóng về 4 phía. Kiếm khí như cuộn sóng kia không ngừng va chạm trên không, mảy may không thể tới gần. Áo bào của hắn lay động. Trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm. Huyết sát, theo một tiếng quát nhẹ nhàn nhạt vang lên, một đạo huyết sắc thần hồng xẹt qua chân trời, tất cả kiếm khí đột nhiên vỡ nát, kiếm khí màu đỏ không hề giảm, khóa chặt Chu Văn Bác. Nụ cười trên mặt Chu Văn Bác cứng đờ, con người lộ ra một cỗ lãnh ý, liên tục phun ra 2 kiếm,
lúc này mới ngăn trở được đạo huyết quang kia, góc áo hắn bị chém toạc, trên vai trái lộ ra một vết kiếm. Mạnh thật, con người của đám người co rụt lại, Tiêu Phàm này không phải đang nhận thua chờ chết, với thực lực thế này của hắn, căn bản đã ngang với Chu Văn Bác rồi. Mặt Trần Hạo âm trầm, hy vọng của hắn tạm thời thất bại, sắc mặt ngày càng khó coi. Cũng đúng lúc này, một thân ảnh từ xa đi tới, khí thế cường đại khiến đám người kinh ngạc. Tam hoàng tử vậy mà cũng tới, đối diện còn có Bát hoàng tử. Bạch Vũ, Vũ Thừa Quân, Bách Lý Văn Phong. Đám người kinh hô vang dội, vội vàng nhường ra đường vào, trong mắt đầy vẻ dè dặt. Những người này là lớp tuấn kiệt trẻ tuổi của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, cho dù thế hệ tu sĩ trước cũng nhìn có chút phát khiếp. Hai vị hãy nghe một lời của ta. Đột nhiên, một thanh âm vang thu hút vang lên, đám người nhìn lại, người nói chính là Tam Hoàng tử Tuyết Ngọc Long. Tam Hoàng tử, hôm nay ta nhất định phải giết người này. Chu Văn Bác liếc nhìn Tuyết Ngọc Long, con người lạnh lẽo lại rơi vào trên người Tiêu Phàm. Tam Hoàng tử Tuyết Ngọc Long cau mày một cái, ngưng tiếng nói, đã như vậy, tùy hai vị. Ngạn Huyền cách Tuyết Ngọc Long không xa vừa muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ cảm thán một hơi, lời nói vừa đến miệng liền bị nuốt vào trong. Người này bản cung bảo hộ, khụ khụ. Đột nhiên, lại một thanh âm hữu lực vang lên, chỉ thấy một nam tử mặc chiến bào trắng tiến lên. Nam tử phong thần như ngọc, tư thế hiên ngang, chỉ là trông hơi bệnh. Ở bên cạnh hắn, một nữ tử váy trắng đang đỡ hắn, chính là Tuyết Lung Giác. Tiêu Phàm tự nhiên suy đoán ra thân phận của nam tử chiến bào màu trắng, hẳn là Bát hoàng tử Tuyết Ngọc Hiên bị Vũ Thừa Quân đánh lén. Bát hoàng tử, người nên tự chăm sóc cho bản thân mình đi, trời tuyết lớn gió lớn, cẩn thận kẻo bị thổi bay. Chu Văn Bác liếc Tuyết Ngọc Hiên, căn bản không để ở trong lòng. Tên hỗ xược, người đang nói với ai vậy? Tuyết Lung Giác nổi xung, tư thế sẵn sàng xuất thủ. Các ngươi là hoàng tộc. Một bách tính nhỏ như ta tất nhiên các ngươi không để vào mắt. Có điều, ta thân là người Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, báo thù cho người thân, các ngươi lại muốn che chở cho một người vương triều nho nhỏ sao? Chu Văn Bác tranh cãi quyết liệt, không có ý nhường nhịn. Nhất thời, Tuyết Lung Giác cùng Tuyết Ngọc Hiên không biết nói gì, lời nói của Chu Văn Bác rất có đạo lý, nơi này dù sao cũng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, một khi chống đối Chu Văn Bác, hắn nhất định sẽ mất đi lòng dân. Tiêu Phàm cảm kích liếc nhìn Tuyết Lung Giác và Tuyết Ngọc Hiên, Chu Văn Bác dù có muốn thế thì cũng chắc gì đã đủ bản lĩnh làm. Bát đệ, Lung Giác, đây là việc của người khác, chúng ta không nên nhúng tay. Đột nhiên, âm thanh của Tuyết Ngọc Long tiếp tục vang lên. Đa tạ Tam Hoàng tử thành toàn. Trên mặt Chu Văn Bác lộ ra nét cười, khom tay hướng về phía Tuyết Ngọc Long hơi thi lễ nói, lập tức lại quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, tiểu tử. Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Ta cần người cứu sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nói một câu. Trong lòng hắn ngày càng lạnh, Tuyết Ngọc Long thật không ra cái thá gì, trước đó còn mời mình, hiện tại thấy mình cùng Chu Văn Bác giao phong, vậy mà không chút do dự lựa chọn đứng về phía Chu Văn Bác. Có điều cũng tốt, mình từ lúc bắt đầu cũng không hề muốn đứng về phía Tuyết Ngọc Long. Cuồng, đám người nghe được lời Tiêu Phàm, trong lòng khẽ run lên. Tiểu tử này thật không phải đơn thuần là cuồng, đây là không để Chu Văn Bác vào mắt. Vừa dứt lời, sát ý khủng bố toàn thân Tiêu Phàm bốc lên, xông thẳng ra bốn phía. Theo bước chân hắn, sát ý ngày càng mạnh, đám người cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Phàm liền không khỏi run lên. Hơn nữa Tiêu Phàm cứ tiến lên một bước, sát ý trên người liền nồng đậm thêm mấy phần, khí thế trấn áp lòng người. Chu Văn Bác phía đối diện nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được hơi cau mày. Sát khí khủng bố như thế không phải ai cũng có thể phát ra, xem ra người chết ở trong tay Tiêu Phàm nhiều vô số kể. Lưu Phong, Chu Văn Bác quát nhẹ một tiếng, không dám để cho Tiêu Phàm tiếp tục như thế. Khí tức phát ra trên người Tiêu Phàm khiến hắn cảm giác nguy hiểm. Kiếm rít trời cao, như cuồng phong phẫn nộ gào thét, từng đạo kiếm khí bắn ra như hóa thành gió. Hình ảnh như vậy, Tiêu Phàm chỉ thấy qua trên sách vở. Thu Phong Lạc Diệp, đúng lúc này Tiêu Phàm cũng động, đạp mạnh trên không, trên người mang lên theo vô số bông tuyết, động tác như nước chảy mây trôi, phiêu giật nhẹ nhàng, vô cùng tiêu sái. Ầm ầm, kiếm khí va chạm, hóa thành từng đạo cuồng phong tản ra bốn phía, mặt đất nứt ra khe hở lan ra chung quanh như mạng nhện,
đám người bị dọa liên tục lui về sau. Chết, Chu Văn Bác nhìn thấy Tiêu Phàm sượt qua người hắn, tay trái vung ra một trường, trường cương bá đạo như lưỡi đao, quang mang hừng hực đâm vào khiến người ta không mở được mắt. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, nhẹ nhàng điểm tu la kiếm một cái, mượn nhờ cỗ trùng kích to lớn kia cấp tốc rút lui, đồng thời, thi triển nhất kiếm tuyệt trần, chỉ thấy một đạo kiếm khí lấp lóe một cái liền ẩn vào hư không. Chu Văn Bác cảm nhận được một cỗ uy hiếp tử vong, bộ pháp quỷ dị đạp sang một bên tránh đi. Sau một khắc, kiếm khí vừa biến mất kia xuất hiện lại lần nữa, dọa Chu Văn Bác run lên. Tiêu Phàm kinh ngạc, Chu Văn Bác này quả nhiên không thể so sánh cùng bọn Trương Nhiễm, chỉ với năng lực đối mặt với nguy hiểm cũng đủ để vượt tu sĩ cùng cấp. Sau một khắc, dưới chân Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể bay ngược ra xẹt qua trên mặt băng, tốc độ cực nhanh. Chu Văn Bác đầu nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ trở lại, khi hắn lấy lại tinh thần, trường kiếm của Tiêu Phàm đã tới gần hắn. Kinh Vân, Chu Văn Bác vội vàng trở tay một kiếm, một luồng ánh sáng trắng trắng kiệt, thế như phá núi lật biển cuồng quét đánh ra, không khí liền như bị vỡ nát. Phốc, một đạo huyết hoa nở rộ trên không, trong nháy mắt ngưng tụ thành tinh thể huyết sắc. Chu Văn Bác mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng vai trái vẫn bị Tiêu Phàm xuyên thủng, máu tươi trào ra. Tiểu tử, ngươi làm ta phẫn nộ rồi, không giết ngươi, khó mà giải tỏa nỗi hận trong lòng ta. Chu Văn Bác điên cuồng gào thét, hai mắt sung huyết, một đạo kiếm khí khủng bố từ đỉnh đầu hắn xông thẳng lên 9 tầng mây. Tầng mây trên không tại thời khắc này cũng như bị một kiếm phân tách, thanh thế to lớn, kiếm khí lăng vân. Thất phẩm chiến hồn, Kinh Vân kiếm, ánh mắt cả đám người run lên, một số người chỉ nghe nói qua về chiến hồn của Chu Văn Bác, lại không ngờ tới, chiến hồn của hắn lại cường đại đến vậy. Nổi giận rồi sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thấy Chu Văn Bác triệu hồi chiến hồn, hắn ngược lại buông lỏng một hơi, bởi vì hắn gần như đã tìm được giới hạn cuối cùng của Chu Văn Bác rồi. Chu Văn Bác mạnh, nhưng không đến mức vô địch. Hô, một trận cuồng phong tản ra, đỉnh đầu Tiêu Phàm đột ngột xuất hiện một làn hắc vụ, bóng đen âm u thâm sâu vô cùng, giống như một mảnh màn đêm treo cao chân trời. Đây là chiến hồn gì? Chẳng lẽ là chiến hồn hệ hắc ám? Không thể nào là chiến hồn hệ hắc ám, chiến hồn của Chu Văn Bác phát ra khí tức so với kia bóng đen kia mạnh hơn nhiều. Hai người đều thi triển ra lực lượng chiến hồn, xem ra là chuẩn bị đánh cược lần cuối, không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Đám người kinh ngạc nhìn chiến hồn trên đỉnh đầu hai người, trong mắt lóe lên một tia kiêng dè. Tuyết Ngọc Long hai mắt khẽ híp, thầm nói, Tiêu Phàm này tuy mạnh, nhưng chiến hồn này so với Kinh Vân kiếm yếu hơn nhiều. Hơn nữa, hắn xác định sẽ chết dưới kiếm Chu Văn Bác, sau trận chiến này, có lẽ kéo được Chu Văn Bác về phía ta. Tuyết Lung Giác lo lắng nhìn trận chiến, Tuyết Ngọc Hiên một bên vỗ vỗ tay nàng, nói yên tâm, có ta. Những người khác thần sắc khác nhau, không biết trong lòng bọn hắn có ý nghĩ gì. Tiểu tử, ngươi rốt cục sợ hãi sao? Lo lắng rồi à, ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ, ngươi và ta chênh lệch vô cùng. Chu Văn Bác ngửa mặt lên trời cười cuồng ngạo, trường kiếm trên tay hắn lóe ra kiếm khí màu trắng dài đến mấy trượng. Trái lại tu la kiếm của Tiêu Phàm không có bất thường nào, khí tức trên người hắn cũng vô cùng bình tĩnh, giống như không có triệu hoán chiến hồn. Muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, con người lạnh lẽo vô tình, hồn lực bạo phát ra, tất cả bốn phía đều in lại trong đầu hắn. Trong kinh mạch hắn, hồn lực tựa như chân long đang gào thét, điều động mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tế bào của Tiêu Phàm. Chỉ là tất cả việc này, người khác căn bản không nhìn thấy. Diệt, Chu Văn Bác gầm lên giận dữ, trường kiếm vừa xuất, vô số kiếm khí bắn ra che khuất cả vùng không gian. Mọi người đã không cách nào thấy được bóng dáng hai người. Khí thế bậc này cho dù cường giả chiến vương sơ kỳ cũng phải lui ba phần. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, kiếm khí sắc bén kia cứa vào thân thể hắn, máu tươi tràn ngập cơ thể, có điều ánh mắt hắn lạnh lùng vô tình như cũ. Chăm chú nhìn chằm chằm Chu Văn Bác. Một đạo kiếm mang màu trắng sáng chói mắt, con mắt Tiêu Phàm không ngừng mở lớn, từ đầu đến cuối không nháy mắt lấy một cái. Nhưng sau một khắc, toàn thân hắn hừng hực bùng lên kim sắc hỏa diễm, ngưng tụ thành một tầng áo giáp màu vàng óng, ngăn cản tất cả kiếm khí ở bên ngoài. Chết đi cho ta, Chu Văn Bác gào thét một tiếng, trường kiếm hung hăng bổ xuống,
hư không mãnh liệt lay động, cảm giác ngạt thở tràn ngập không gian. Vô số kiếm khí giằng xé thân thể Tiêu Phàm, phốc một tiếng biến mất ở không trung, trên mặt Chu Văn Bác hiện ra một nụ cười. Buồn cười lắm sao? Đột nhiên, một thanh âm lành lạnh truyền tới từ sau lưng Chu Văn Bác. Con người Chu Văn Bác co rụt lại, sắc mặt hoảng sợ vô cùng, hắn căn bản không biết Tiêu Phàm hiện ra sau lưng hắn từ lúc nào. Không hề nghĩ ngợi, Chu Văn Bác quét ngang trường kiếm, chỉ là, thân ảnh Tiêu Phàm lần nữa biến mất, thân pháp kia quá quỷ dị, thoát ẩn thoát hiện, mắt người thường không thể thấy được. Chu Văn Bác tựa như phát cuồng, trường kiếm vung loạn, căn bản không có bố cục nào. Thật sự là tốc độ Tiêu Phàm quá nhanh, nhanh đến mức cái bóng của hắn cũng không đụng tới. Sau một lát, luồng sáng kia dần dần tán đi, đám người lập tức nhìn thấy tất cả bên trong. Tiêu Phàm đâu? Chu Văn Bác sao lại phát cuồng? Mọi người không biết vì sao, theo lý thuyết, Chu Văn Bác giết chết Tiêu Phàm, nên cao hứng mới đúng chứ. Tốc độ thật nhanh, con người Tuyết Ngọc Hiên bỗng nhiên co rụt lại, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể thấy thân ảnh thoát ẩn thoát hiện của Tiêu Phàm. Tuyết Ngọc Long sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn nào biết rõ, Tiêu Phàm cường đại vậy. Bây giờ nên tới ta. Đúng lúc này, một thanh âm đạm mạc vang lên, ngay sau đó, một vòng huyết sắc thần hồng xẹt qua hư không, xông thẳng hướng Chu Văn Bác. Đám người nhìn thấy huyết sắc thần hồng phóng ra, con người run lên bần bật, đây thực sự là một kích của tu sĩ chiến tông cảnh thi triển ra sao? Chu Văn Bác là hoàng thành thập tú, hơn nữa là cao thủ xếp hạng thứ 6, thậm chí ngay cả hắn cũng không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Oanh, một tiếng vang trên không thật lớn, huyết sắc thần hồng nổ tung, không khí khủng bố quét ngang tứ phương, băng tuyết dưới đất trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh, lộ ra cả thềm đá. Tu sĩ vây xem cũng bị làn sóng này đánh cho thất điên bát đảo, không ít người miệng phun máu tươi, lục phủ ngũ tạng bị chấn thương. Đây chỉ là dư chấn để lại thôi, nếu như chính diện đối kháng một kích này, không biết trong đó sẽ hung hiểm nhường nào. Hồi lâu, mọi người mới hồi phục lại tinh thần nhìn một thân ảnh máu me đầm đìa nằm giữa trận, cả đám đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sát ý thật đáng sợ, thực lực thật đáng sợ, đám người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng rung động không thôi. Khó trách hắn đối mặt với Chu Văn Bác cũng không sợ hãi nào, cỗ sát ý kia thiêu đốt đất trời. Đông kết càn khôn, khủng bố tới cực điểm. Hắn vẫn chưa chết, có người kêu lên sợ hãi, đám người nhìn lại, thấy ngực Chu Văn Bác còn đang nhảy lên, mặc dù nhịp đập rất chậm, nhưng không có chết. Chẳng qua, khi bọn hắn nhìn về phía giữa trận, lại phát hiện nơi đó ngoài Tiêu Phàm ra, còn một đạo thân ảnh khác. Ngươi muốn cản ta, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng quét qua đạo thân ảnh kia, trong lòng sát ý càng tăng thêm so với ban nãy. Hắn muốn ra tay với cả Tam Hoàng tử à? Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong lòng rung rung mãnh liệt. Không sai, thân ảnh đứng trước Tiêu Phàm cùng Chu Văn Bác chính là Tuyết Ngọc Long. Trước đó nếu như hắn không kịp thời xuất thủ, Chu Văn Bác chắc chắn đến hải cốt cũng không còn. Các hạ, chỗ nào tha được thì nên tha. Hai mắt Tuyết Ngọc Long khẽ híp một cái. Trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu, thậm chí có chút hối hận. Vốn cho rằng Chu Văn Bác có thể giết chết Tiêu Phàm, nào biết được, Chu Văn Bác ngược lại suýt bị Tiêu Phàm giết chết. Nếu biết trước như thế, hắn nhất định sẽ không chọn đứng về phía Chu Văn Bác. Ngươi lấy thân phận là Tam Hoàng tử Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, hay là lấy thân phận Tuyết Ngọc Long? Tiêu Phàm híp hai mắt, sát ý trên người cũng không hề giảm. Khác nhau chỗ nào sao? Tuyết Ngọc Long cười nhạt một tiếng, bộ dáng cao cao tại thượng. Hắn biết rõ. Bây giờ muốn lôi kéo Tiêu Phàm là không thể nào, chỉ có thể tận lực cố gắng bảo hộ Chu Văn Bác. Lấy thân phận Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Tam Hoàng tử, ngươi rời đi, hắn chết. Tiêu Phàm ngữ khí rất bình tĩnh, lại lộ ra một loại hàn ý thấu xương. Tuyết Ngọc Long hai mắt khẽ híp, sau đó đột nhiên cười lên, đùa đùa nói, vậy với thân phận Tuyết Ngọc Long thì sao? Ai chống lại ta, ta giết. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Như một hòn đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám người hết thảy đều lộ vẻ ngạc nhiên, tiểu tử này thật là cuồng vọng, lại dám nói ra như vậy, chẳng lẽ hắn muốn giết cả Tam Hoàng tử sao? Mọi người đều biết Tiêu Phàm bá đạo, tùy tiện, không ai bì nổi. Ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều này, ai dám nói giết Tuyết Ngọc Long? Coi như Tiêu Phàm ngươi dám nói, cũng chưa chắc làm được. Tuyết Ngọc Long là ai? Xếp hạng thứ 3 trong Hoàng Thành Thập Tú,
đến gần thực lực vô hạn chiến vương cảnh, cũng là nhân vật có hy vọng đột phá chiến vương cảnh nhất. Ha ha ha! Tuyết Ngọc Long tùy hứng cười lớn, tựa như nghe được trò cười lớn nhất trên đời này, nụ cười chậm rãi ngưng kết, biến thành băng lạnh, người cho rằng đánh bại Chu Văn Bác, liền có thể là đối thủ của ta. Đám người nghe vậy, cũng lập tức cười lên, trong mắt là vẻ trào phúng cùng khinh thường. Nhưng mà, còn người Tiêu Phàm bình tĩnh như trước, từng bước một hướng về phía Tuyết Ngọc Long, nụ cười của đám người dần ngưng lại, không khí dần ngưng trọng. Bọn hắn rốt cục biết rõ, tiểu tử này không phải đang nói đùa, mà là nghiêm túc. Ngươi sai rồi. Trong đám người, Ngạn Huyền bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía Tuyết Ngọc Long, trong con ngươi lóe qua một tia thất vọng, trong lòng lẩm bẩm nói, Tiêu Phàm này, cho dù 10 thậm chí 100 Chu Văn Bác cũng không thể so sánh với hắn. Chu Văn Bác, ta bảo hộ, ta cũng xem, ngươi làm thế nào giết được hắn. Đột nhiên, Tuyết Ngọc Long sầm mặt lại, hắn cũng rất muốn thử xem, thực lực Tiêu Phàm còn mấy phần. Nếu quả thật cường đại, vậy liền thừa cơ giết hắn, bất luận thế nào cũng không cho hắn gia nhập trận doanh của Bát Hoàng Tử. Nếu như chỉ có vậy, vậy thì giết không tha để khỏi vướng bận. Vừa dứt lời, thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Phiêu miểu thần tung bộ, Tiêu Phàm vừa may mắn đột phá đến cảnh giới đệ nhị trọng, phiêu miểu, thân hình quỷ mị, tốc độ siêu tuyệt, không dám nói vô địch ở chiến vương cảnh, nhưng ít ra không có mấy người có thể so sánh. À, lúc Tuyết Ngọc Long lấy lại tinh thần đã nghe một tiếng hét thảm, thanh âm kia là của Chu Văn Bác. Ngươi muốn chết, Tuyết Ngọc Long phẫn nộ tới cực điểm, hắn không nghĩ Tiêu Phàm thực sự xuất thủ, hơn nữa xuất thủ tấn mãnh như vậy, khác gì xuất thủ đối với bản thân. Còn không phải sao? Nghĩ vậy, sát khí của Tuyết Ngọc Long càng tăng, Tiêu Phàm ngay trước mặt vô số người, trần trụi tát vào mặt hắn, không cho hắn một chút mặt mũi nào. Không phải ngươi muốn phế tu vi ta sao? Chặt đứt tứ chi ta sao? Như vậy hiện tại ta cũng chỉ là phế tu vi ngươi, chặt đứt tứ chi ngươi, không giết ngươi, đối với ngươi mà nói cũng coi như là nhân tử rồi. Tiêu Phàm căn bản không để ý đến Tuyết Ngọc Long. Bắt chước ngữ khí phách lối của Chu Văn Bác trước đó, đem lời nói của Chu Văn Bác nguyên vẹn trả lại cho hắn. Chỉ là, kết quả lại hoàn toàn tương phản, Tiêu Phàm thực sự phế tu vi hắn, chặt đứt tứ chi hắn. Lời nói này rơi vào trong tai Chu Văn Bác lại cực kỳ chói tai. Chu Văn Bác giữ tợn che mặt, dùng hết khí lực toàn thân, giận dữ hét, Tiêu Phàm, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta chờ ngươi, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng. Từ đầu đến cuối, con mắt cũng không nhìn Tuyết Ngọc Long. Tiêu Phàm, Tuyết Ngọc Long nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Phàm, nắm đấm vang lên kèn kẹt, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát. Như ngươi mong muốn, ta không giết hắn. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại để lại một câu nói, căn bản không để Tam Hoàng tử Tuyết Nguyệt Hoàng triều này ở trong mắt. Nghe thanh âm này, Tuyết Ngọc Long cảm giác trên mặt đau đớn bỏng rát. Vừa rồi bản thân còn thề son sắt muốn bảo hộ Chu Văn Bác, nhưng đến cuối cùng Chu Văn Bác tuy không chết, nhưng bị phế tu vi, chặt đứt tứ chi, so với chết có gì khác biệt. Một bạt tai này, đánh cũng thật vang. Tiêu Phàm, người thật không coi ai ra gì, dám không xem ý chỉ của Tam Hoàng tử, ngay trước mặt nhiều người chúng ta như vậy, tàn nhẫn phế bỏ tu vi Chu Văn Bác, người muốn khiến Tam Hoàng tử khó coi sao? Muốn để Tuyết Nguyệt Hoàng triều ta khó coi sao? Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng vang lên khiến thần sắc Tiêu Phàm trì trệ. Quay người nhìn lại, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào trên người Vũ Thừa Quân, ý chỉ. Tam Hoàng tử có thể đại biểu Tuyết Nguyệt Hoàng chủ, còn ngươi có thể đại biểu cho Tuyết Nguyệt Hoàng triều. Thần sắc Vũ Thừa Quân run lên, hắn tất nhiên không thể đại biểu Tuyết Nguyệt Hoàng triều, cho dù Tam Hoàng tử cũng không thể, dù sao, Tuyết Nguyệt Hoàng chủ bây giờ vẫn còn sống. Huống chi. Trước đó Tiêu Phàm có hỏi Tuyết Ngọc Long lấy thân phận gì bảo hộ Chu Văn Bác, cũng đã cho Tuyết Ngọc Long mặt mũi rồi. Phú Thừa Quân một quyền tựa như đánh vào bông, căn bản không có chút tác dụng nào, điều này khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm, thế nhưng lại không biết nói gì. Bất luận thế nào, thủ đoạn của ngươi quá tàn nhẫn, còn không bằng giết hắn. Phú Thừa Quân kiên chỉ tìm lấy một cái cớ. Nếu hắn sống không bằng chết, ngươi liền nhân từ tiễn hắn lên đường không tốt sao? Ngươi nên cảm tạ ta, để ngươi hôm nay có thể làm một việc thiện. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngươi, Phú Thừa Quân còn muốn nói gì, nhưng mà quả thực bị khí thế Tiêu Phàm trấn áp.
Tiêu Phàm có thể giết chết Chu Văn Bác, mà thực lực hắn cùng với Chu Văn Bác tương xứng, hắn sao có thể là đối thủ của Tiêu Phàm? Cả khu một mảnh tĩnh mịch, tựa như đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Tiêu huynh, nghe nói là các ngươi cứu Lung Giác. Lung Giác tại quý phủ thiết yến, ta mời ngươi được không? Đúng lúc này, Bát Hoàng tử Tuyết Ngọc Hiên phá vỡ bình tĩnh, cười cười hướng về phía Tiêu Phàm nói. Có rượu không? Sát khí trên người Tiêu Phàm trong nháy mắt thu liễm lại, lộ ra nụ cười khiêm tốn. Có thể uống tới say. Tuyết Ngọc Hiên cười ha ha một tiếng, mang theo Tiêu Phàm cùng bàn tử mấy người nghênh ngang rời đi. Chỉ có đám người Tuyết Ngọc Long, Vũ Thừa Quân cùng Trần Hạo mang ánh mắt thù hận, vẫn ở tại chỗ. Tam Hoàng tử, Tiêu Phàm này phải chết. Vũ Thừa Quân đi đến bên cạnh Tuyết Ngọc Long, âm u nói. Còn người Tuyết Ngọc Long vô cùng lạnh lẽo. Ở Tuyết Nguyệt Hoàng triều còn không có ai dám không cho hắn mặt mũi, Tiêu Phàm dám trước mặt mọi người đánh vào mặt hắn, sớm đã khiến hắn sinh ra sát ý. Không cần Vũ Thừa Quân nói, trong lòng Tuyết Ngọc Long cũng rất muốn giết Tiêu Phàm. Còn mấy ngày nữa chính là thiên tài trà hội, các ngươi chuẩn bị tốt một phen. Còn người Tuyết Ngọc Long sâu thẳm, nhàn nhạt nói ra một câu. Tam Hoàng tử yên tâm. Trong mắt Vũ Thừa Quân lóe qua một tia hung ác nham hiểm, cung kính nói. Trong đám người, Trần Hạo sớm đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Chu Văn Bác xếp hạng 6 hoàng thành thập tú lại bị Tiêu Phàm giết chết. Chu Văn Bác còn là chiến tông cảnh đỉnh phong, Tuyết Lâu lần sau phái sát thủ đi, cũng chỉ có chiến tông cảnh đỉnh phong mà thôi, cho dù đánh lén, cũng chưa chắc đã thắng. Không được, đã đắc tội hắn rồi. Hắn phải chết. Đúng rồi, đại ca nhất định có thể giết chết hắn. Thần sắc Trần Hạo bối rối vô cùng. Nếu như nhiệm vụ lần thứ hai của Tuyết Lâu thất bại, lần tiếp theo cường giả chiến vương xuất thủ cũng phải cần tới 50 triệu hạ phẩm hồn thạch, công tử bột như hắn, đi nơi nào tìm 50 triệu hạ phẩm hồn thạch đây? Tiêu Phàm rời đi, tin tức nơi đây lan truyền nhanh chóng. Các tử lâu lớn trong Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đều đang nghị luận xuất thế của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kia thực sự đáng sợ, thậm chí ngay cả Chu Văn Bác cũng không phải là đối thủ, hơn nữa còn dám công khai ngang nhiên khiêu khích Tam Hoàng tử, thực không phải cuồng vọng, bá đạo đơn thuần. Mặc dù giết Chu Văn Bác khiến hắn tạm thời đứng hàng thứ 6 hoàng thành thập tú, nhưng các ngươi cũng đừng quên, ngoài ra còn có 9 người, bọn hắn có thừa nhận địa vị Tiêu Phàm hay không còn không biết đâu. Nghe nói Tam Hoàng tử vài ngày sau muốn tổ chức thiên tài trà hội, Tiêu Phàm nhất định đáp ứng lời mời. Đến lúc đó khẳng định có trò hay để xem. Một tên tu sĩ vương triều nho nhỏ cũng dám ở Tuyết Nguyệt Hoàng triều ta đùa nghịch uy phong, đúng là chán sống rồi. Rất nhiều người rung động trước thực lực Tiêu Phàm, nhưng phần lớn người vẫn khinh thường như cũ, càng phẫn hận không thôi. Hoàng thành thập tú chính là 10 người trẻ tuổi mạnh nhất của Tuyết Nguyệt Hoàng triều, lại bị người ta chà đạp, bọn hắn làm sao bình tĩnh được. Thế nhưng hết thảy điều này, Tiêu Phàm lại tạm thời không biết. Hắn đi theo Tuyết Lung Giác và Tuyết Ngọc Hiên tới Nhân Thân Vương Phủ, trong phủ sớm đã chuẩn bị đồ ăn thượng hạng chờ đợi đã lâu. Nào, Tiêu huynh, còn có vị huynh đệ kia, mời ngồi. Tuyết Ngọc Hiên không có chút tư thế hoàng tử nào, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Tuyết Lung Giác, mà Tuyết Lung Giác ở vị trí chính là chủ vị, chi tiết nhỏ này lại khiến Tiêu Phàm mở rộng tầm mắt. Có điều hắn cũng biết, Tuyết Ngọc Hiên đoán chừng là muốn lôi kéo bản thân, chỉ là đối phương không nói rõ. Tiêu Phàm cũng sẽ không nói toạc ra. Không biết tôn tính đại danh của vị huynh đài này. Tuyết Ngọc Hiên cười nhìn bàn tử nói, hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người bàn tử, so với Tiêu Phàm còn mạnh hơn mấy phần, đây là dấu hiệu vừa mới đột phá chiến tông cảnh hậu kỳ. Cái gọi là vật họp theo loài, người hợp theo nhóm, thực lực bàn tử tuyệt đối bất phàm, Tiêu Phàm là một chiến tông cảnh trung kỳ đã có thể giết chết Chu Văn Bác, huống chi là chiến tông cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm vừa muốn mở miệng, bàn tử lại cười cười, gọi ta bàn tử là được. Tuyết Ngọc Hiên hơi sững sờ, lập tức giơ ly rượu lên nói, hôm nay, cho ta mượn ý vương thúc, kính hai vị huynh đài một chén. Tiêu Phàm cùng bàn tử hai người nâng chén, Tiểu Kim cùng Niệm Niệm ở một bên sớm đã ăn quên cả trời đất. Tuyết Lung Giác chiêu đãi, lần đầu tiên thấy Niệm Niệm và Tiểu Kim, con người của Tuyết Lung Giác liền phát sáng. Tiểu muội muội. Ngươi tên là gì vậy? Tuyết Lung Giác xoa xoa cái đầu nhỏ của Niệm Niệm. Ta tên Tiêu Niệm Niệm, tỷ tỷ thật xinh đẹp,
ta về sau cũng phải xinh đẹp giống tỷ tỷ, lợi hại như ca ca và bàn ca ca. Niệm Niệm nhu hòa nhìn Tuyết Lung Giác. Ngươi về sau nhất định xinh đẹp hơn tỷ tỷ. Là một phụ nữ, đều thích người khác tán dương bản thân, Tuyết Lung Giác cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó giơ ly rượu lên nói, đa tạ bát hoàng tử, nào, ta kính ngươi. Nơi này không có bát hoàng tử gì, gọi tên ta là được. Tuyết Ngọc Hiên giơ ly rượu lên, ực một ngụm xuống, nhưng mà lại đột nhiên ho khan, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Bát hoàng huynh, ngươi không sao chứ? Tuyết Lung Giác thấy thế, lo lắng nhìn Tuyết Ngọc Hiên, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, còn chưa chết được. Tuyết Ngọc Hiên khoát khoát tay, nhìn hai người phía Tiêu Phàm nói, chào hỏi không tốt, khiến hai vị chê cười rồi. Tiêu Phàm không nói, còn người gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc Hiên, dẫn ra lực lượng U Linh chiến hồn. Sau một khắc, hắn nhìn thấy ngoài cơ thể Tuyết Ngọc Hiên có từng tia sương mù hồng sắc di chuyển. Từng tia sương mù hồng sắc kia cơ hồ trải rộng toàn thân Tuyết Ngọc Hiên, chẳng mấy chốc sẽ tới gần trái tim cùng nơi đan điền, rất rõ ràng, đây là dấu hiệu trúng độc. Tiêu huynh, ngươi không sao chứ? Tuyết Ngọc Hiên bị Tiêu Phàm nhìn toàn thân run lên, vội ho một tiếng nói. Tuyết Lung Giác cổ quái nhìn Tiêu Phàm, người này thật không lễ phép, cứ như thế nhìn chằm chằm người khác như vậy sao? Ngọc Hiên huynh, người gần đây có phải thường xuyên cảm giác trong lòng buồn bực, lục phủ ngũ tạng co rút, đặc biệt là thời điểm ban đêm ngủ, thường xuyên thấy ác mộng cổ quái. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, rất chân thành nói. Ngươi làm sao biết? Tuyết Ngọc Hiên bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, sắc mặt có chút khó coi. Những việc này, cho dù hộ vệ và cung nữ thân nhất của mình đều không biết, trừ phi Tiêu Phàm âm thầm phái người theo dõi mình. Đừng quên ta là luyện dược sư. Tiêu Phàm lại lơ đễnh, cười nhạt một tiếng. Tiêu Phàm, người phát hiện ra cái gì? Ánh mắt Tuyết Lung Giác âm trầm nhìn Tiêu Phàm, mặc dù nàng muốn báo đáp ân cứu mạng của Tiêu Phàm và bàn tử, nhưng nàng thân cận với Tuyết Ngọc Hiên hơn. Độc, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, vẻn vẹn nói ra một chữ. Tiêu huynh, ngươi nói ta trúng độc. Thái độ Tuyết Ngọc Hiên trong nháy mắt chuyển biến, hơi hơi hướng về Tiêu Phàm thi lễ nói, vừa rồi thất thố, đắc tội rồi. Ta không để ý đâu. Tiêu Phàm khoát khoát tay, bản thân ngươi hồi tưởng xem, trong vòng 3 tháng này, có ăn cái gì không nên ăn, hoặc là đi qua nơi không nên đi không? Tuyết Ngọc Hiên cau mày một cái, trong đầu hồi tưởng lại những hình ảnh gần nhất, cuối cùng vẫn lắc đầu như cũ. Bát Hoàng huynh, ngươi đừng quên, Vũ Thừa Quân kia không phải thứ gì tốt, nếu có ai có thể hạ độc mà ngươi không hay biết, tuyệt đối chỉ có hắn. Tuyết Lung Giác bực tức nói. Tuyết Ngọc Hiên đắng chát lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu huynh, ngươi chắc biết rõ cơ thể ta trúng độc gì, nói ra cũng không sao. Lục phẩm mộng yểm đoạn tràng hồng. Tiêu Phàm ngẫm lại vẫn là nói ra cái tên này, xem như trả nhân tình trước đó cho Tuyết Ngọc Hiên. Mộng yểm đoạn tràng hồng. Tuyết Lung Giác sợ hãi kêu lên, con người rung động không ngừng, lạnh giọng nói, thật ác độc, muốn hành hạ bát hoàng huynh đến chết sao. Sắc mặt Tuyết Ngọc Hiên khó coi vô cùng, loại độc dược này, thật đúng là không phải đáng sợ bình thường, nghe đồn, chúng loại độc dược này sẽ bị hành hạ suốt 108 ngày, tâm cốt suy kiệt dần mà chết. Hơn nữa, đến mấy ngày cuối cùng, lục phủ ngũ tạng liền bắt đầu thối nát, toàn thân hóa thành nước đặc. Loại độc này cho dù cường giả chiến vương cũng không có cách loại trừ, nói chi là tu sĩ chiến tông cảnh. Tiêu Phàm, người nếu đã nhìn ra là mộng yểm đoạn tràng hồng, nhất định biết rõ phương pháp giải độc có đúng không? Tuyết Lung Giác kích động nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, mộng yểm đoạn tràng hồng này mặc dù đáng sợ, nhưng bên trong tu la truyền thừa lại ghi chép mấy phương pháp giải độc. Với năng lực hiện tại của hắn, mặc dù có chút khó khăn nhưng không phải là không thể. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy con ngươi bình tĩnh kia của Tuyết Ngọc Hiên, lại thấy có hơi bất ngờ. Tuyết Ngọc Hiên, ta nghĩ với địa vị của ngươi, mộng yểm đoạn tràng hồng vẫn có thể giải trừ chứ? Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi, gọi thẳng tên Tuyết Ngọc Hiên. Tuyết Ngọc Hiên lại mảy may không thèm để ý, ngược lại cười khổ lắc lắc đầu nói, cho dù có thể giải rồi như thế nào. Cuối cùng vẫn khó thoát khỏi số mệnh tử vong, chỉ là kiểu chết không giống nhau mà thôi. Tiêu Phàm hơi cau mày một cái, trên người Tuyết Ngọc Hiên tản ra một cỗ khí chất riêng biệt, không tranh quyền thế, nhân từ nương tay, điểm này, Tiêu Phàm tin tưởng vào mắt nhìn người của mình.
nếu biết rõ phải chết, vì sao không tranh đấu một hồi? Bàn tử một mực trầm mặc lại đột nhiên mở miệng nói, trong mắt lóe lên chút hung lệ, tựa như hận rèn sắt không thành thép. Tiêu Phàm vô ý nhìn bàn tử, hắn không nghĩ tới bàn tử sẽ kích động như thế. Các ngươi không biết, sinh ở hoàng tộc, sinh mệnh đã không phải do mình nắm giữ rồi, có đôi khi, còn không được hạnh phúc như dân chúng, ta cũng rất hy vọng bản thân chỉ là một người dân bình thường. Tuyết Ngọc Hiên lắc đầu thở dài, thần sắc tràn ngập bất đắc dĩ. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Tuyết Ngọc Hiên trong lòng đang suy nghĩ điều gì, hắn cùng với Tuyết Ngọc Long cùng là hoàng tử xuất sắc nhất Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, thiên phú kinh người, 20 tuổi liền đột phá đến chiến tông đỉnh phong. Thế nhưng, một núi không thể chứa hai hổ, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều xác định chỉ có một vị hoàng chủ. Đây cũng là điểm bất đắc dĩ của một vài đại gia tộc, tựa như Lăng Phong, tựa như tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ, bọn hắn không phải cũng giống như vậy sao? Sinh ở đại gia tộc, chính vận mệnh mình đều không thể nắm giữ. Là một người dân bình thường, ngươi lại biết người dân bình thường có hạnh phúc gì? Bàn tử lạnh lùng cười một tiếng, Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, bề ngoài là nơi giàu có nhất Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nhưng vì sao có xóm nghèo? Những dân chúng kia ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, Tuyết Ngọc Hiên ngươi nếu là chỉ là một người dân bình thường, hiện tại sẽ có những món ngon này. Sẽ có tu vi như ngươi hiện tại, ngươi thân cũng không phải ở hoàng tộc, làm sao có thể biết được bất đắc dĩ của bát hoàng huynh? Tuyết Ngọc Hiên không nói, ngược lại Tuyết Lung Giác hết sức kích động. Trước tiên bảo vệ Tuyết Ngọc Hiên. Hoàng tộc sao? Bàn tử lạnh lùng cười một tiếng, đối với hai chữ này khịt mũi, vẻ mặt coi thường. Bát Hoàng huynh là người nhân hậu, bình dị gần gũi, hoàn toàn tương phản với Tam Hoàng tử kia. Tam Hoàng tử người này dã tâm bừng bừng, tham muốn quyền lực cực mạnh, các ngươi có biết huynh đệ tỷ muội chết ở trong tay Tam Hoàng tử có bao nhiêu không? Bát Hoàng huynh có thể sống đến hiện tại, các ngươi có biết hắn bỏ ra bao nhiêu không? Tuyết Lung Giác phẫn uất nói. Những năm này bát hoàng tử Tuyết Ngọc Hiên bỏ ra những gì, nàng đều thấy ở trong mắt, có thể đạt tới cảnh giới hiện tại, trở thành một trong hoàng thành thập tú, cơ hồ là hắn liều cả tính mệnh. Mọi người chỉ biết Tuyết Ngọc Hiên là hoàng tử cao quý, lại không biết trong lòng hắn dày vò cỡ nào. Vậy thì hắn càng nên cố gắng. Hắn hiện tại không bằng Tuyết Ngọc Long, vậy tiêu biểu là hắn bỏ ra còn chưa đủ. Nếu hắn mạnh hơn Tuyết Ngọc Long, những huynh đệ tỷ muội kia của hắn sẽ chết sao? Bản thân hắn hiện tại cũng không phải là bộ dạng này đi. Bàn tử càng nói càng kích động, tựa như mình mới là Tuyết Ngọc Hiên. Tuyết Lung Giác cùng Tuyết Ngọc Hiên hai người không biết mở miệng như thế nào, nhất thời trầm mặc không nói, Tiêu Phàm cũng lẳng lặng nhìn xem. Nhưng mà bàn tử không coi như vậy là xong, chỉ vào Tuyết Ngọc Hiên tiếp tục nói, người hiện tại không tranh đấu, người chết đi sẽ càng nhiều, rồi có một ngày. Nếu như Tuyết Ngọc Long trở thành tân hoàng chủ, Tuyết Ngọc Hiên ngươi sẽ chết, Tuyết Lung Giác cũng sẽ chết, còn có huynh đệ tỷ muội ngươi có thể đều sẽ chết. Bàn tử nói tựa như trọng kích hung hăng đập vào ngực Tuyết Ngọc Hiên và Tuyết Lung Giác. Thần sắc Tuyết Ngọc Hiên tranh đấu một hồi, trầm ngâm nói, thế nhưng hắn vẫn là huynh trưởng của ta, chỉ cần ta nhượng bộ, hắn có lẽ sẽ không tàn nhẫn như vậy. Đây là lựa chọn của ngươi, nếu như không được như ngươi mong muốn. Bàn tử khinh thường nói, vận mệnh, chỉ có nắm chặt trong tay mình, mới có thể biết rõ bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bằng không, người vĩnh viễn chỉ là cừu non đợi làm thịt. Không, Tam Hoàng huynh sẽ không đâu. Ánh mắt Tuyết Ngọc Hiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Bát Hoàng huynh, ta cảm thấy bàn tử nói có lý, chỉ có ngươi mới có thể cứu hoàng tử và công chúa, Tam Hoàng tử quá tàn nhẫn, một khi hắn trở thành hoàng chủ, Tuyết Nguyệt Hoàng triều tuyệt đối sẽ có gió tanh mưa máu. Tuyết Lung Giác lần này lại đứng về phía bàn tử. Tuyết Ngọc Hiên trầm mặc, thần sắc vô cùng mông lung. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên đứng lên, thản nhiên nói, kỳ thật sự tình không có phức tạp như vậy. Bát Hoàng tử, người cảm thấy tính mệnh Tuyết Ngọc Long quan trọng, hay là tính mệnh tất cả huynh đệ tỷ muội ngươi cộng lại quan trọng? Nghe được câu nói này của Tiêu Phàm, toàn thân Tuyết Ngọc Hiên run lên, trong con ngươi lại tỏa ra thần thái ngày xưa. Bàn tử nhìn thấy một màn này. Mỉm cười nhìn về phía Tiêu Phàm nói, lão Tam, nhưng ngươi có biện pháp giải độc không? Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, Tuyết Lung Giác lại vô cùng kích động. Nhưng mà lúc này, thanh âm bàn tử tiếp tục vang lên, Tuyết Ngọc Hiên, nếu như ngươi khăng khăng như thế, ta và lão Tam đành cáo từ, dù sao bất luận như thế nào, cũng là một lần chết. Chết bởi độc dược này,
cũng sẽ không khiến Tuyết Ngọc Long bị bêu danh. Nếu như ngươi nguyện ý đánh cược tính mệnh của ngươi một lần, ta thay Lão Tam đáp ứng ngươi, huynh đệ chúng ta hai người giúp ngươi tranh thiên hạ, thế nào? Nói đến đây, ngữ khí Bàn Tử kiên định vô cùng, trên người tản ra một cỗ khí thế không gì sánh được. Giúp ngươi tranh thiên hạ, thế nào? Lời nói của Bàn Tử giống như một trọng kích lôi đình, làm con ngươi Tuyết Ngọc Long run lên, kinh ngạc nhìn Bàn Tử, Tuyết Lung Giác cũng kinh ngạc không hiểu, chẳng biết tại sao, tâm nàng bỗng nhiên xúc động. Lời này không phải cuồng đơn thuần, nếu như không phải chính tai nghe được, ai có thể tin là từ trong miệng một tu sĩ chiến tông cảnh nói ra. Lão nhị lại xuất hiện rồi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, Bàn Tử giờ phút này, khiến hắn có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Ta đồng ý, con người Tuyết Ngọc Hiên bỗng vô cùng kiên định, khí thế cường đại trên người nở rộ ra. Trong mắt Tuyết Lung Giác như có làn sương mù bốc hơi, nàng biết rõ, Bát Hoàng huynh hăng hái không ai bị nổi ngày xưa lại trở về. Lão Tam, thương thế của hắn liền giao cho ngươi. Bàn Tử lúc này cũng cười, cười vô cùng sán lạn. Quận chúa, phiền giúp chúng ta tìm gian phòng yên tĩnh chút, ta hiện tại liền giải độc cho hắn. Tiêu Phàm gật đầu nói. Được, ta đi sắp xếp. Bàn Tử, cảm ơn ngươi. Tuyết Lung Giác nín khóc mỉm cười, cảm kích nhìn Bàn Tử. Đừng có tát tai đánh ta là được. Bàn Tử nhún nhún vai, lại khôi phục bộ dáng bất cần đời. Tuyết Lung Giác ngược lại vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh liền sắp xếp cho Tiêu Phàm một gian phòng yên tĩnh trị liệu. Tiêu Phàm cùng Tuyết Ngọc Hiên đi vào trong phòng, thân hình Tuyết Ngọc Hiên ngừng lại, quay đầu cảm kích nhìn về phía Tiêu Phàm nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn lão nhị a. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, trên người ngươi có độc, cần mấy ngày mới có thể giải trừ hoàn toàn, hơn nữa muốn trị tận gốc cần một chút dược dịch phối hợp, ta tạm thời chỉ có thể giúp ngươi ức chế độc tính lan tràn, quá trình này có chút thống khổ. Yên tâm đi, dù sao ta cũng đường đường là nam nhi. Tuyết Ngọc Hiên cười. Trong phòng, toàn thân Tuyết Ngọc Hiên cắm đầy kim châm, từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, có vài giọt máu đỏ tươi từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy phía trên giọt máu lượn lờ từng tia hồng sắc. Dưới sự dẫn đạo của Tiêu Phàm, tất cả đều chảy vào bên trong một cái bình thuốc. Sắc mặt Tiêu Phàm có chút trắng bệch, mặc dù biết phương pháp giải độc nhưng cái mộng yểm đoạn tràng hồng này thật đúng là ngoan cố mà. Dòng dã ba canh giờ hắn mới có thể ngăn chặn không cho độc khuếch tán. Hô, Tiêu Phàm khẽ thở, hơi chuyển động một chút, tất cả kim châm đều phá thể mà ra, rơi vào bên trong hộp ngọc. Tiêu Phàm tiện tay cầm một cái bình thuốc đổ vào trong miệng, ngồi trên mặt đất điều tức. Trong khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ mới chậm rãi khôi phục được một tia huyết khí. Đa tạ Tiêu huynh, Tuyết Ngọc Hiên sớm đã chờ đợi ngày này, hắn hướng về Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Ta nói lão tam ngươi, chúng ta đều không thích bộ dạng này. Ngươi có công phu như thế này nên ngẫm lại tiếp theo nên làm như thế nào đi. Bàn Tử cùng Tuyết Lung Giác xuất hiện ở cửa ra vào, Bàn Tử ngữ khí không tốt nói. Tuyết Ngọc Hiên nhìn thật sâu Tiêu Phàm đồng thời liếc mắt nhìn Bàn Tử. Hắn cũng đại khái biết được chút tính cách của hai người này, rõ nhất có lẽ là hai chữ cuồng ngạo. Hơn nữa, sự cuồng ngạo này phát ra từ nội tâm. Không có bất kỳ sự ra vẻ gì. Nhất là Bàn Tử, Tuyết Ngọc Hiên đều có chút kiêng kỵ khí thế trên người hắn. Như vậy đi, người trước tiên phân tích cho chúng ta thế lực hiện giờ của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tiêu Phàm thấy Tuyết Ngọc Hiên không biết nên mở miệng hỏi như thế nào. Tuyết Ngọc Hiên gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng trầm trọng, hít thật sâu nói, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có tứ đại gia tộc, Lâu Gia, Bách Lý Gia, Trần Gia và Bạch Gia. Hiện tại Bách Lý Gia và Trần Gia đã vào tay Tam Hoàng Huynh. Bạch Gia tạm thời hẳn còn ở xa quan sát, về phần Lâu Gia một mực đứng ngoài, cho dù ta là Hoàng Thất cũng không thể làm gì được, đoán chừng bọn hắn cũng khinh thường không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu của Hoàng tộc. Hoàng Thành Thập Tú xếp hạng đệ nhất Lâu Ngạo Thiên chính là người của Lâu Gia. Tiêu Phàm cau mày một cái. Lâu Gia xác thực là không hề đơn giản. Bàn Tử đột nhiên mở miệng. Nhìn thấy bọn Tiêu Phàm đang cổ quái nhìn mình, Bàn Tử vội ho một tiếng, nói ta cũng là nghe tin đồn thôi, nghe nói người trong Lâu Gia không làm quan nhưng gia tộc khác đều vô cùng kiêng kỵ Lâu Gia. Hơn nữa nghe nói Lâu Gia rất ít người, bất quá cũng không có ai dám khiêu khích. Không sai, cho dù ta là Hoàng Thất cũng chỉ muốn cùng Lâu Gia giao hảo,
nhưng Lâu Gia cho tới bây giờ lại không hề để ý tới. Tuyết Ngọc Hiên gật gật đầu. Lâu Gia tạm thời không cần quan tâm, trước tiên từ Bạch Gia đã. Tiêu Phàm gật đầu. Thế lực Tuyết Nguyệt Hoàng Triều lại cũng rất rắc rối phức tạp. Đối với những thần tử kia mà nói, ai là chủ nhân căn bản không quan trọng. Đối với Bách Lý gia tộc và Trần gia cùng cần chút lưu ý. Đúng rồi, Phụ Hoàng ngươi đâu? Bàn tử hỏi. Tuyết Ngọc Hiên lắc đầu thở dài, Phụ Hoàng năm đó chinh chiến tứ phương, nhận nhiều tổn thương, vất vả lâu ngày thành bệnh, sớm đã mặc kệ sự tình. Bằng không Tam Hoàng huynh làm sao dám một mình đối phó với các huynh đệ tỷ muội. Nếu như Tuyết Nguyệt Hoàng chủ phong ngươi làm thái tử, sự tình có phải sẽ có chuyển biến hay không? Tiêu Phàm hỏi, vừa dứt lời liền phát hiện bản thân lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Chiến hồn đại lục không thể so sánh như địa cầu kiếp trước, nơi này thực lực phi tôn, cho dù phong thái tử thì có ích lợi gì. Tuyết Ngọc Hiên thực lực không đủ, đến lúc đó chưa kịp ngồi vững thì cũng sẽ bị Tuyết Ngọc Long cưỡng ép chiếm lấy, còn không bằng đem hoàng vị tặng cho hắn, đây cũng là cách Tuyết Ngọc Hiên phải làm cho tới nay. Sẽ không, đám hoàng tộc chỉ theo phe mạnh, về phần ai ngồi trên vị trí kia, chỉ cần không ai tổn hại lợi ích của bọn hắn thì sẽ không có ai quan tâm. Tuyết Ngọc Hiên đắng chát lắc đầu. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm giàu gì, hắn và bàn tử dù có lợi hại như thế nào cũng chỉ có tu vi chiến tông cảnh trung hậu kỳ, không có khả năng khiến thế lực Tuyết Ngọc Long tan rã trong nháy mắt. Bàn tử lúc này mới biết, bản thân có vẻ như đã ra một quyết định cực kỳ sai lầm, có lẽ không nên gia nhập vào cuộc phân tranh này. Mấy người thương lượng 1-2 giờ, chân trời chậm rãi tối dần, Tiêu Phàm và bàn tử lúc này mới quay người rời đi. Tiêu huynh, bàn huynh, nếu các ngươi có thể lưu lại nhân thân vương phủ, vương thúc khẳng định sẽ rất vui. Tuyết Ngọc Hiên giữ lại nói. Đúng à, vương phủ có rất nhiều phòng trọ, các ngươi cũng không cần ra khách sạn trọ. Tuyết Lung Giác khanh khách cười. Bàn tử nhún nhún vai, không có vấn đề nói, theo ngươi vậy. Tiêu Phàm trắng mắt liếc bàn tử một cái tên gia hỏa này khẳng định rất muốn ở đây cùng Tuyết Lung Giác gia tăng tình cảm, thậm chí hắn hoài nghi. Trước đó hắn nói những lời kia cũng là vì nịnh nọt Tuyết Lung Giác. Bây giờ xem ra mình đã lên thuyền giặc rồi. Lão nhị, người mang Niệm Niệm ở nơi này đi, ta và Tiểu Kim còn có chút việc, nơi này cũng khá an toàn. Tiêu Phàm lắc đầu nhìn bàn tử. Bàn tử vốn định nói, bất quá cuối cùng lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm có ý gì, sự tình Tuyết Lâu còn chưa giải quyết được. Mình và Niệm Niệm ở bên cạnh ngược lại sẽ khiến cho Tiêu Phàm càng thêm nguy hiểm. Cẩn thận! Bàn tử cuối cùng chỉ có thể nói ra hai chữ, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm và Tiểu Kim rời đi. Ban đêm tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, trừ nhiệt độ thấp một chút còn lại cũng không có gì khác biệt. Tiêu Phàm và Tiểu Kim rất nhanh xuất hiện ở bên trong khách sạn, trên đường đi cũng không xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Tiến vào trong khách sạn, không ít người nhìn bọn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Tiêu Phàm cũng không thèm quay đầu đi thẳng một mạch vào gian phòng. Két một tiếng đẩy cửa phòng ra, Tiêu Phàm chân phải ngừng trên không trung, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh lùng. Sau một khắc, một đạo hắc sắc kiếm ảnh từ trong góc tối bắn ra, xông thẳng vào ngực Tiêu Phàm. Tốc độ nhanh như bôn lôi, Tiêu Phàm dù sớm đã phát hiện cũng phải hít ngụm khí lạnh. Chân đạp phiêu miểu thần tung bộ trốn tránh, bất quá. Hắn lại không hề đào tẩu mà trực tiếp hướng về phương hướng kiếm khí phóng tới. Phốc một tiếng, một đạo hắc ảnh phá cửa sổ chạy, trong nháy mắt không bóng dáng. Tiểu Kim, theo ta. Tiêu Phàm sát ý đằng đằng, trong nháy mắt liền biến mất, hôm nay hắn không dự định sẽ buông tha cho sát thủ Tuyết Lâu. Nếu như đã đắc tội, vậy liền triệt để đắc tội đi. Bầu trời đêm lạnh giá, ba đạo thân ảnh trong màn đêm cấp tốc xuyên qua, giống như u linh. Động tác nhẹ nhàng, tiêu sái phiêu giật. Đạt tới chiến tông cảnh, mặc dù không có cách nào đứng trên không, nhưng nếu nắm giữ thân pháp chiến kỹ, mượn chút vật thể phi hành vẫn rất đơn giản. Một màn này, không khỏi khiến Tiêu Phàm nghĩ đến phim ảnh khinh công của kiếp trước, có lẽ kiếp trước thật sự có tồn tại khinh công. Đạo hắc ảnh kia rất nhanh, mặc dù chỉ là chiến tông cảnh đỉnh phong, nhưng lại làm cho Tiêu Phàm ngưng trọng tới cực điểm, dù là đối mặt với Chu Văn Bác. Hắn vẫn không có loại áp lực này. Tại sao lại không chạy nữa? Đột nhiên đạo hắc ảnh phía trước dừng lại ở trên nóc nhà, chậm rãi quay người nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh. Các hạ quả nhiên cường ngạnh,
trách không được Chu Văn Bác bị chết trên tay ngươi. Đạo hắc ảnh kia nói ra âm thanh khàn khàn, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Xem ra Tuyết Lâu thực sự biết ta, nhờ ta mà lừa được không ít hồn thạch a. Tiêu Phàm tay cầm Tu La kiếm, không có bất kỳ sự khinh thị nào, hắn luôn cảm giác người trước mắt rất nguy hiểm. Thú vị, theo quy củ của Tuyết Lâu, một kích thất bại liền phải rời đi. Bất quá ngươi khiến ta cảm thấy rất hứng thú, nếu ngươi chết dưới kiếm của ta, trở về có thể kiếm được một cái giá tốt. Hắc sắc trường kiếm trong tay bóng đen đột nhiên run lên, sát ý nồng đậm, một loại tử vong tràn ngập tỏa ra. Bóng đen dứt lời, thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, thoáng cái liền đi tới trước người Tiêu Phàm. Trong chớp mắt, khí thế Tiêu Phàm đại biến, sát khí cuồn cuộn phá thể tỏa ra, toàn bộ bông tuyết bốn phía bị nổ đến nát vụn, khí thế cả người tăng vụt đến cực hạn, lúc này hắn hoàn toàn trở thành một người khác. Lạnh lùng, cuồng ngạo, bế nghễ chúng sinh, giống như sát thần xuất thế. So với bóng đen kia, Tiêu Phàm dường như càng giống sát thủ hơn. Kiếm trong tay bóng đen rung động một cái, bất quá kiếm thế lại mảy may không giảm, ngược lại chiến ý càng tăng mấy phần. Đối với sát thủ, cho tới bây giờ vẫn không cùng người khác chính diện giao phong, nhưng bóng đen lại đánh vỡ quy tắc, dù Tiêu Phàm chỉ là chiến tông cảnh trung kỳ nhưng hắn lại không dám khinh thường. Tiêu Phàm rút kiếm nghênh đón, mũi kiếm hai bên lao vào cùng một chỗ, từng đạo kiếm khí điên cuồng dung chuyển bốn phương tám hướng, hai người ai cũng không cho đối phương cơ hội, rằng co tại hư không, dường như thành vĩnh hằng. Tuyết rơi, hàn phong điên cuồng gào thét, chiến ý cùng sát ý hai bên đều không ngừng tăng lên. Trong vòng 10 trượng trở lại, kiếm khí sắc bén tràn ngập xung quanh. Trên nóc nhà, nhà hàn băng bắn ra bốn phía dày đặc hư không. Nhưng quỷ dị thay, phía dưới phòng lại không phát hiện chút tổn hao nào, có thể thấy, hai người đấu kiếm khí đã đạt tới cấp độ khủng bố. Một tiếng nổ vang, hai người rốt cục cũng tách ra, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, lại lần nữa lao vào cùng một chỗ, tiếng kiếm bén nhọn vang vọng hư không, hàn quang bắn ra bốn phía. Ảnh sát, bóng đen kêu nhỏ một tiếng, vô số kiếm khí trong tay nở rộ, khí tức sát phạt khủng bố đâm vào da đau nhức. Một đạo kiếm khí mấy trượng màu đen quét ngang ra, những nơi đi qua, không khí đều bị chấn động mãnh liệt. Huyết sát, Tiêu Phàm không sợ chút nào, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hình thành phía sau, kiếm thế oanh thiên chém ra. Oanh một tiếng, kiếm khí cuồng bạo trực tiếp xuyên thủng phòng ốc phía dưới, rất nhiều người sợ hãi kêu lên chạy ra đường cái. Trong nháy mắt liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh. Thật mạnh, bọn họ là ai vậy? Mọi người chỉ có thể thầm than không may. Phía trên khí thế hai tản ra khiến bọn hắn có chút không thở nổi. Lời trách mắng vừa định thốt ra liền âm thầm nuốt trở lại. Tiếng vang cực lớn dẫn tới sự chú ý của không ít người, chỉ là Tiêu Phàm giờ phút này cũng mặc trường bào màu đen, thân ảnh trong không trung căn bản thấy không rõ khuôn mặt, bằng không sớm đã bị người khác nhận ra. Thu Phong Lạc Diệp, Nhất Diệp Chi Thu, Tiêu Phàm liên tiếp thi triển mấy chiêu chiến kỹ, nhưng đều bị đối phương đỡ được. Hắn tiếp tục phòng thủ để tìm cơ hội có thể công kích tiếp. Ha ha, thống khoái, lần sau tái chiến. Âm thanh cuồng tiếu của bóng đen vang lên, thanh âm mặc dù khàn khàn nhưng rất có lực xuyên thấu. Hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, có thể sảng khoái đấu một trận. Tiêu Phàm không muốn thả đối phương đi, lần này đi. Lần tiếp theo đối mặt khả năng chính là sát thủ chiến vương cảnh. Chí ít trước đó, hắn muốn biết rõ ràng là ai muốn giết mình. Bóng đen không ham chiến nữa, lách mình hướng về phương xa bỏ chạy, Tiêu Phàm vội vàng đi theo. Tiểu kim trên không trung bay vọt đến, thay Tiêu Phàm thu dọn tàn cục. Đáng tiếc, trận quyết đấu xuất sắc như vậy mà chúng ta lại tới chậm. Đám người một trận thầm than. Bọn hắn thậm chí ngay cả thân phận đều không biết rõ ràng giờ cũng đã không thấy tăm hơi. Cũng đúng lúc này, một hồng y nữ tử nhìn thấy một màn trên không trung, khẽ nhíu mày, ngay cả ảnh phong cũng không thể giết chết hắn sao. Để lại một câu nói, hồng y nữ tử vội vàng đuổi theo. Thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua, bóng đen ra khỏi Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, Tiêu Phàm không chút do dự cùng đi theo, ở ngoài thành chiến một trận cũng không cần phải cẩn thận xung quanh. Tiêu Phàm, người đủ rồi. Bóng đen đứng ở một tòa trên gò núi, hơi không kiên nhẫn nhìn Tiêu Phàm. Người muốn giết ta giết người không được sao? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng đạp chân xuống, thân thể nhảy lên thật cao, giống như thần bằng dương cánh,
thẳng vào Cửu Tiêu. Thế Vân Tung, ngươi làm sao biết thân pháp chiến kỹ của Tuyết gia? Trong giọng bóng đen nói rốt cục có một chút chấn kinh. Hoành Tảo Thiên Quân, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý đến hắn, đầu người hướng xuống, Tu La kiếm vũ động, vô số kiếm khí như mũi tên bắn xuống. Rầm rầm rầm, dốc núi trực tiếp bị kiếm khí làm cho tung bay, hàn băng bắn ra bốn phía, bóng đen phản ứng cũng cực nhanh, nhẹ như chim yến, trong nháy mắt xuất hiện ở nơi xa. Đạp tuyết vô ngân sao, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, rơi xuống đất một sát na, động tác trong nháy mắt cũng biến thành nhẹ nhàng, lách mình xuất hiện ở trước mặt bóng đen. Ngươi làm sao cũng biết đạp tuyết vô ngân, ngươi rốt cuộc là ai? Bóng đen sử dụng kiếm ngăn khuất trước người, hắn rốt cục có chút không bình tĩnh, ngược lại cũng không phải hắn e ngại tiêu phí thực lực kia. Mà là thân pháp chiến kỹ đạp tuyết vô ngân chỉ có tuyết lâu chiến vương cường giả mới có thể có. Hắn sở dĩ có thể học cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Có cái gì kỳ quái sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, dưới chân một trận biến hóa, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau bóng đen. Bóng đen phản ứng cực nhanh, tay phải kéo kiếm hoa, hắc kiếm trong nháy mắt ngăn ở phía sau. Ba loại, người vậy mà học được ba loại lục phẩm thân pháp chiến kỹ. Bóng đen vô cùng kinh hãi. Hắn tự hỏi mình có thiên phú không thấp nhưng chỉ nắm giữ được thân pháp chiến kỹ ngũ phẩm, thân pháp chiến kỹ lục phẩm đạp tuyết vô ngân cũng chỉ là biết qua chút ít. Kẻ này chỉ là chiến tông cảnh trung kỳ, vậy mà tu luyện đến ba loại thân pháp chiến kỹ lục phẩm, điều này hắn làm sao không khiếp sợ cho được. Không chỉ có người áo đen chấn kinh mà hồng y nữ tử đang núp trong bóng tối cũng kinh ngạc vô cùng. Đang lúc Tiêu Phàm cùng bóng đen chuẩn bị lần nữa xuất thủ thì hồng y nữ tử đột nhiên biến mất tại chỗ. Ảnh phong, dừng tay. Một tiếng quát nhẹ, khiến Tiêu Phàm cùng bóng đen đột nhiên dừng lại. Ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên, vừa hay nhìn thấy một thân ảnh hồng y nữ tử chậm rãi đi tới, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại như ma quỷ dẫn, thân thể phác họa ra đường cong hoàn mỹ, khuôn mặt yêu nhiêu lộ ra một loại khí chất mị hoặc chúng sinh. Lập tức ánh mắt rơi trên người bóng đen kia, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Ảnh phong là ai hắn rất rõ, xếp hạng thứ hai hoàng thành thập tú, gần với Lâu Ngạo Thiên. Ảnh phong lại là người của Tuyết Lâu. Yêu nhiêu, làm sao ngươi lại tới đây? Ảnh phong nhìn thấy hồng y nữ tử, thanh âm thập phần hòa hoãn, hiển nhiên thanh âm vừa nãy kia là do hắn cố ý. Một đạo kim sắc thiểm điện lóe qua, tiểu kim đột nhiên xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người đối diện. Ngươi là người của Tuyết Lâu. Hồng y nữ tử khẽ mở cặp môi thơm, miệng phun hương lan, lạnh như băng nhưng vẫn có tư vị phong tình vạn trùng. Không phải. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn không biết đối phương có ý gì, bất quá có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm trên người hồng y nữ tử. Không phải người Tuyết Lâu sao lại có thân pháp chiến kỹ của Tuyết Lâu. Hồng y nữ tử sát ý càng đậm. Chẳng lẽ đạp tuyết vô ngân chỉ có người Tuyết Lâu mới có sao? Tiêu Phàm khinh thường, bên trong Tu La truyền thừa chiến kỹ vô số, đạp tuyết vô ngân chỉ tính là cấp thấp nhất. Nếu như không phải truyền thừa ký ức không giải được, Tiêu Phàm căn bản sẽ không học loại này. Yêu nhiêu, hắn còn biết Thế Vân Tung của Tuyết gia. Hết thảy nắm giữ ba loại thân pháp chiến kỹ lục phẩm. Ảnh phong đột nhiên chen lời nói. Người rốt cuộc là ai? Hồng y nữ tử có chút không bình tĩnh, người có thể nắm giữ ba loại thân pháp chiến kỹ lục phẩm làm sao có thể đơn giản. Thân pháp chiến kỹ không thể so với công kích phòng ngự chiến kỹ, chưa hề có, nó gần với chiến kỹ trị liệu nhất. Tiêu Phàm lạnh lùng như cũ nói ra hai chữ nắm chặt trường kiếm, sát khí khủng bố tản ra phảng phất một tầng huyết sắc chiến giáp, hết sức bắt mắt. Việc đã đến nước này, muốn chiến liền chiến. Sát lục chiến giáp. Ánh mắt hồng y nữ tử run lên, ngực chập trùng lên xuống khó nén thần sắc chấn kinh trên mặt. Sát lục chiến giáp, lần này đến phiên Tiêu Phàm nghi hoặc, hắn không biết cái gì là sát lục chiến giáp, chỉ là lĩnh ngộ sát thế khiến sát khí thực chất hóa mà thôi. Ngươi là người Huyết Lâu. Ảnh phong xốc áo bảo gỡ mặt nạ lộ ra một khuôn mặt cực kỳ yêu dị, có vẻ âm nhu, lại có ánh nắng ngạo khí. Các ngươi là người của Tuyết Lâu, chẳng lẽ không biết sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, cảm nhận được sát cơ trên người đối phương biến mất, hắn cũng thu liễm khí thế. Không phải Tuyết Lâu, mà là tam đại tổ chức sát thủ của chiến hồn đại lục, Huyết Lâu. Tiên Huyết Huyết, Ảnh Phong cố ý giải thích một lần.
Nếu như Tiêu Phàm thực sự là người Huyết Lâu, vậy hắn tuyệt đối không dám xuất thủ với Tiêu Phàm. Bởi vì Tuyết Lâu vốn là chi nhánh của Huyết Lâu tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, luận địa vị, Tuyết Lâu không thể so sánh với Huyết Lâu. Không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, cái gì tam đại sát thủ tổ chức, hắn căn bản không rõ, hắn chỉ biết tổ chức sát thủ mạnh nhất là Tu La Điện. Chỉ là Tu La Điện cuối cùng lại bị hủy diệt trong lớp bụi thời gian, trước mắt có thể nhớ được Tu La Điện đoán chừng cũng chỉ có những lão quái vật kia. Ngươi xác định, đôi mắt đẹp của hồng y nữ tử lấp lánh, lật tay một cái, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ, phía trên khắc một cái chữ phảng phất máu tươi tưới mà thành, trông vô cùng yêu diễm. Đây là Huyết Lâu lệnh bài, chính là đại diện cho thân phận người Huyết Lâu. Ảnh Phong giải thích nói, trong lòng lóe qua một tia hâm mộ, trở thành sát thủ Huyết Lâu là truy cầu suốt đời của hắn. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khối kia lệnh bài màu đỏ, lệnh bài này tựa như đã gặp qua ở đâu rồi. Đúng rồi, bên trong sát lục không gian ta lấy được một khối. Đột nhiên ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên. Trong tay lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ tương tự, chỉ là khối lệnh bài trong tay Tiêu Phàm cực kỳ cổ lão, càng là tản ra một cỗ khí tức tang thương. Hồng y nữ tử thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt thậm chí hơi trắng bệch. Yêu nhiêu, ngươi làm sao? Ảnh Phong quan tâm nhìn hỏa hồng váy nữ tử. Ảnh Phong, ngươi trở về trước đi, ta có lời muốn cùng Tiêu Phàm nói. Hồng y nữ tử cưỡng ép bản thân chấn định lại. Con người đen thẫm gắt gao nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay Tiêu Phàm. Ảnh Phong không biết vì sao, bất quá vẫn là nghe theo lời nói của hồng y nữ tử. Có cái gì cứ nói đi, nơi này không có người khác. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn biết hồng y nữ tử đoán chừng đã nhận ra lệnh bài trong tay mình. Hắn cũng rất muốn biết, cái lệnh bài màu đỏ ngòm này đại biểu cái gì. Huyết Lâu Huyết Yêu Nhiêu, bái kiến điện chủ. Đột nhiên hồng y nữ tử quỳ một chân xuống đất, cung bái nói. Điện chủ, Tiêu Phàm mắt trợn tròn, hắn nghĩ tới rất nhiều, nghĩ rằng hồng y nữ tử sẽ hỏi hắn một vài vấn đề, kém nhất cũng phải đại sát một trận, nhưng không nghĩ tới nàng lại quỳ tại trước mặt mình. Nghi hoặc, mờ mịt, vẻ khó tin toàn bộ đều ngưng tụ trên mặt Tiêu Phàm. Tay cầm Tu La lệnh, chính là điện chủ Tu La Điện, đây là quy củ của Tu La Điện. Huyết Yêu Nhiêu gật gật đầu nói. Cô cũng biết Tu La Điện. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn nhớ tàn niệm khí linh luyện tâm tháp đã nói với hắn, tốt nhất đừng bại lộ bản thân, bằng không sẽ phải đối mặt với vô số phiền phức. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu không có việc gì muốn nói vậy ta liền đi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, quay người chuẩn bị chuồn. Mặc dù hắn từ trong mắt Huyết Yêu Nhiêu nhìn thấy sự kích động, nhưng cẩn thận vẫn hơn, cái này không thể đùa giỡn được. Không cẩn thận liền mất mạng ngay. Điện chủ, chờ đã. Huyết Yêu Nhiêu vội vàng kêu lên, tựa như sợ Tiêu Phàm rời đi. Đừng gọi ta là điện chủ, ta cũng không phải là điện chủ gì. Tiêu Phàm trầm giọng nói, nhất thời chi uy, vạn kiếp bất phục, hư danh của điện chủ muốn cũng không được. Ta biết rõ điện chủ đang lo lắng cái gì, ngàn năm trước, Tu La Điện bị hủy diệt, đệ tử Tu La Điện tử thương nghiêm trọng. Hiện tại trên chiến hồn đại lục không ai dám xưng đệ tử Tu La, chính bởi vì như thế, chúng ta mới càng cần điện chủ trùng kiến lại Tu La Điện. Trong mắt Huyết Yêu Nhiêu tràn ngập khẩn thiết và chân thành. Ngươi liền như thế nhận định ta, Tiêu Phàm cảm giác Tu La lệnh trong tay mình là một củ khoai lang bỏng tay, một khi thừa nhận cái thân phận này, phải đối mặt với cái gì, hắn cũng không thể nào đoán trước được. Huyết Yêu Nhiêu kiên định gật đầu, từ đầu đến cuối đều quỳ trên mặt đất. Ngươi trước đứng lên hãng nói. Tiêu Phàm có chút không đành lòng. Nếu bị người khác nhìn thấy nữ tử xinh đẹp quỳ trước mặt mình, đoán chừng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Đa tạ điện chủ. Trên mặt Huyết Yêu Nhiêu rốt cục xuất hiện một nụ cười, thực sự là phong tình vạn trùng. Dừng lại. Tiêu Phàm vội vàng kêu lên, đầu tiên, mặc kệ ta có phải hay không là điện chủ gì, ngươi đừng gọi ta là điện chủ, chúng ta nói chuyện bình thường đi. Vậy ta gọi ngươi là gì? Huyết Yêu Nhiêu vũ mị cười một tiếng, lộ ra một loại khí chất mị hoặc chúng sinh, Tiêu Phàm cũng có chút không chịu được. Gọi tên ta là được. Tiêu Phàm thán một hơi, Huyết Yêu Nhiêu này bộ dáng điềm đạm đáng yêu, bản thân thật đúng là không tức giận nổi. Vẫn là gọi thiếu chủ vậy. Huyết Yêu Nhiêu lay động lấy sợi tóc, vũ mị nói. Tùy ngươi,
chỉ cần không kêu điện chủ thì cái gì cũng đều được. Tiêu Phàm không muốn dây dưa vấn đề này, đúng rồi, là ai muốn giết ta? Sẽ không là phải Quy Củ Tuyết Lâu không cho nói đi. Ánh mắt Huyết Yêu Nhiêu chớp động, thần sắc trong nháy mắt biến thành vô cùng băng lãnh, nói ra, là Trần gia Trần Hạo, thiếu chủ yên tâm, ta biết rõ cần xử lý như thế nào. Được rồi, ta biết là ai là được, việc này ta sẽ tự mình làm, chỉ cần các ngươi không phái Chiến Vương sát thủ đến ứng phó ta, ta liền thắp nhang cảm tạ rồi. Tiêu Phàm khoát tay, trong mắt lóe qua sát khí lạnh như băng. Quả nhiên là Trần Hạo, cái tên gia hỏa kia không chịu được thiệt thòi, dám tìm người của Tuyết Lâu tới giết ta, thù này Tiêu Phàm ta vô luận như thế nào cũng phải báo. Huyết Yêu Nhiêu bị lời nói Tiêu Phàm chọc cười, trêu ghẹo nói, ta nghĩ lấy thực lực của thiếu chủ, cho dù Chiến Vương cũng chưa chắc có thể giết chết được ngươi đi. Tiêu Phàm cười không nói, trong lòng hắn cũng đang nghĩ bản thân bây giờ có thể từ trong tay Chiến Vương cảnh chạy thoát không đây. Đúng rồi, ta nhớ được Tuyết Lâu các ngươi có một quy củ, nhiệm vụ lần thứ hai sau khi thất bại, phải thêm giá. Tiêu Phàm đột nhiên nói ra, thấy vẻ mặt Huyết Yêu Nhiêu vô cùng nghi hoặc, Tiêu Phàm cười nói, muốn thêm liền thêm nhiều một chút, đừng mấy trăm vạn, làm sao cũng phải mấy ngàn vạn. Thiếu chủ, người thật là xấu. Huyết Yêu Nhiêu nào không biết ý tứ Tiêu Phàm, lập tức cười duyên nói. Tiêu Phàm cảm giác toàn thân nổi da gà, Huyết Yêu Nhiêu thực sự là muốn giết người a. Mặc dù bổn thiếu chỉ có 16 tuổi, nhưng dầu gì cũng huyết khí phương cương, loại trêu đùa này hoàn toàn là muốn mạng già của mình rồi. Bất quá, Tiêu Phàm đã hoàn toàn có thể tưởng tượng Trần Hạo trong thời gian tới sẽ như thế nào, cho dù không chết nhưng chí ít tuyệt đối sẽ không có giấc ngủ ngon. À phải, người vừa mới nói tam đại tổ chức sát thủ là cái gì? Tiêu Phàm đành phải đổi chủ đề. Nói ra tam đại tổ chức sát thủ, thần sắc Huyết Yêu Nhiêu cứng lại, trong nháy mắt liền ngưng trọng, năm đó Tu La Điện bị hủy diệt, đệ tử Tu La phải chạy trốn không ít. Về sau chia thành ba cỗ thế lực, phân biệt thành Huyết Lâu, La Sinh Môn, Diêm La Phủ. Tam đại tổ chức sát thủ mặc dù trải rộng khắp Chiến Hồn Đại Lục, nhưng cũng không dám quang minh chính đại xuất hiện. Tiêu Phàm liền thoải mái, khó trách bên trong Tu La truyền thừa không có ghi chép về những tổ chức sát thủ này, nguyên lai là do Tu La Điện bị hủy diệt về sau mới được thành lập. Nói cho ta chút sự tình trong Huyết Lâu. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn cũng có hứng thú đối với tổ chức sát thủ. Thiếu chủ, sự tình trong Huyết Lâu cũng không phải rất tốt, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Nghe thấy Tiêu Phàm hỏi, trong mắt Huyết Yêu Nhiêu lóe lên một tia ngưng trọng. Nói tiếp, Tiêu Phàm ngược lại thập phần bình tĩnh. Vâng, thiếu chủ. Huyết Yêu Nhiêu gật đầu, hít sâu một hơi nói, mặc dù mặt ngoài Huyết Lâu thập phần đoàn kết, nhưng từ khi lâu chủ 3 năm trước đây ngoài ý muốn bị mất tích, Huyết Lâu cũng đã không còn là Huyết Lâu trước kia. Vì tranh đoạt chức môn chủ, Huyết Lâu tổng cộng chia thành hai thế lực. Một phái duy trì thế hệ tuổi trẻ Chiến gia Chiến Vô Cực, một phái ủng hộ ca ca ta Huyết Vô Tuyệt. Nói đến đây, Huyết Yêu Nhiêu không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, muốn thăm dò ý Tiêu Phàm. Nhưng lại khiến cho nàng thất vọng là ánh mắt Tiêu Phàm lại bình tĩnh tới cực điểm. Cô không cần nhìn ta, chẳng lẽ cô cảm thấy ta có khối lệnh bài thì có thể làm cho ca ca cô đoạt được vị trí Huyết Lâu lâu chủ? Nếu như cô cảm thấy có thể, ta tặng lại cho cô có được không? Tiêu Phàm nhún vai, lơ đễnh nói. Thuộc hạ không dám, Huyết Yêu Nhiêu vội vàng quỳ một chân xuống đất. Được rồi, nữ hài tử nhà ngươi, làm sao lại ưa thích quỳ đến thế? Về sau ngươi không được quỳ, không cho phép quỳ. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói, hắn đối Huyết Yêu Nhiêu có chút vừa mắt. Tu La Điện bị phá hủy ngàn năm, cho dù dư uy vẫn còn nhưng đoán chừng sẽ có rất ít người chân chính để ở trong lòng. Nói câu không dễ nghe, cho dù Tiêu Phàm hắn thông cáo thiên hạ hắn là Tu La Điện điện chủ, lại có mấy người tin đây. Không có thực lực tuyệt đối, Tu La lệnh cũng không đổi được mạng hắn, mà sẽ trở thành tấm phù đoạt sinh mạng hắn. Huyết Yêu Nhiêu trước tiên không xuất thủ ứng phó bản thân, cướp đoạt Tu La lệnh, ngược lại rất có lễ với mình, chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Phàm đã cảm thấy nàng thập phần không tồi rồi. Vâng, thiếu chủ, Huyết Yêu Nhiêu gật đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm không có một chút quan tâm, nàng cũng buông lỏng một hơi, thân làm người Huyết Lâu, nàng chỉ nghe qua Tu La điện chủ đều là tuyệt thế sát thần giết người không chớp mắt. Cũng không còn sớm, cô trở về trước đi, ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. Buổi trưa còn muốn đi tham gia đấu giá hội,
Tiểu Kim, chúng ta đi. Tiêu Phàm khoát tay, trong lòng hắn còn đang băn khoăn về luyện dược đỉnh. Lần này, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục để ý Huyết Yêu Nhiêu, trực tiếp mang theo Tiểu Kim chân dùng đạp tuyết vô ngân hướng về Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Tu La lệnh xuất hiện, Tu La Điện nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Thanh kiếm trong tay thiếu chủ chẳng lẽ chính là Tu La kiếm trong truyền thuyết. Huyết Yêu Nhiêu hít sâu một cái, trong mắt đại phóng tinh quang, lập tức cười nói, Lăng Vân Thương hội đấu giá hội sao? Vừa vặn ngày mai ta cũng đi nhìn xem. Ngay sau đó, Huyết Yêu Nhiêu cũng biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Đêm đó, Tiêu Phàm không ngủ được, hắn đột nhiên cảm thấy không có Tuyết Lâu tập sát cũng là một sự kiện thập phần tốt. Thế nhưng Tiêu Phàm lại đang rầu rĩ một vấn đề, chính là Tu La lệnh bị bại lộ. Nếu như Huyết Yêu Nhiêu đem việc này nói ra ngoài, bản thân nhất định sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, bởi vì Tu La lệnh xuất hiện mới cứu hắn một mạng, một khi nhiệm vụ lần này Tuyết Lâu thất bại, có khả năng rất lớn phái ra sát thủ chiến vương để giết mình. Tiêu Phàm mặc dù tự thấy thực lực bất phàm, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ, tu sĩ cùng giai hắn có thể không để vào mắt, nhưng tuyệt đối không bao gồm cường giả chiến vương cảnh. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim tùy tiện ăn một chút đồ liền rời khỏi khách sạn, chuẩn bị hướng Lăng Vân Thương hội tham gia đấu giá hội. Thế nhưng vừa ra cửa liền nhìn thấy rất nhiều người ngăn ở cửa khách sạn. Đây không phải thiên tài luyện dược sư Tần Mộng Điệp sao? Nàng ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là đang chờ người? Quả nhiên không hổ là thần nữ Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, có thể so sánh cùng Tuyết Lung Giác quận chúa. Ngươi không biết hai người này hiện tại là Tuyết Nguyệt Song Kiều, không biết có bao nhiêu người hàng đêm khổ tư đâu. Tiêu Phàm đẩy cửa chuẩn bị gạt mở đám người đó ra. Lập tức nghe được tiếng nghị luận của mọi người. Phóng tầm mắt nhìn tới liền thấy sắc mặt Tần Mộng Điệp ửng đỏ đang đứng ở đó. Tần Mộng Điệp lúc này như thiên chi kiêu nữ, xác thực nên có loại đãi ngộ này. Vô luận đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm, như tồn tại chúng tinh phùng nguyệt. Tần Mộng Điệp, người ở chỗ này làm gì? Tiêu Phàm ngẫm lại, vẫn cảm thấy nên cùng với nàng chào hỏi. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn biết Tần Mộng Điệp hay sao? Cách chào hỏi cũng quá thấp kém đi. Đám người xem thường nhìn Tiêu Phàm. Có ít người nhận ra Tiêu Phàm, vội vàng lui mấy bước về phía sau, tên sát thần này đến Chu Văn Bác cũng dám phế, thậm chí dám khiêu khích quyền uy của Tuyết Ngọc Long. Tiêu Phàm, đi theo ta. Tần Mộng Điệp nhìn thấy Tiêu Phàm, đôi mắt đẹp lóe lên, sau đó nghiêm nghị nói. Cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, nàng đã nắm tay Tiêu Phàm hướng về nơi xa chạy tới. Ngây ngốc ở chỗ này thời gian một nén nhang, nàng phảng phất qua như bị giày vò một năm. Ta khinh, Tần Mộng Điệp sẽ không thực sự là đang chờ người kia chứ? Hừ, cái này còn phải nói sao? Người gặp qua Tần Mộng Điệp dắt tay người nào chưa? Đáng tiếc, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, thật là cải trắng để cho heo gặm. Nữ thần của ta tên tiểu bạch kiểm kia là ai? Dám cướp nữ thần của ta muốn cùng hắn quyết đấu. Liều mạng. Hắn chính là người phế Chu Văn Bác, Tiêu Phàm. Đám người giận dữ vô cùng, rất nhiều người nằm mơ đều mơ ước cùng Tần Mộng Điệp ngồi uống chút trà, nói chuyện lý tưởng nhân sinh, bây giờ biết rõ hoa đã có chủ, lập tức bi phẫn vô cùng. Càng có người muốn cùng Tiêu Phàm quyết đấu, chỉ là khi biết rõ đại danh của Tiêu Phàm, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người lập tức lặng yên rời đi. Ta nói Tần Mộng Điệp này, người cấp bách làm gì? Tiêu Phàm dừng thân hình. Rốt cục cũng không có người nào. Tần Mộng Điệp khẩn trương nhìn bốn phía, không thấy bóng người, rốt cục buông lỏng một hơi, ngẫu nhiên nhìn hằm hằm Tiêu Phàm nói, đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi, gia gia của ta cũng sẽ không để cho ta tới đón ngươi. Cũng không phải ta muốn ngươi tới, hiện tại là ngươi lôi kéo ta tới mà. Tiêu Phàm nhún vai, một mặt bộ dáng không quan tâm. Ngươi, Tần Mộng Điệp còn muốn phản bác, lại phát hiện tay mình đang nắm lấy tay Tiêu Phàm. Quả thực là một câu cũng nói không được, vội vàng hất cánh tay Tiêu Phàm ra, sắc mặt giống như táo đỏ tươi non ướt át, hồi lâu mới xuất ra một câu, là ngươi nắm tay ta. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ, lộ ra thần sắc khó chịu, giống như lại nói, nếu như không phải ngươi túm lấy Tiêu Phàm, ta cần phải chạy theo nhanh như vậy sao? Ha ha, Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dáng Tiểu Kim liền cười ha ha một tiếng, trực tiếp hướng Lăng Vân Thương hội đi đến. Tần Mộng Điệp nghiến răng nghiến lợi đi theo phía sau.
Thời điểm hắn đến, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng vào sàn bán đấu giá. Tại cửa ra vào, Tần Mặc đã chờ đợi lâu, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm cùng tôn nữ Tần Mộng Điệp cùng đi đến, trên mặt lập tức tươi cười như hoa. Tiêu Phàm, người tới thật đúng lúc, chỉ còn thời gian nửa nén hương đấu giá hội sẽ bắt đầu. Tần Mặc cười nói, thỉnh thoảng đánh giá Tiêu Phàm và Tần Mộng Điệp, tựa như luôn cảm giác hai người đã phát sinh chút gì. Đi vào trước đi. Tiêu Phàm ngược lại như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có Tần Mặc dẫn đầu rất nhanh liền đi tới đại sảnh của Lăng Vân Thương Hội. Ánh mắt Tiêu Phàm thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, nơi này đề phòng xâm nghiêm, trong đó vậy mà không hề thiếu chiến tông cảnh cường giả duy trì trật tự. Xem ra buổi đấu giá này thật đúng là không đơn giản. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm hít sâu một hơi, đột nhiên hắn cảm giác thật giống như bị độc xà nhìn chằm chằm. Hắn liền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Tiêu Phàm nắm giữ U Linh Chiến Hồn, linh giác nhạy cảm tới cực điểm, có thể trong nháy mắt âm thầm phát hiện nguy hiểm, bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng tránh thoát hai lần ám sát của Tuyết Lâu. Quay người nhìn lại, phát hiện từng đôi con người băng lãnh đang theo dõi hắn, Tuyết Ngọc Long, Vũ Thừa Quân hai người này hắn tự hiểu. Chỉ là ngoài ra còn có thêm mấy người Tiêu Phàm căn bản là không biết. Nhưng nhìn về phía ánh mắt của hắn lại tràn ngập cừu thị, cái này khiến Tiêu Phàm có chút khó chịu. Thanh niên mặc chiến bào màu xanh, tên là Trần Phong, xếp thứ 8 Hoàng Thành Thập Tú, kẻ mặc trường bào màu vàng óng, đầu đội lông công quan tên là Bách Lý Văn Phong, xếp hạng thứ 9 Hoàng Thành Thập Tú. Thanh niên mặc áo đen ngạo khí trùng thiên, tên là Bách Lý Cuồng Phong, xếp hạng thứ 5 Hoàng Thành Thập Tú, người này rất cuồng ngạo, chiến lực xa không ai có thể so sánh. Tần Mặc nhẹ giọng giới thiệu nói đến Bách Lý Cuồng Phong còn cố ý nhắc nhở Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lúc ánh mắt đảo qua Bách Lý Cuồng Phong, cảm nhận được sự lạnh lùng và cao ngạo trong mắt đối phương, toàn thân tràn ngập một loại lăng lệ chi khí. Bất quá Tiêu Phàm lại không để ở trong lòng, xếp hạng thứ 2 Hoàng Thành Thập Tú Ảnh Phong, hắn cũng từng giao thủ qua không rơi vào thế hạ phong, huống chi Bách Lý Cuồng Phong này. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị hướng bên khác đi, đằng sau liền truyền đến một đạo âm thanh nồng đậm sát ý. Tiêu Phàm chậm rãi quay người, nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi người đều lộ ra một cỗ kiếm thế lăng lệ, ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt rơi vào người hai nữ tử, trêu ghẹo nói tam dạ, thất dạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Sắc quỷ, Tần Mộng Điệp bĩu môi, phẫn hận nhìn Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm căn bản coi như không nghe được. Tâm tư hắn đều rơi vào kiếm vương triều, hồn lực đảo qua đám người kiếm vương triều, trong lòng hơi khẽ trầm xuống một cái, quả nhiên như Quách lão quỷ nói, thất giả cũng không phải là người mạnh nhất kiếm vương triều. Tiêu Phàm, hôm nay ta tìm ngươi chỉ vì muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có đại biểu đại yến học viện xuất chiến trong học viện thi đấu hay không? Ánh mắt thất giả băng lãnh đảo qua Tiêu Phàm, nhiều lần thua trong tay Tiêu Phàm, nàng sớm đã hận Tiêu Phàm đến thấu xương. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, lười nhác cùng nàng so đo. Ngươi nếu có gan xuất hiện ở học viện thi đấu, chúng ta tất sẽ lấy mạng chó của ngươi. Thất giả còn chưa mở miệng, thanh niên áo bào trắng bên cạnh nàng đột nhiên tiến lên một bước, sát khí nặng nề nói. Ngươi lặp lại lần nữa, to hơn một tí, Tiêu Phàm thanh âm bỗng biến băng lạnh, lộ ra một cỗ cường đại sát khí. Hừ, cầu tạp trùng. Ngươi cho rằng có thể dọa ta sao? Thanh niên áo bào trắng giữ tợn cười một tiếng. Ba, một tiếng vang giòn vang lên trong hư không, ngay sau đó một đạo bóng người màu trắng bay ngược ra, hóa thành một vệt sáng ra cửa Lăng Tiêu Thương Hội, đập ầm ầm trên đường cái. Đám người kia bị một trận kinh hãi, đây là hạng thực lực gì, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng đã thấy người kiếm vương triều bay ra ngoài. Người kia dù sao cũng là chiến tông trung kỳ đi. Hồi lâu mọi người ánh mắt lúc này mới chuyển hướng tới Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm không động, nói, người của kiếm vương triều thật đúng là có xương cốt không bình thường. Hỗn trướng, người muốn chết, những người khác trong kiếm vương triều nghe vậy, phẫn hận nhìn Tiêu Phàm, chuẩn bị sẵn tư thế chờ xuất thủ. Ai dám làm càn tại phòng đấu giá? Đột nhiên, một tiếng gầm truyền đến, mấy đạo thân ảnh cường đại xuất hiện ở giữa trận, mấy người ăn mặc chiến giáp hiển nhiên là hộ vệ Lăng Vân Thương Hội. Người kiếm vương triều mặc dù bưu hãn nhưng kính không dám tùy tiện đắc tội người của Lăng Vân Thương Hội, bất quá lại nuốt không trôi cái tình huống kia.
Lúc này, kiếm vương triều nam tử trung niên dẫn đội Thôi Thu đi tới, chỉ Tiêu Phàm nói, người này tại Lăng Vân Thương hội tự tiện trọng thương người khác, xin mời các vị hộ pháp chủ trì công đạo. Có đúng không? Hộ vệ Lăng Vân Thương hội trong giọng nói lộ ra một tia lăng lệ. Chính là hắn đánh ta, tổn thương trên mặt ta đây chính là chứng cứ. Đúng lúc này, tên bị Tiêu Phàm đập bay ra ngoài chạy vào, ánh mắt băng lãnh phẫn hận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm không biết chết bao nhiêu lần. Người của Kiếm Vương Triều cũng cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, lần này xem ngươi chết như thế nào, tại Lăng Vân Thương hội đấu giá hội xuất thủ, trừng phạt có thể nhẹ sao? Tiêu Phàm cũng cau mày một cái, hắn ngược lại không biết đấu giá hội còn có quy củ này. Ngươi từ bên ngoài chạy vào, để cho ta thay ngươi chủ trì công đạo. Ngươi làm như ta mắt mù sao? Đột nhiên, hộ vệ lạnh lùng trừng thanh niên áo bào trắng, một cỗ sát khí bắn ra. Lời vừa nói ra, tất cả đám người mắt đều trợn tròn, người Kiếm Vương Triều ngây ra như phỗng, Tiêu Phàm cũng kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không tin những hộ vệ này không thấy được sự tình, cái này rõ ràng là đang thiên vị Tiêu Phàm. Vừa rồi thực sự là hắn đã thương ta. Thần sắc thanh niên áo bào trắng sốt ruột, đắc tội Lăng Vân Thương hội không có kết cục tốt, trong lúc nhất thời, thanh niên áo bào trắng đành phải đem tất cả phẫn nộ chuyển tới trên người Tiêu Phàm, hướng về phía Tiêu Phàm giận dữ hét tiểu tử, có gan ngươi lại đánh ta đi. Đánh ta đi, không dám thì ngươi là chính là thứ hèn nhát, vừa nói, thanh niên áo bào trắng trực tiếp đem mặt tiến tới. Ba, lần này, thanh âm so với lúc trước còn muốn vang dội hơn. Trong miệng thanh niên áo bào trắng phun ra mấy cái răng, miệng phun máu tươi, lần nữa lại bay ra đại môn rơi trên đường cái trượt ra mười mấy mét mới dừng lại, có thể thấy một kích này vô cùng bá đạo. Ngươi, người của Kiếm Vương Triều phẫn nộ tới cực điểm. Đám người cũng là một trận kinh ngạc, Tiêu Phàm thật dám hạ thủ, một tát này đoán chừng muốn nửa cái mạng của người kia rồi, hơn nữa còn dưới mắt hộ pháp Lăng Vân Thương hội. Lần này các ngươi nhìn đi, là hắn. Hắn tại Lăng Vân Thương hội hãm hại ta, Lăng Vân Thương hội các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Thanh niên áo bào trắng phẫn hận chạy tới, nửa bên mặt đã sưng thành đầu heo, bởi vì rơi mấy cái răng, nói chuyện có chút hở. Đám người Tuyết Ngọc Long tất cả đều cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, lần này xem còn có ai ủng hộ Tiêu Phàm ngươi. Mấy tên hộ vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Chỉ có Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Nói ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ai hèn như vậy, vậy mà đưa ra loại yêu cầu biến thái này, loại yêu cầu này mặc dù rất cổ quái, bất quá ta hay giúp người làm niềm vui, dù sao không đánh cũng không được. Phốc phốc, Tần Mộng Điệp trực tiếp nhìn không được bật cười, tu sĩ xung quanh cũng có chút buồn cười, bất quá vẫn là cưỡng ép nín cười. Vừa rồi chúng ta đều chính tai nghe được, là hắn muốn người đánh hắn, việc này Lăng Vân Thương hội ta quản không được. Hộ vệ kia nghĩa chính ngôn từ nói, về sau có loại đam mê này, không nên lựa chọn Lăng Vân Thương hội, để tránh hư hao đồ vật của Lăng Vân Thương hội, lần này liền không bắt ngươi nộp phí sân bãi. Không thu phí sân bãi. Nghe nói thế, Tiêu Phàm đều kém chút phun ra một ngụm lão huyết, hộ vệ này nói chuyện thật đúng là không phải người bình thường có thể nghe được. Ta, phốc, thanh niên áo bào trắng còn muốn giải thích cái gì? Đột nhiên nhịn không được phun ra một ngụm máu, trực tiếp hôn mê. Đường đường chiến tông cảnh trung kỳ lại bị Tiêu Phàm làm cho nhục nhã ngay trước mặt nhiều người như vậy, hôn mê vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất. Người của Kiếm Vương Triều thực sự là tính cách quái dị, cũng tốt, hôm nay ta cao hứng, còn ai có yêu cầu này, cùng nhau nói ra. Ta từng cái tác thành cho hắn. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, hắn lại là không có ý định tùy tiện buông tha đám người Kiếm Vương Triều này. Người Kiếm Vương Triều nghe thấy Tiêu Phàm nói liền vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Tiêu Phàm này quá âm hiểm, bọn hắn sao có thể trở thành tên thanh niên áo trắng thứ hai cơ chứ? Hừ, Thôi Thu hừ lạnh một tiếng, ngăn khuất trước người đám người Kiếm Vương Triều, nhìn Tiêu Phàm nói, hôm nay nơi này có người che chở ngươi, ngươi có thể phách lối, đến ngày học viện thi đấu sẽ không còn ai bảo vệ được ngươi đâu. Cái gì học viện thi đấu, ta đâu nói muốn tham gia. Tiêu Phàm nói ra một câu không khỏi khiến Thôi Thu tức muốn thổ huyết. Tiêu Phàm thực sự là khó chơi. Thôi Thu một quyền tựa như đánh vào bông, căn bản là không có cảm giác. Tiêu Phàm ngươi nếu không tham gia học viện thi đấu thì hôm nay đừng nghĩ sẽ lấy được kiện vật phẩm nào. Thất Dạ nghiêm nghị nói,
Nguyện ý phụng bồi, Tiêu Phàm nhàn nhạt thốt ra một câu, trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh thường. Lão Tam, ngươi làm sao lại tới muộn như vậy, xem ra ta bỏ lỡ cái gì rồi à? Đột nhiên, bàn tử ôm Niệm Niệm từ bên trong đấu giá hội đi tới, bên cạnh còn có Tuyết Lung Giác. Ca ca, ôm ôm. Niệm Niệm đưa hai tay ra, nhào vào trong ngực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm yêu chiều ôm Niệm Niệm, cảm thụ được ánh mắt băng lãnh bốn phía, trong lòng bất giác hơi lạnh. Những người này đối hắn như thế nào cũng không sợ, hắn sợ là Niệm Niệm sẽ gặp nguy hiểm. Ngọc Hiên huynh đã sớm chuẩn bị xong phòng nghỉ, đã chờ lâu rồi. Bàn tử cười nói, a, à, Tần Lão, Tần Mộng Điệp, các ngươi cũng ở đây, nếu không cùng đi đi. Tần Mặc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, cứ theo ý ngươi, ta cũng đã đặt trước một nhã gian bên kia. Vậy cùng ngồi một chỗ đi. Tiêu Phàm cười cười, ngồi ở đâu cũng không quan trọng, hắn chỉ hy vọng có thể đấu giá được luyện dược đỉnh. Mấy người dưới sự hướng dẫn của bàn tử và Tuyết Lung Giác rất nhanh liền đi tới vị trí nhã gian của Tuyết Ngọc Hiên. Nhã gian coi như rộng rãi, có thể chứa được mười mấy người. Tiêu Phàm liếc xuyên qua cửa sổ qua một cái. Phía dưới chính là phòng đấu giá rộng lớn đủ dung nạp được 1-2 ngàn người, phòng đấu giá lớn như thế hắn lần thứ nhất thấy được, trong nội tâm hơi có chút rung động. Nhã gian mặc dù rộng rãi nhưng cũng không phải là hoàn toàn bị đóng kín. Trong một lầu có thể nhìn vào bóng người ở bên dưới, vị trí của Tiêu Phàm bọn hắn chính là lầu 3. Cách không xa chính là vị trí gian phòng của Tuyết Ngọc Long và Vũ Thừa Quân, mà Trần gia Trần Phong, Bách gia Bách Lý Văn Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong đều đặt trước cho mình một nhã gian. Một bên khác, Tiêu Phàm nhìn thấy Bạch Vũ cũng đồng thời nhìn thấy Tiêu Phàm, hơi hơi gật đầu ra hiệu. Huyết Yêu Nhiêu, Ảnh Phong, đột nhiên thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại. Hai tên gia hỏa này làm sao cũng tới. Thời khắc Tiêu Phàm nhìn sang, trên mặt Huyết Yêu Nhiêu lộ ra vẻ sán lạn, giống như một đóa huyết mân côi nở rộ, còn Ảnh Phong chỉ nhàn nhạt gật đầu. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào trên người một thanh niên. Thanh niên nam tử mặc chiến bào màu trắng, anh tuấn phi phàm, bá khí vô cùng, trên người xuyên suốt ra một cỗ phong phạm vương giả. Hắn mắt sáng như đuốc, hai mắt bắn ra khí thế ác liệt. Dường như thần kiếm nội uẩn vô tận. Hắn tựa như phát hiện ra ánh mắt của Tiêu Phàm, chuyển hướng nhàn nhạt nhìn một chút. Người kia chính là Lâu Gia Lâu Ngạo Thiên. Tuyết Ngọc Hiên bên cạnh hít sâu nói, bên trong Hoàng Thành Thập Tú, cũng chỉ có Lâu Ngạo Thiên là nhìn không thấu. Có người nghe đồn Lâu Ngạo Thiên đã đột phá đến chiến vương cảnh, chỉ là không biết thực hư như thế nào. Cùng một thế hệ, cơ hồ không ai có thể làm cho hắn xuất thủ. Tiêu Phàm gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được ngạo khí cùng cường thế của Lâu Ngạo Thiên, hiện tại hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâu Ngạo Thiên. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, phàm là bất kỳ ai gây nhiễu loạn trong quá trình đấu liền bị trục xuất ra khỏi đấu giá hội. Một đạo âm thanh vang u lãnh mà bá khí vang vọng trong đấu giá hội, trong nháy mắt tất cả đều trở lên yên tĩnh. Chính giữa phòng đấu giá, bên trên bình đài đột ngột xuất hiện một lão giả mặc hắc bào. Ánh mắt lão giả rất bình tĩnh. Khí thế chiến vương cảnh không chút nghi ngờ. Ngay sau đó, dưới vô số ánh mắt chăm chú, một nữ tử mặc váy bó sát chậm rãi đi đến bàn đấu giá. Váy ngắn bó sát, tư thế gần như hoàn mỹ hiển lộ ra, lập tức khiến ánh mắt vô số tu sĩ trong phòng đấu giá nổi lên những tia sáng khác thường. Là Lý Vũ Phỉ, Tuyết Nguyệt Hoàng Thành phân hội Lăng Vân Thương hội đấu giá sư. Nữ thần của ta, rốt cục cũng xuất hiện lần nữa. Cuộc bán đấu giá này không đơn giản, khiến Lý Vũ Phỉ tự mình chủ trì đoán chừng sẽ có bảo bối xuất hiện. Nghe nói có 3 kiện vật phẩm thần bí, rất có thể là lục phẩm dược dịch, cường giả động phủ, bảo tàng địa đồ. Lý Vũ Phỉ chủ trì tất nhiên có thể đấu giá cao hơn. Ánh mắt đám người đầy lửa nóng nhìn Lý Vũ Phỉ, trong lòng đối với đấu giá hội lần này cũng càng thêm mong đợi. Dựa theo kinh nghiệm của giới đấu giá hội lần trước, phàm là Lý Vũ Phỉ chủ trì đấu giá hội đều sẽ có bảo bối cực kỳ chân quý. Vì để đền đáp tín nhiệm của mọi người đối với Lăng Vân Thương hội, đấu giá hội hết thảy gom góp được 128 vật phẩm đấu giá, vô luận chất lượng hay là số lượng đều hơn trước kia. Hy vọng các vị đang ngồi ở đây đều có thể lấy được đồ vật mà bản thân muốn, hiện tại, mời xem kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất. Lý Vũ Phỉ cười nhạt một tiếng. Lời nói vừa dứt. Sau lưng bình đài đột nhiên thêm một hộp dài màu đen, Lý Vũ Phỉ chậm rãi đi đến hộp bên cạnh,
nhẹ nhàng mở ra. Đột nhiên từng đạo kim sắc quang mang từ bên trong hộp bắn ra. Bốn phía hư không kim quang chiếu rọi, toàn bộ bàn đấu giá đều chiếu kim bích huy hoàng. Trong mắt tu sĩ lóe lên vẻ cực nóng, đồ vật trong này tuyệt đối không hề đơn giản. Đây là kim thiền hồn xí, là do lục phẩm chú tạo sư dùng cánh song dược kim thiền cùng xương cốt rèn đúc mà thành. Tu sĩ chiến tông cảnh sử dụng kim thiền hồn xí có thể ngự không phi hành. Hồn lực tiêu hao cực nhỏ, chiến tông cảnh đỉnh phong thi triển kim thiền hồn xí có thể cùng chiến vương sơ kỳ phân cao thấp. Lý Vũ Phỉ cầm một đôi kim sắc cốt vũ nói ra, nụ cười quyến rũ động lòng người. T, đám người nghe vậy liền hít vào ngụm khí lạnh, có thể ngự không phi hành, đây là thứ tất cả chiến tông cảnh cùng tu sĩ cảnh giới phía dưới thiết tha muốn có. Đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, nếu như trong chiến đấu có thời gian dài phi hành thì cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Chẳng ai ngờ rằng đấu giá hội vừa mới bắt đầu, Lăng Vân Thương hội liền lấy ra cực phẩm bậc này, nếu như là ở bên ngoài đoán chừng sẽ phải tranh đấu đến máu chảy thành sông. Kim thiền hồn xí, thực sự là kiện cực phẩm hồn binh. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong mắt cũng lóe qua một tia khát vọng nồng đậm, nếu có kim thiền hồn xí, hắn cũng có thêm thủ đoạn chạy trốn. Ngũ phẩm hồn binh kim thiền hồn xí, bắt đầu 50.000 trung phẩm hồn thạch. Theo thanh âm Lý Vũ Phỉ vang lên, tu sĩ phía dưới trong nháy mắt đều điên cuồng lên, 50.000 trung phẩm hồn thạch, tương đương với 500 vạn hạ phẩm hồn thạch, giá cả cũng không tính là quá đắt, kim thiền hồn xí có cái giá này tuyệt đối là bình thường. 60.000, 70.000, 75.000, kim thiền hồn xí nhanh chóng tăng giá, trong lúc nhất thời không có xu thế dừng lại, đối với tu sĩ chiến tông cảnh mà nói, đây tuyệt đối là một kiện hồn binh. Lăng Vân Thương hội thực sự sử dụng công phu sư tử ngoạm, theo ta thấy, hồn binh này tối đa cũng chỉ đáng giá 3 vạn mà thôi. Gặp Tiêu Phàm chuẩn bị kêu giá, bàn tử đột nhiên nói ra. Hả? Đầu tiên, song dực kim thiền chỉ là ngũ phẩm hồn thú, cho dù là hồn tinh ngũ phẩm hồn thú đỉnh phong cũng chỉ có giá 10.000 trung phẩm hồn thạch, thi thể nhiều nhất 8.000 trung phẩm hồn thạch. Cái này tính toán đâu ra 50.000 trung phẩm hồn thạch. Bàn tử cẩn thận phân tích. Chỉ một thoáng, ánh mắt Tuyết Lung Giác, Tuyết Ngọc Long, Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp tất cả đều rơi vào người bàn tử. Bàn tử thập phần bình tĩnh, tiếp tục nói kim thiền hồn xí chỉ là hồn binh ngũ phẩm trung giai, phí chế tạo cộng lại vào khoảng 20.000 trung phẩm hồn thạch, nói 3 vạn vẫn là nhiều. Khó trách bàn tử khinh thường như thế, giá khởi điểm 50.000 trung phẩm hồn thạch đúng là cao. Không thể nói như vậy, vật hiếm thì quý. Đầu tiên, song dực kim thiền thập phần hy hữu, muốn có được xương cánh hoàn chỉnh của kim thiền là thập phần gian nan, 50.000 trung phẩm hồn thạch xác thực không tính là gì, theo ta thấy, 10 vạn cũng không tính là nhiều. Tiêu Phàm lắc đầu nói, hắn chuẩn bị nhấc tay kêu giá. Nếu như ngươi tìm được vật liệu, ta có thể đúc tạo ra. Bàn tử cười ha hả nói, cười thập phần biến thái. Bàn tử, ngươi là ngũ phẩm chú tạo sư. Tuyết Lung Giác kinh ngạc nhìn bàn tử nói, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Nghe được bàn tử nói, Tiêu Phàm tay lại rút về, trong mắt cũng lóe qua một tia ngoài ý muốn. Bất quá hắn biết rõ bàn tử không nói dối, tên gia hỏa này không nghĩ tới đã có thể đúc tạo ra ngũ phẩm hồn binh. Phía dưới phòng đấu giá, mấy ánh mắt nhìn thấy trong gian phòng trang nhã Tiêu Phàm vừa mới giơ tay phải lên, nhưng lại buông xuống, trong mắt lập tức lóe qua một tia khinh thường. Xem ra Tiêu Phàm cũng có thời điểm sợ hãi, chúng ta liền không để cho hắn đạt được. Âm thanh Thất Dạ lạnh lùng nói. Hừ, dám vỗ nhục kiếm vương triều, đấu giá hội này, hắn đừng mong có được bất luận vật phẩm đấu giá nào. Một người thanh niên khác lạnh băng nói. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, sắc mặt nhất định sẽ co lại, kiếm vương triều thật đúng là tự luyến không phải bình thường. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm căn bản không đem kiếm vương triều để ở trong lòng. 10 vạn, một đạo thanh âm vang lên, ánh mắt đám người không hẹn mà cùng chuyển hướng đến vị trí Huyết Yêu Nhiêu trong lâu các. Nguyên bản có ít người còn muốn dùng ánh mắt khiêu khích, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy ảnh phong liền không khỏi run run, vội vàng ngậm miệng không nói. 10 vạn trung phẩm hồn thạch, giá cả không tính quá cao, nhưng lại tuyệt đối không thấp, mọi người không muốn đắc tội với ảnh phong nên đành phải đem cái cực phẩm nhỏ này tặng cho ảnh phong. Đây chỉ là kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất, đám người cũng không để ở trong lòng, có thể đến Lăng Vân Thương hội tham gia đấu giá hội,
không phú thì quý. Ngũ phẩm hồn binh còn chưa khiến bọn họ lưu tâm, họ cũng không nguyện ý vì một kiện ngũ phẩm hồn binh đắc tội người kia. Huống chi đằng sau còn 127 kiện vật phẩm đấu giá, kim thiền hồn xí chỉ tính là cấp độ bảo bối trung đẳng. Tiếp theo một lần đấu giá tầm 10 loại bảo bối, có ngũ phẩm chiến kỹ, có lục phẩm vương dược, cũng có quáng thạch hy hữu, không thể không nói, Lăng Vân Thương hội thật đúng là không phải giàu có bình thường. Mặt khác, do đấu giá sư Lý Vũ Phỉ khống chế, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều vượt qua gấp đôi giá cả dự đoán. Khó trách Lăng Vân Thương hội lại để cho Lý Vũ Phỉ chủ trì đấu giá hội. Kiếm Vương Triều nhìn thấy Tiêu Phàm không xuất thủ, bọn hắn đều cười lạnh, thầm nghĩ Tiêu Phàm bị bọn hắn dọa sợ. Tiếp theo là kiện vật phẩm này, rất thần bí, cũng rất kỳ lạ, nguyên bản ta muốn lưu lại, nhưng lại sợ làm hư quy củ, cuối cùng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, lấy ra đấu giá. Lý Vũ Phỉ lộ ra vẻ đau lòng, trên bình đài bên cạnh nàng trưng bày một hộp óng ánh trong suốt. Trong hộp có một quả hạt châu ánh tím lóng lánh, hạt châu không lớn, chỉ như một con mắt, nhưng lại óng ánh trong suốt, huỳnh quang điểm điểm như vô số sao trời tô điểm trong đó. Thật xinh đẹp. Tuyết Lung Giác ôm Niệm Niệm đứng ở bên cạnh bệ cửa sổ, vừa hay nhìn thấy hạt châu màu tím, hai mắt Niệm Niệm nhìn không dứt. Ta còn chưa có đưa lễ vật gặp mặt Niệm Niệm đây, hạt châu này liền mua xuống đưa cho Niệm Niệm vậy. Tuyết Ngọc Hiên cười nhạt một tiếng. Tiêu Phàm không nói, mặc dù hắn biết rõ quả hạt châu này có giá trị không nhỏ, nhưng không có phản đối, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, Tuyết Ngọc Hiên là phát ra từ nội tâm, thập phần thành khẩn, không phải đơn giản muốn nịnh nọt mình. Hạt châu này được chúng ta mệnh danh là Tử Thần Châu, giá trị không thua ngũ phẩm hồn binh, giá khởi điểm, 60.000 trung phẩm hồn thạch. Lý Vũ Phỉ cười tủm tỉm nói. 60.000, 65.000. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao báo giá cả, cái khỏa hạt châu này trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt nữ tu sĩ, cho dù Lý Vũ Phỉ cũng đều lộ ra thần sắc không muốn đấu giá. Hạt châu này thực sự thật xinh đẹp. 150.000, nhìn thấy giá cả đang không ngừng lên cao, Tuyết Ngọc Hiên trực tiếp báo giá. 150.000 báo giá, khiến hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, rất nhiều người nhìn vị trí gian phòng Tiêu Phàm, muốn nhìn rõ ràng bên trong là ai. Là Tiêu Phàm, Kiếm Vương Triều nhất thời kích động lên. 160.000, thất giả không chút do dự báo giá, bọn hắn đã âm thầm thề không cho Tiêu Phàm có được một kiện vật phẩm, đây chỉ mới vừa bắt đầu. 180.000, Tuyết Ngọc Hiên hơi hơi cau mày một cái, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, trừ Tuyết Ngọc Long còn có ai dám cố ý nâng lên nữa. 190.000, nhưng âm thanh chưa kịp dứt, lại một đạo thanh âm vang lên. Đồng dạng là người Kiếm Vương Triều. Ngọc Hiên huynh, thôi, một kiện đồ chơi mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, hắn tự nhiên biết là ai đang ra giá, trừ người của Kiếm Vương Triều thì không ai dám cố ý làm khó dễ hắn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tuyết Ngọc Hiên khoát tay, thần sắc thập phần kiên quyết đi đến bệ cửa sổ bên cạnh, thản nhiên nói, 20 vạn. 20. Kiếm Vương Triều cười ha ha một tiếng, vừa định tiếp tục nâng giá nhưng mà, bọn hắn nhìn thấy đứng ở bệ cửa sổ kia là Tuyết Ngọc Hiên, lời nói trực tiếp nuốt vào, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. M sao nó, không phải Tiêu Phàm đang ra giá sao? Làm sao đột nhiên biến thành bát hoàng tử Tuyết Ngọc Hiên? Kiếm Vương Triều mặc dù cường đại nhưng cũng không dám cùng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều va chạm chính diện, bằng không những năm gần đây Kiếm Vương Triều đã sớm quật khởi. Đâu phải chịu ủy khuất dưới người. Ánh mắt Kiếm Vương Triều quét về phía bên trong nhã gian, phát hiện Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn. Vẻ mặt này khiến đám Kiếm Vương Triều không khỏi rùng mình. Bọn hắn đột nhiên có chút hối hận, cứ như vậy bị Tiêu Phàm hãm hại đều không biết. 20 vạn lần thứ nhất, còn có giá cao hơn không? Thần sắc Lý Vũ Phỉ bất động, tiếp tục nói. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tuyết Ngọc Hiên dù sao cũng là một trong hai đại hoàng tử xuất sắc nhất Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, cũng là hoàng thành thập tú bài danh đệ tứ cường giả, có ai dám khinh thị hắn. Ba lần kêu giá hoàn tất, cuối cùng Tử Thần Châu bị Tuyết Ngọc Hiên thành công lấy xuống, ánh mắt u lãnh quét về phía đám người Kiếm Vương Triều, dọa Kiếm Vương Triều sắc mặt trắng bệch. Tuyết Ngọc Hiên không tranh, không có nghĩa là hắn không nhạy bén. Lúc Tiêu Phàm lộ nét mặt, hắn liền minh bạch Tiêu Phàm cùng đám người kia có quan hệ gì. Thân làm hoàng tử,
được cái này mất cái kia, nếu như đã tin tưởng Tiêu Phàm cùng Bàn Tử, vậy hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn Tiêu Phàm. Hồi lâu, Tuyết Ngọc Hiên mới thu hồi ánh mắt, người kiếm vương triều liền buông lỏng một hơi. Trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, Tuyết Ngọc Hiên nguyên lai cũng có một mặt bá đạo sắc bén, đây là thứ mà một hoàng chủ nên có. Đấu giá hội vẫn tiếp tục, nửa đường có người đưa Tử Thần Châu tới. Tuyết Ngọc Hiên từ hồn thạch tạp lấy ra 20 vạn trung phẩm hồn thạch, lông mày đều không nhăn một cái. Niệm Niệm, tỷ tỷ thay ngươi đeo lên. Tuyết Lung Giác cầm Tử Thần Châu đeo lên cổ Niệm Niệm. Trông Niệm Niệm vốn như búp bê, giờ nhìn qua càng thêm xinh xắn lộng lẫy. Tạ ơn hoàng tử ca ca, tạ ơn quận chúa tỷ tỷ. Niệm Niệm đắc ý sờ Tử Thần Châu, vẫn không quên cảm tạ. Tuyết Ngọc Hiên cười nhạt một tiếng, xoa xoa đầu Niệm Niệm nói, chỉ cần Niệm Niệm thích là tốt rồi. A, à, hạt châu này, Bàn Tử đột nhiên ngồi xuống, hơi kinh ngạc nhìn Tử Thần Châu, các ngươi có hay không cảm giác được hạt châu này có cái gì bất phàm? Đám người nghe vậy, tất cả đều tỉ mỉ quan sát, lại là không phát hiện bất cứ dị thường nào. Thế nhưng giám định sư của Lăng Vân Thương Hội tuyệt đối sẽ không xem xét sai, hạt châu này xác thực phải có điểm riêng biệt. Tiêu Phàm phóng ra thần hồn chi lực bao phủ Tử Thần Châu, sau một khắc, điều khiến Tiêu Phàm kinh hãi là bạch thạch trong đan điền vậy mà rung động một cái, phát ra quang mang yếu ớt. Lâu như vậy đến nay, đây là lần thứ nhất bạch thạch chủ động xuất hiện dị động, chẳng lẽ hạt châu này cùng bạch thạch có quan hệ gì đó? Bạch thạch có năng lực chữa trị, biến dị. Tiêu Phàm tạm thời chỉ biết có như vậy, loại năng lực biến dị này quá mức nghịch thiên, Tử Thần Châu không thể nào làm được. Vậy cũng chỉ có chữa trị, nhưng nếu chỉ là năng lực chữa trị thì những chuyên gia giám định kia nên đã sớm giám định ra đến mới đúng. A, à, Tiêu Phàm một trận kinh ngạc, thiếu chút nữa thì kêu ra, khi hồn lực rót vào Tử Thần Châu, một cái bóng mờ đột nhiên in vào trong đầu hắn. Đó là một cây trúc to lớn bản lĩnh hết sức cao cường, toàn thân hiện lên tử sắc. Tử sắc của cây trúc sở hữu 10 tiết, phía trên có một chút đường vân quỷ dị, phóng quang mang sán lạn. Chẳng lẽ là, toàn thân Tiêu Phàm run lên, trong lòng kinh hãi không thôi, hồi lâu đều không thể bình tĩnh. Lão Tam, làm sao thế? Ngươi biết hạt châu này? Bàn Tử nhìn thấy Tiêu Phàm dị thường, nghi ngờ nói. Sắc mặt Tiêu Phàm rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu cười nói, hạt châu này là rất bất phàm, Tiêu Mỗ thiếu Ngọc Hiên huynh một cái nhân tình. Còn một câu Tiêu Phàm không nói, hắn cũng là không thể nào nói. Hạt châu này đâu chỉ bất phàm, đừng nói 20 vạn trung phẩm hồn thạch, chính là 20 vạn cực phẩm hồn thạch cũng đáng. Tiêu huynh, chỉ là một kiện lễ vật nhỏ mà thôi. Tuyết Ngọc Hiên khoát tay một cái nói, hắn biết Tiêu Phàm khẳng định nhận ra Tử Thần Châu, chỉ là không muốn nói mà thôi. Nếu Tiêu Phàm không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi đến, hắn cũng hiểu rõ đạo lý đưa đồ vật không thể thu hồi lại. Tiêu Phàm gật đầu. Trong lòng cười khổ một tiếng, nếu như Tuyết Ngọc Hiên biết rõ giá trị của Tử Thần Châu, nhất định không có khả năng bình tĩnh như vậy. Niệm Niệm, đáp ứng ca ca, nhất định phải bảo hộ khỏa hạt châu này, phải luôn luôn mang theo trên người. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói với Niệm Niệm. Niệm Niệm biết rõ, ca ca yên tâm. Niệm Niệm thập phần nhu thuận nói. Hồi lâu, tâm tình Tiêu Phàm mới bình tĩnh nhìn về phía phòng đấu giá lần nữa. Lại phát hiện đã bỏ lỡ mấy kiện vật phẩm. Bầu không khí trong phòng đấu giá vẫn như cũ thập phần tăng cao. Chính như Lý Vũ Phỉ nói, bảo bối trong giới đấu giá hội xác thực bất phàm, giá rẻ nhất đều bán được 50.000 trung phẩm hồn thạch, cũng chính là 500 vạn hạ phẩm hồn thạch. Kiện bảo bối thứ 23, tiểu đỉnh tàn khuyết, phẩm giai không biết, sau khi Lăng Vân Thương hội giám định sư kiên định, tiểu đỉnh này chỉ ít có mấy ngàn năm lịch sử. Cho dù giá trị siêu tầm cũng không kém hơn ngũ phẩm luyện dược đỉnh, giá khởi điểm 3 vạn trung phẩm hồn thạch. Trên đài đấu giá trưng bày một tôn tiểu đỉnh cao 3 thước, mặt ngoài đã có vết rỉ lốm đốm, lưu lại dấu vết tuế nguyệt dài rằng rặc. Tại phần bên ngoài tiểu đỉnh có một khe lớn, hiển nhiên là bị đứt gãy. Luyện dược đỉnh mấy ngàn năm lịch sử xác thực hiếm thấy, chỉ là đã bị tàn phá, đặt trong tay luyện dược sư không có tác dụng quá lớn. Ngược lại đối với chú tạo sư có lẽ sẽ còn có thể siêu tầm một cái, nhưng 3 vạn trung phẩm hồn thạch dùng để siêu tầm một kiện đồ bỏ đi cũng không có người nào nguyện ý. 3 vạn trung phẩm hồn thạch, đây chính là 300 vạn hạ phẩm hồn thạch,
rất nhiều tu sĩ tu luyện tới chiến tôn đỉnh phong, cho dù chiến tông cảnh cường giả thì đây cũng là cái giá không ít. Đấu giá hội lặng ngắt như tờ, ai cũng không mở miệng, hiển nhiên mọi người cũng không nguyện ý tiền tiêu uổng phí, cho dù Tần Mặc cũng lắc đầu, không cảm thấy hứng thú. Hồn lực Tiêu Phàm thẩm thấu ra, hướng về tiểu đỉnh đi vào. Hồn lực bao phủ tiểu đỉnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là lúc hắn vừa mới chuẩn bị thu hồi hồn lực, Tiêu Phàm lại run lên bần bật, bởi vì hắn phát hiện bạch thạch trong đan điền vậy mà lần nữa lại động. Lại động, Tiêu Phàm có cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tử thần châu còn tốt, Tiêu Phàm xác minh nó bất phàm, thế nhưng là cái tiểu đỉnh rõ ràng rất cũ nát thì không biết tại sao lại như thế. Bạch thạch dị động tuyệt đối không đơn giản, nếu như liều một cái, không chừng 300 vạn hạ phẩm hồn thạch đổ xuống sông xuống biển. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng. 3 tiếng đếm ngược cuối cùng, không ai ra giá, tiểu đỉnh này liền lưu lại. Lý Vũ Phỉ thở dài, nàng nguyên bản cho rằng, lấy nhân khí của nàng thì sẽ có người chịu tốn 3 vạn trung phẩm hồn thạch, nàng lúc này mới phát hiện mình đã đánh giá quá cao bản thân rồi. 3, 2, Lý Vũ Phỉ đã bắt đầu đếm ngược lên, chỉ là cách mấy đạo cuối cùng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, giơ tay phải lên nói, 3 vạn. Khách nhân nhã gian số 5 ra giá 3 vạn. Ai ngốc như thế, đỉnh bị tàn phá cũng đáng 3 vạn sao? Đám người có người giận mắng, quay đầu nhìn về phương hướng nhã gian số 5 nhìn lại, lại phát hiện Tiêu Phàm bình tĩnh đứng ở cửa sổ. Tiêu Phàm thực sự là bỏ 3 vạn trung phẩm hồn thạch mua một phá đỉnh. Nghe nói hắn là luyện dược sư, đoán chừng hắn coi phá đỉnh này còn có thể luyện dược đây. Ai chả biết rõ sau khi mua về, chính là một đống phế liệu. Rất nhiều người nhận ra Tiêu Phàm, không khỏi âm thầm lắc đầu, khe khẽ bàn luận, vẫn sợ đắc tội Tiêu Phàm. 4. Kiếm Vương Triều nhìn thấy người báo giá là Tiêu Phàm, lập tức không chút do dự muốn nâng giá. Chẳng qua là khi nghe được bốn phía nghị luận, lại vội vàng nhắm lại miệng nhưng tay hắn thì đã giơ lên. Vị Kiếm Vương Triều đạo hữu này, ra giá 40.000 đúng không? 40.000 lần thứ nhất. Lý Vũ Phỉ khuôn mặt tươi cười như hoa. Tàn phá tiểu đỉnh có thể bán đi đã vượt qua dự kiến của nàng, huống chi là 40.000 trung phẩm hồn thạch giá cả. Đám người ánh mắt lập tức như nhìn kẻ ngu dốt nhìn Kiếm Vương Triều. Sắc mặt đám người Kiếm Vương Triều đỏ bừng, hận không tìm được cái lỗ để chui vào, cái này thực sự quá mất mặt. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, thản nhiên nói, 40.100. Hai tên đần, vậy mà cũng ra giá cho phá đỉnh. Còn 40.000 trung phẩm hồn thạch, cho dù chỉ là một khối hạ phẩm hồn thạch ta cũng lười chuyển. Đám người xem thường nhìn Tiêu Phàm cùng Kiếm Vương Triều. Ánh mắt người Kiếm Vương Triều vô cùng băng lãnh, Tiêu Phàm này thực sự là phách lối. Vẻn vẹn chỉ trả nhiều hơn một khối trung phẩm hồn thạch, đây là cố ý coi khinh chúng ta sao? Cái phá đỉnh này quá đắt, ai biết rõ Tiêu Phàm có thu hay không? Nếu không lấy... Vậy lời đám người trước đó nói không cho Tiêu Phàm đấu giá được một kiện vật phẩm, đây không phải khiến bản thân mất mặt sao? Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên thủ thế, đây là trần trụi khiêu khích. Người Kiếm Vương Triều tức giận muốn thổ huyết, bọn hắn nguyên bản muốn trào phúng một phen, nào ngờ lại bị Tiêu Phàm chọc tức. Không thèm, Thất Dạ nhìn về phía đám người Kiếm Vương Triều nói. Đám người trầm mặc nghiêm lại, sắc mặt khó coi vô cùng. Nếu không lấy, nhất định sẽ thua Tiêu Phàm, hơn nữa còn vô cùng mất mặt. Nếu như lấy, bỏ ra mấy vạn trung phẩm hồn thạch mua một kiện phế liệu, cũng coi như bị mất mặt. Chỉ là một đống sắt vụn mà thôi, cho hắn vậy. Lần tiếp theo chúng ta đừng để hắn đạt được. Tam Dạ đột nhiên mở miệng nói, đám người gật đầu không tăng giá nữa. Huyết Yêu Nhiêu và Ảnh Phong đứng trong gian phòng trang nhã. Ảnh Phong hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái luyện dược đỉnh tàn phá này có gì đó bất phàm? Nếu như là người khác, ta cũng sẽ cho rằng dùng 40.000 trung phẩm hồn thạch mua tàn phá tiểu đỉnh là kẻ ngu. Nhưng Tiêu Phàm trả 40.000, ta cảm thấy tiểu đỉnh này khả năng có giá trị 40 vạn. Đôi mắt đẹp Huyết Yêu Nhiêu lóe ra, nàng đối với Tiêu Phàm có một loại tín nhiệm từ tận đáy lòng. Ảnh Phong kinh ngạc nhìn Huyết Yêu Nhiêu, gãi đầu một cái nói, Yêu Nhiêu. Người tối hôm qua trở về làm sao giống như biến thành một người khác vậy, các ngươi có phải hay không cái kia? Cút sang một bên, còn muốn gia nhập vào Huyết Lâu không? Huyết Yêu Nhiêu hung hăng trừng mắt nhìn Ảnh Phong. Ha ha, đương nhiên muốn, đừng nóng giận, ta là nói đùa, nói đùa.
Ảnh Phong vội vàng cười ha ha, nhìn thấy Tiếu Dung huyết yêu nhiêu sán lạn, chẳng biết tại sao, Ảnh Phong đột nhiên nhàn nhạt có cảm giác mất mát. Cuối cùng, thần bí tiểu đỉnh tàn phá bị Tiêu Phàm lấy 40.100 khối trung phẩm hồn thạch đổi lại. Hắn trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ tiểu đỉnh này có cái gì kỳ lạ. Rất nhanh, tiểu đỉnh liền được đưa tới, Tiêu Phàm dò xét mấy lần, tiểu đỉnh ba chân hai tai, thành hình tròn, cực kỳ nặng nề, chỉ ít mấy ngàn cân, trừ cái đó ra, cũng không phát hiện đặc thù gì. Không có việc gì, dù sao cũng không được tốt lắm. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm an ủi bản thân, đột nhiên bạch thạch trong đan điền rung động càng thêm lợi hại. Tiêu Phàm nắm lấy tiểu đỉnh lại phát hiện, dì sắt trên tiểu đỉnh vậy mà đang nhanh chóng chóc ra, trong lòng Tiêu Phàm giật mình, vội vàng đem tàn phá tiểu đỉnh thu nhập bên trong hồn giới. Ai, vốn cho là nhặt được vật tốt, lần này lỗ lớn. Tiêu Phàm cố ý thở dài, bộ dáng thập phần thất lạc. Không có việc gì, có ai chưa từng thất bại đâu. Tần Mặc an ủi. Tiêu Phàm gật đầu không nói gì, nhưng trong lòng thì kích động tới cực điểm. Lúc dì sắt tàn phá tiểu đỉnh chóc ra, Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy mảng đen như mực tản ra hào quang màu đen, tiểu đỉnh này tuyệt đối không hề đơn giản. Về phần vì sao Lăng Vân Thương Hội không phát hiện ra, Tiêu Phàm rất nhanh liền minh bạch. Đó là bởi vì Lăng Vân Thương Hội không có biện pháp khiến tiểu đỉnh chóc dì sắt ra. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không thể, sở dĩ nguyên nhân chính dì sắt chóc ra là bởi vì bạch thạch. Ngoài ý muốn có được tiểu đỉnh, tâm tình Tiêu Phàm thật tốt. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười. Đấu giá hội nghỉ ngơi nửa chén trà nhỏ liền tiếp tục bắt đầu. Tiêu Phàm từ khi mua được tàn phá tiểu đỉnh thì không gặp được báo bối khiến hắn động tâm nữa. Ngược lại chỉ điểm bàn tử, Tuyết Ngọc Hiên và Tần Mộng Điệp ba người mua được mấy món ngũ phẩm. Niềm vui thú duy nhất chính là, mỗi khi Kiếm Vương Triều báo giá, Tiêu Phàm liền không chút do dự so với Kiếm Vương Triều báo nhiều hơn một khối trung phẩm hồn thạch. Điều này khiến người của Kiếm Vương Triều phẫn nộ tới cực điểm, cuối cùng hướng Lăng Vân Thương Hội khiếu nại. Đáng tiếc, Lăng Vân Thương Hội căn bản hờ hững lạnh lẽo. Giới đấu giá hội quy củ đã quyết định như thế nào thì căn bản không thể thay đổi. Kiếm Vương Triều mua được 3 kiện vật phẩm, một bộ ngũ phẩm kiếm quyết, 2 thanh ngũ phẩm bảo kiếm, chỉ là đều vượt xa giá cả đoán trước mới tới tay bọn hắn. Điều này khiến người Kiếm Vương Triều vô cùng phẫn nộ. Thời gian rất nhanh trôi qua. Bất chi bất giác màn đêm buông xuống, bất quá phòng đấu giá vẫn như cũ giống như ban ngày. 125 kiện bảo bối đã được đấu giá hoàn tất, còn 3 kiện cuối cùng, chắc hẳn mọi người đều rất tò mò, cuối cùng 3 kiện vật phẩm thần bí là cái gì? Kiện vật phẩm thần bí thứ nhất. Lý Vũ Phỉ vẫn như cũ nhiệt tình ngẩng cao. Ở sau lưng nàng, một cỗ hung lệ chi khí ngập trời bộc phát ra. Thân hình Lý Vũ Phỉ bị chấn khai mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Cỗ khí thế chấn nhiếp vạn linh khiến toàn trường hít vào ngụm khí lạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó trưng bày một hộp sắt đen, dù vậy cũng không thể áp chế cỗ chi khí hung lệ ngập trời kia. Cái này là đồ vật gì sao lại đáng sợ như thế? Căn bản chiến tông cảnh không thể khống chế, cho dù chiến vương đoán chừng cũng tiếp nhận không được sát khí này. Thật là một chi khí hung lệ bá đạo, chưa nhìn thấy bản thể đã đáng sợ như thế, quả nhiên không hổ là bảo vật. Đám người lộ ra vẻ kinh hãi, con người rung động không thôi. Chỗ này đại đa số đều là tu vi dưới chiến tông cảnh, chiến vương cảnh thập phần thưa thớt, bởi vì các đại gia tộc đều có đại biểu, chiến vương căn bản không cần tự mình đến nơi này. Kiện bảo bối thứ nhất, vô danh hung đao, lục phẩm đỉnh giai hồn binh do một vị chiến vương tại vùng đất cổ xưa đoạt được, cầm đao này trong tay, chém giết vô số vương thú, đáng tiếc cuối cùng thể lực chống đỡ không nổi liền chết thảm. Vô danh hung đao cũng bởi vậy bị Lăng Vân Thương Hội lấy được. Về sau đao này hết thảy trải qua 6 vị chủ nhân, giám định sư nói không rõ, các vị hảo hảo châm trước. Giá khởi điểm 20 vạn trung phẩm hồn thạch. Lý Vũ Phỉ đem bảo bối này giới thiệu một lần. Nghe vậy, con người đám người co rụt lại, sau đó cảm kích nhìn Lý Vũ Phỉ, một câu cuối cùng bọn hắn thế nhưng là nghe hết sức rõ ràng. Vô danh hung đao không rõ, cho dù có được thì sẽ như thế nào? Ta không dùng đao, đao này với ta vô dụng, hơn nữa, chỉ bằng vào đao này không rõ, cho dù đưa cho ta cũng không dám dùng. Nghe đồn nhất định đạt tới cấp độ hồn binh, khả năng sinh ra linh trí. Cái hung đao này có lẽ chính là như thế, không có cách nào khống chế.
Đang lúc đối địch một khi xuất hiện ngoài ý muốn, muốn không chết cũng khó khăn. Nếu đổi lại một lục phẩm đỉnh giai hồn binh khác, giá khởi điểm 20 vạn trung phẩm hồn thạch thật đúng là không cao lắm, nhưng đao này bất lợi cho chủ nhân, nào ai muốn dùng đao này làm gì? Đám người trong lòng rung động, bị cái lệ khí hung đao kia chấn nhiếp, nhao nhao lắc đầu. Bất quá, cũng có ít người lộ ra vẻ điên cuồng, trong đó có cả Bách Lý Cuồng Phong và Trần Phong, thậm chí ngay cả Lâu Ngạo Thiên cũng lộ ra một tia kinh sợ. 20 vạn, Bách Lý Cuồng Phong không chút do dự kêu giá, thầm nghĩ trong lòng, hảo đao, đao này ta thích. 25 vạn, Trần gia Trần Phong không chút do dự nói. 40 vạn, Lâu Ngạo Thiên nhàn nhạt phun ra một đạo thanh âm, bất quá thần sắc hắn lại vô cùng kích động, trực tiếp báo ra 40 vạn giá cả. Đám điên này, cái hộp sắt kia đều chưa được mở ra liền bắt đầu kêu giá. Tuyết Lung Giác kinh ngạc nói. Chỉ bằng vào khí tức, đao này là cực kỳ bất phàm. Bách Lý Cuồng Phong, Trần Phong đều là dùng đao người, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Về phần Lâu Ngạo Thiên, đao pháp hắn cũng không tệ, đoán chừng cũng muốn một chuôi hảo đao. Tuyết Ngọc Hiên lắc đầu, giải thích nói. Tiêu Phàm ngồi trên ghế, còn người rung động không thôi, hắn cũng có chút kích động. Sát khí ngập trời trong thể nội dục dịch, kém chút phá thể mà ra. Lệ khí thật là bá đạo. Sát khí tu la kiếm nội liếm, đao này lệ khí lại hung bạo như thế, nếu như có thể áp đảo đao này, chỉ bằng vào khí thế đoán chừng đã có thể ngăn chặn tu sĩ cùng giai. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, chậm rãi đứng dậy. 50 vạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.